có phải anh cả thấy rất mất mát không? Lệ Khuynh Thành kéo chiếc ghế ngồi cạnh Tần Lạc, nàng cười tươi như hoa hỏi hắn. Không đến thì bọn họ thiệt hại, anh có mất cái gì quý đâu? Tần Lạc mạnh miệng nói, hắn vươn tay lấy một quả mơ bỏ vào miệng, chua quá. Làm ngôi sao đã lâu, đã quen với việc người khác theo đuổi mình. Bây giờ không có ai tới tâng bốc, nhất định trong lòng anh đang rất không thoải mái, đúng không? Không có, Tần Lạc lắc đầu nói, thế nhưng điều này hơi bất bình thường. Một khi quảng cáo đã phát ra, tại sao không có ai tới khám chữa bệnh miễn phí? Chẳng lẽ khí hậu Paris phù hợp với mọi người nên mọi người không có vấn đề về sức khỏe, không có bệnh tật sao? Không thể nào, lão Uông nói tiếp, nhà thuốc trung y này của tôi hàng năm làm ăn khá tốt. Nếu không chúng tôi đã không bám rễ ở đây nhiều năm như vậy. Nói một cách không đạo đức là, không có bệnh nhân, thầy thuốc chết đói. Giống như những bệnh viện Tây y kia làm ăn càng thịnh vượng. Hơn nữa đôi khi còn phải chờ đợi, tôi cũng thấy rất kỳ quái. Tại sao hôm nay lại như vậy? Chẳng lẽ vẫn chưa quảng cáo? Không thể nào, Vũ Dũng Tú cau mày nói, tôi mới nhận được điện thoại là kênh truyền hình tiếng Trung đã phát thông tin Tần Lạc tiên sinh tới phố người Hoa ở Paris chữa bệnh từ thiện miễn phí. Hơn nữa trưa nay chúng ta cũng dán quảng cáo ở hai bên đường phố. Không ai tới thì hỏng bét, cục diện thế này thì không có thu hoạch gì, Trướng Bác lo lắng nói. Lệ Khuynh Thành cười an ủi, mọi người không cần lo lắng. Chuyện này rất dễ giải quyết. Lệ tiểu thư, cô có biện pháp gì sao? Triệu Tử Long vui mừng hỏi. Lệ Khuynh Thành gật đầu, nàng đi tới cạnh Lão Uông, thì thào mấy câu với Lão Uông. Vậy có thể không? Lão Uông mở to hai mắt nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi. Có thể, Lệ Khuynh Thành gật đầu. Đơn giản vậy sao? Những điều đơn giản nhất lại là những điều có hiệu quả nhất, Lệ Khuynh Thành nói, cứ làm theo lời tôi nói là ổn. Được, vậy chúng ta thử một chút, dù sao điều này cũng không khó khăn, chỉ cần dùng người nhà mình, Lão Uông nói. Đợi khi Lão Uông chạy đi, mấy người Trương Bác, Triệu Tử Long, Vũ Dũng Tú nhìn Lệ Khuynh Thành đầy vẻ nghi ngờ. Cứ chờ xem kịch vui đi, Lệ Khuynh Thành cười nói. Chỉ một lát sau bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Giọng nói của Lão Uông vang lên bên ngoài, mọi người không nên chen chúc, phải xếp hàng ngũ chỉnh tề. Từng người một tiến tới chỗ thần y Tần Lạc đang ngồi trong hiệu thuốc. Mỗi ngày Tần Lạc tiên sinh chỉ khám chữa bệnh cho 10 người. Không nên chen chúc, không nên chen chúc. Triệu Tử Long, Trương Bác, Vũ Dũng Tú nghe thấy vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa thì thấy bên ngoài cửa hiệu thuốc của Lão Uông có một nhóm người đang xếp hàng. Tại sao chỉ trong chốc lát lại có nhiều người tới khám bệnh vậy? Nhưng khi mấy người nhìn kỹ những người đang xếp hàng thì suýt nữa cười ra nước mắt. Bọn họ chỉ thấy vợ Lão Uông, con trưởng của Lão Uông, con thứ hai và cả đứa bé 5-6 tuổi cũng đứng xếp hàng. Những người còn lại đều là những người quen. Hoa Đại Tẩu, người rửa chén của tiệm ăn ngay bên cạnh. Thái Bá ở cửa hàng hoa quả. Ngay cả Tiểu Vũ, người chịu trách nhiệm tắm rửa cho những thú cưng nuôi trong nhà như chó, mèo ở bệnh viện sủng vật. Đây không phải giống như những thằng cha chuyên bán cao da chó sao? Làm vậy có hiệu quả không? Tất cả mọi người đều thầm nghi ngờ trong lòng. Người đầu tiên tiến vào khám bệnh là vợ Lão Uông, đó là một người phụ nữ có thân thể mập mạp. Tần Lạc giữ vững tinh thần, hắn ngồi thẳng người, cười hỏi, Đại Tẩu, chị thấy chỗ nào không thoải mái? Người phụ nữ cười phúc hậu nói, không có gì, thân thể tôi rất tốt, tôi chỉ đến xem vị thần y trẻ tuổi mà Lão Uông nhà tôi suốt ngày nhắc tới. Ôi, trẻ quá, tối nay tới nhà A Di ăn cơm nha, A Di sẽ làm món hồng thiết sư tử đầu. Người thứ hai tiến vào là con trưởng của Lão Uông, hắn móc túi lấy giấy và bút ra nhìn Tần Lạc vẻ sùng bái nói, thần tượng, tôi không ngờ khi tôi lại được gặp thần tượng. Tôi đã theo dõi toàn bộ tin tức và xem các đoạn băng video của anh. Hãy ký tên cho tôi đi, tôi sẽ mang đi cho các bạn học của mình xem, bọn họ nhất định sẽ rất hâm mộ. Tần Lạc chỉ muốn giật tóc của mình, đây chính là quái chiêu của Lệ Yêu Tinh sao? Tần Lạc không biết tình hình bên ngoài đã biến đổi rất nhanh chóng. Đột nhiên trước cửa hiệu thuốc trung y Đại Uông Thị xuất hiện một đám người đứng xếp hàng làm người đi đường hiếu kỳ vây quanh xem. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại xếp hàng như vậy? Trước kia cũng không có nhiều người thích trung y cho lắm. Tại sao hôm nay lại có nhiều bệnh nhân vậy? Nhìn kìa, hãy mau nhìn kìa. Đây có phải là con của Lão Uông không? Cha đẻ của hắn là thầy thuốc, tại sao phải xếp hàng xem bệnh? Thái Bá cũng xếp hàng trong đó. Nhất định là có chuyện gì hay rồi. Vì vậy lập tức lại có người thông báo tin tức ra ngoài. Nghe nói có một thần y từ Trung Quốc tới đang ở đây khám chữa bệnh từ thiện miễn phí.
một ngày chỉ khám bệnh cho 10 người, ai tới trước khám trước, chỉ khám bệnh cho người Trung Quốc còn những người mũi to kia không có phần. Lão Uông cũng thâm hiểm thật, người ta là thần y tới chữa bệnh cho người Trung Quốc, cũng chỉ mượn địa điểm của Lão Uông mà thôi. Tại sao ông ta có thể ích kỷ như vậy chứ? Tại sao lại đưa tất cả già trẻ nhà mình ra xếp hàng? E rằng điều tốt chỉ một mình ông ta hưởng, những người mắc bệnh như chúng ta thì sao bây giờ? Tôi kiến nghị. Chúng ta cũng đi xếp hàng. Chúng ta muốn xin thần y chữa bệnh cho chúng ta. Một hàng ngũ siêu vẹo, hỗn tạp mới rồi ngay lập tức đã bị kéo dài vô hạn. Người tới xếp hàng càng lúc càng nhiều, hơn nữa liên tiếp có người gia nhập vào đội ngũ, nhanh chóng làm cho hàng người đó làm tắc nghẽn con phố, cuối cùng phải cắt ra làm thành mấy hàng nữa. Mấy người Triệu Tử Long, Trương Bác thấy vậy há hốc mồm ngạc nhiên. Vậy mà cũng thành công sao? Vũ Dũng Tú khâm phục nói với Lệ Khuynh Thành, Lệ tiểu thư quả nhiên rất am hiểu lòng người. Chỉ một chiêu nho nhỏ này lại rất hiệu quả, thật đúng là làm người khác phải bất ngờ. Trương Bác cười nói, ở trong nước, người Trung Quốc thích xem náo nhiệt. Khi ra nước ngoài cái tật xấu này vẫn không bỏ được. Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, thích xem náo nhiệt chỉ là một nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Vậy nguyên nhân chủ yếu của việc đó là gì? Trương Bác khiêm tốn hỏi. Mọi người thử nghĩ xem, quảng cáo đã đưa lên, hẳn tất cả mọi người đều biết tin nhưng tại sao không có ai tới? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại. Đây chính là vấn đề mấy người thấy kỳ quái. Lúc trước mời bọn họ thì không có ai tới, bây giờ tìm mấy người tới xếp hàng thì bọn họ lại chen chúc nhau chạy tới. Bọn họ trả lời rằng đây chính là vấn đề tâm lý của người Trung Quốc nhưng Lệ Khuynh Thành lại nói là không phải. Vậy nguyên nhân đó là gì? Thứ nhất, chính là vấn đề con người. Các vị hãy nghĩ xem bọn họ đi xa ngàn dặm tới nước ngoài, gắng sức làm việc là vì cái gì? Thanh niên cũng như trung niên, bọn họ phần lớn là trụ cột gia đình. Đối với bọn họ thì cho dù tuyên truyền quảng cáo hay pano áp phích bọn họ cũng không mấy quan tâm tới vấn đề này. Điều bọn họ quan tâm hơn là làm thế nào kiếm nhiều tiền hơn, sống đạm bạc qua ngày. Nếu như ở trong nước nhất định sẽ có một số ông già bà già nhàn rỗi nhìn thấy quảng cáo nhất định vì ý thích mà tới. Nhìn thấy mọi người liên tục gật đầu tán thưởng, Lệ Khuynh Thành tiếp tục giải thích, thứ hai là vấn đề thời gian. Hiện tại là mấy giờ? Bây giờ là 3 giờ chiều. Thời gian này chính là thời điểm mọi người đang dốc sức làm việc. Mặc dù bọn họ cũng biết tin tức chữa bệnh từ thiện không mất tiền nhưng sao bọn họ có thể từ bỏ cơ hội kiếm tiền để chạy tới đây? Danh tiếng của Tần Lạc ở Pháp, ở Paris chưa đủ để bọn họ làm như vậy. Nếu bọn họ là trụ cột của gia đình, bây giờ lại đúng lúc trong giờ làm việc vậy tại sao bọn họ lại tới đây? Trương Bác hỏi. Bởi vì tôi đã nói cho bọn họ biết nếu không biết nắm chắc thời điểm thì sẽ mất đi cơ hội. Lệ Khuynh Thành nói, tiết tấu cuộc sống càng lúc càng nhanh. Những người thực sự khỏe mạnh có quá ít, bọn họ tuyệt đối không thể có một cơ thể khỏe mạnh không đau ốm. Ít nhất là bọn họ không có cách nào đối phó với việc sức khỏe giảm sút. Tôi để cho người của Lão Uông xếp hàng chính là nhắc nhở bọn họ quan tâm tới sức khỏe của mình. Mặt khác cũng ngầm nói cho bọn họ rằng, các anh các chị không tới thì người khác sẽ tới. Các người không khám thì những người khác cũng khám. Thần y khám bệnh cho người khác thì đương nhiên không tới lần mình. Trong tư tưởng mỗi người đều có suy nghĩ tư lợi. Bọn họ nhìn thấy những người khác tới chữa bệnh miễn phí nên đương nhiên sẽ tận dụng mọi cách để được chữa bệnh miễn phí. Lệ Khuynh Thành nhìn hàng dài người cùng với khí thế ngất trời của những người tới chữa bệnh miễn phí nói, tùy viên Vũ Dũng Tú nói rằng, mọi người đúng là biết khó mà lui. Trước kia mọi người vẫn nghĩ mình không có thời gian, đó chính là nguyên nhân bọn họ rút lui. Hiện tại bọn họ thấy có người đã có thể vượt qua trở ngại đó vì vậy bọn họ cũng phải vượt qua trở ngại của bản thân mình mà tới đây. Lệ Khuynh Thành giải thích một thôi một hồi làm mọi người rất tâm phục. Mấy người Triệu Tử Long, Trương Bác, Vũ Dũng Tú vô cùng khâm phục nhìn người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa trí tuệ này. Lệ tiểu thư quả thật hiểu rất rõ tâm lý con người. Nghe tiểu thư nói hôm nay bằng 10 năm đọc sách, quả thật rất lợi hại. Nhất định Lệ tiểu thư đã đọc đủ các loại sách tâm lý. Có nội trợ hiền giúp sức bảo sao Tần Lạc tiên sinh không nhất cử nổi danh khắp thiên hạ. Đúng vậy, đúng là duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc. Lệ Khuynh Thành cười nói, mọi người không nên hiểu lầm. Tôi thực sự chỉ là trợ lý của Tần Lạc. Ha ha, nếu Lệ tiểu thư đã nói như vậy, chúng tôi tạm thời tin tưởng. Triệu Tử Long cười nói. Bọn họ càng ngày càng tin tưởng mối quan hệ giữa Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc không bình thường chút nào. Lệ Khuynh Thành biết suy nghĩ của mấy người đó nhưng nàng cảm thấy mình cũng không cần thiết phải giải thích. Nàng nhìn đám người đó hỏi, Tần Lạc đã khám bệnh được cho bao nhiêu người?
thêm người này nữa là người thứ 10 lão uông ở bên cạnh đếm. Lệ Khuynh Thành bước nhanh vào trong nhà nói với Tần Lạc, buổi khám chữa bệnh từ thiện hôm nay tới đây là kết thúc. Hãy để những người bệnh đang ở bên ngoài ngày mai quay lại. Như vậy có được không? Tần Lạc nhìn hàng người dài bên ngoài, đỡ nói. Thầy thuốc bỏ bệnh nhân không cứu chữa. Đây không phải là hành động tương xứng với đạo đức nghề nghiệp của hắn. Nhất thiết phải như vậy, Lệ Khuynh Thành nói. Phiền Uông lão hãy ra ngoài thông báo với người bệnh một tiếng, số lượng 10 người khám chữa bệnh từ thiện hôm nay đã đủ. Mời mọi người ngày mai hãy tới. Được lão Uông trả lời, sau đó ông ta quay người ra ngoài thông báo. Sau khi hàng người bên ngoài nghe thấy tin đó lập tức trở nên rất hỗn loạn. Chương 488, tạo thế hạ. Tại sao lại kết thúc? Chúng tôi vẫn còn chưa được khám bệnh. Tại sao lại kết thúc? Đúng vậy. Chúng tôi rất vất vả mới dành được thời gian tới khám bệnh. Tại sao nói không chữa là không chữa luôn? Kháng nghị, tôi kháng nghị, 10 người lúc trước là người nhà cùng bạn bè của Lão Uông. Không tính, lúc trước chúng tôi vẫn chưa biết tin. Lão Uông phất phất tay áo ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại rồi nói, ngày hôm nay kênh truyền hình Tiếng Trung có phát tin tức thần y Tần Lạc tới khu phố người Hoa chữa bệnh miễn phí. Lúc trưa nay tôi có thông báo cho mọi người không? Khi mọi người đi trên phố có nhìn thấy các pano quảng cáo không? Trước đó khi mọi người không muốn tới thì tôi chỉ còn cách thông báo cho người thân, láng giềng của mình. Hiện tại số lượng 10 người khám bệnh của ngày hôm nay đã đủ, thần y cũng đã mệt mỏi. Ngày mai xin mời mọi người tới sớm, quy định vẫn như ngày hôm nay. Ai tới trước khám trước, mỗi ngày chỉ khám chữa bệnh miễn phí cho 10 người. Nói xong, không để ý tới tiếng ồn ào phản đối của mọi người. Lão Uông đi vào trong hà mời nhóm người Tần Lạc vào nhà trong ăn cơm. Bữa tối ăn món ăn Trung Quốc, vợ Lão Uông tự tay xuống bếp. Đúng như bà ta đã nói, quả nhiên bà ta nấu món ăn rất ngon. Đặc biệt là món hồng thiêu sư tử đầu được mọi người khi ăn luôn miệng khen ngon, ăn rất nhiều. Lệ tiểu thư, ly rượu này tôi kính cô. Trương Bác cầm một ly rượu nhị hoa đầu trong suốt lên nói, tôi chưa thấy bất kỳ phụ nữ nào tài giỏi hơn tiểu thư. Thật vậy sao? Lệ Khuynh Thành cười tươi như hoa nhìn Tần Lạc hỏi. Phì. Tần Lạc phun ra một ngụm nước, bắn cả vào trường bào của mình, sau đó hắn bối rối dùng khăn bông lau sạch nước đọng trên đó. Tần Lạc, không sao chứ? Lão Uông vừa bảo người lấy khăn bông sạch để Tần Lạc lau vừa hỏi vẻ quan tâm. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tần Lạc đỏ mặt tía tai, hắn liên tục khoát tay nói. Anh nghĩ rằng em không thể làm được sao? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc cười giảo hoạt hỏi. Có khả năng, Tần Lạc nói. Những người khác nghe không hiểu huyền cơ trong đó nhưng Tần Lạc lại hiểu rõ ràng. Lệ Yêu Tinh mượn cơ hội này để chế nhạo bản thân hắn. Đúng vậy, Lệ tiểu thư tài năng xuất chúng hơn người là ngay cả những người đàn ông như chúng tôi cũng cảm thấy tự ti, Triệu Tử Long nói tiếp, khi mới bắt đầu quả thực không thuận lợi chút nào. Nếu những người đàn ông chúng tôi nôn nóng thì không có sự khởi đầu tốt đẹp của ngày hôm nay. Đảm bảo ngày mai bọn họ sẽ càng tích cực hơn nữa. Lệ tiểu thư, tôi cũng mời cô một chén. Vũ Dũng Tú nâng ly mời Lệ Khuynh Thành. Cảm ơn, đây là công lao của mọi người. Hơn nữa đây mới chỉ là thành công bước đầu của chúng ta. Phía sau chúng ta con đường còn rất dài, chúng ta không thể lùi bước. Lệ Khuynh Thành khiêm tốn nói. Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của mấy người. Xế chiều ngày hôm sau, khi Trương Bác lái xe đưa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành tới phố người Hoa, mới tới đầu phố đã thấy ở giữa phố có mấy hàng người xếp hàng chen xúc, nhốn nháo. Hơn nữa còn có khá nhiều phóng viên giơ camera chụp ảnh hàng người đó. Trương Bác vui mừng nói, xem ra việc tuyên truyền của chúng ta rất có hiệu quả. Số lượng người tới ngày hôm nay đã vượt gấp 3 lượng người của hôm qua. Người tới nhiều hơn cũng chỉ có thể chữa bệnh cho 10 người. Tần Lạc cười gượng gạo nói. Bệnh nhân tới nhưng lại muốn đuổi người ta đi. Thực sự trong lòng Tần Lạc thầm không an tâm nhưng hắn hiểu cách làm của Lệ Khuynh Thành. Nàng làm như vậy để nhanh chóng có thể đạt được hiệu quả đã vạch ra, vì vậy hắn cũng không muốn làm trái với cách của nàng. Anh có ý kiến gì với cách của em sao? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi. Không có. Tần Lạc vội vàng lắc đầu. Không có là tốt rồi, Lệ Khuynh Thành nói. Nàng nghiêng người ghé sát vào tai Tần Lạc thì thào, anh có đi chăng nữa em cũng không thể làm. Một khi gặp phải một phụ nữ lưu manh như Lệ Khuynh Thành, bạn phải làm gì với nàng bây giờ? Khi xe dừng lại trước cửa hiệu thuốc trung y Đại Uông Thị, Lão Uông cùng Triệu Tử Long, Vũ Dũng Tú bước tới vây xung quanh dẫn Tần Lạc vào bên trong hiệu thuốc. Có thấy không, người mặc trường bào đó không? Người đó chính là thần y Tần Lạc. Còn trẻ như vậy liệu xem bệnh có chính xác không?
anh có biết nói tiếng người không vậy? Người này đúng là Tần Lạc, Tần Lạc danh tiếng lẫy lừng ở trong nước. Có biết anh ấy rất có tiếng tăm không? Một mình anh ấy đấu với toàn bộ giới Hàn Y ở Hàn Quốc. Khi về nước có mấy vạn người ra sân bay đón, đoàn xe đi đón dài mấy cây số, có bao nhiêu thầy thuốc có thể có cảnh tượng náo nhiệt như vậy so với anh ấy? Làm sao anh biết lợi hại như vậy? Tối qua tôi đã về nhà lục tìm tư liệu của anh ấy. Hôm nay có còn chuẩn bệnh cho 10 người nữa không? Lão Uông hỏi. Đúng vậy, vẫn là 10 người, Lệ Khuynh Thành nói. Ôi, Lão Uông thở dài nói. 3 giờ chiều mới đến giờ khám chữa bệnh từ thiện, có người đã tới xếp hàng từ 12 giờ trưa, đã xếp hàng 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhìn họ như vậy không đành lòng chút nào. Nghe vậy Tần Lạc cũng thấy rất chua xót. Hắn đang định lên tiếng thương lượng với Lệ Khuynh Thành xem có thể thay đổi một chút về quy tắc chữa bệnh hay không. Lệ Khuynh Thành đã lên tiếng trước, nàng quả quyết từ chối, không được. Chỉ chuẩn bệnh cho 10 người. Bọn họ chờ đợi rất cực khổ. Tần Lạc nhìn hàng người dài bên ngoài, thở dài nói. Trong số những người xếp hàng đó đại đa số là những người già. Bọn họ là những người tha hương, tiếc tiền không dám tới bệnh viện khám bệnh cho dù bị bệnh cũng gắng gượng chịu đựng. Bây giờ bọn họ nghe tin thần y tới khám bệnh miễn phí lập tức muốn tới thử vận may. Vì để lọt vào cái danh sách ít ỏi đó bọn họ không ngần ngại xếp hàng ha, 3 tiếng đồng hồ mà không oán thán một lời. Bọn họ không phải là người có tinh thần dân tộc, bọn họ cũng không phải là fan hâm mộ Tần Lạc. Bọn họ chỉ muốn chữa khỏi bệnh của mình, muốn làm cho cuộc sống ngắn ngủi còn lại của đời mình thoải mái hơn, khoan khoái hơn một chút. Lệ Khuynh Thành vẫn cố chấp lắc đầu nói, không phải tôi không đồng cảm với bọn họ. Chỉ cần chúng ta phá lệ một ngày, cục diện sẽ vô cùng rối ren, tới khi đó chúng ta không thể đạt được mục đích như mong muốn. Hơn nữa đợi khi chúng ta giải quyết xong xuôi vấn đề giấy phép lưu hành của thuốc trung y ở châu Âu, anh hoàn toàn có thể ở lại Paris chữa bệnh miễn phí 3 ngày. Đương nhiên khi đó nếu anh tình nguyện ở lại nơi này 10, 15 ngày cũng không thành vấn đề. Thôi được rồi, nghe lời em, Tần Lạc cười nói, dù sao đi nữa cuối cùng anh vẫn không thể nói lại em. Đây là điều bình thường bởi vì em giỏi hơn anh. Tần Lạc ngồi ở bàn chuẩn bệnh, Lão Uông ngồi bên dưới chủ trì. Buổi chữa bệnh từ thiện ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Người tiến vào đầu tiên là một ông già. Sau khi kiểm tra, Tần Lạc phát hiện ông lão mắc bệnh phong thấp rất nặng. Sau khi Tần Lạc kê xong đơn thuốc, Lão Uông đã bốc thuốc ở hiệu thuốc của mình cho ông lão. Vì để ủng hộ nghĩ cử của Tần Lạc, Lão Uông đã quyết định tất cả những người bệnh cũng được bốc thuốc miễn phí. Tiếp theo đó là mấy người bệnh, có người phải uống thuốc mới có thể giải quyết được bệnh tật của thân thể, có một số người bệnh nhẹ, Tần Lạc chỉ cần châm một châm là giải quyết hoàn toàn. Có một người đàn ông bị mắc bệnh xương cổ kinh niên, Tần Lạc không cần châm cứu, không cần kê đơn, hắn chỉ cần xoa bóp huyệt đạo của người đó, lập tức người đó đã cảm thấy bệnh của mình giảm rất nhiều. Y thuật của Tần Lạc quả thực rất thần kỳ, chiếm được sự tán thưởng của người bệnh. Những người bệnh được hắn chữa bệnh lại nói với những người đang xếp hàng ở bên ngoài. Những người bệnh ở bên ngoài càng nóng ruột, ai cũng hy vọng kỳ tích đó cũng xuất hiện trên thân thể mình. Nhưng số lượng 10 người được chữa bệnh qua đi rất nhanh. Lão Uông không ra bên ngoài gọi người vào nữa mà tuyên bố buổi chữa bệnh từ thiện hôm nay kết thúc. Có rất nhiều người đang xếp hàng bất mãn nhưng bọn họ cũng biết đây là quy định nên cũng chỉ còn cách nghe theo sắp xếp của người tổ chức. Thế giới này chính là như vậy, điều gì càng yêu cầu giữ bí mật thì càng nhanh chóng bị truyền bá ra ngoài. Tin tức về quy định chữa bệnh hà khắc của Tần Lạc đã nhanh chóng truyền đi khắp khu người Hoa ở Paris. Này, có biết không, có một thần y tới chữa bệnh ở khu phố người Hoa chúng ta. Mỗi ngày chỉ chữa bệnh cho 10 người, nếu không tới xếp hàng sớm thì chỉ có chậm chân. Nghe nói y thuật của thần y này rất thần kỳ, thuốc vào là bệnh lui, hay chúng ta cũng đi thử xem sao. Có nhiều người lắm, nghe nói ngày hôm qua có gần 1.000 người xếp hàng. 1.000 người chỉ chữa cho 10 người. Được rồi, ngày mai không ăn cơm trưa nữa, tới thẳng đó xếp hàng. Con bà nó, tôi không tin là mình không thể lọt vào 10 người đầu tiên. Thận của tôi càng ngày càng kém, ban ngày đi làm đã không có hơi sức, tối về lên giường cũng không có sức. Tới ngày chữa bệnh từ thiện thứ 3, khi Tần Lạc tới khám bệnh từ thiện theo đúng giờ quy định, cả con phố người Hoa đã đứng đầy người tới khám bệnh. Có cả những người mặc đồng phục cảnh sát Paris tới hỗ trợ trật tự, cũng có cả những nam nữ người da trắng. Mắt xanh cầm máy ảnh chụp hàng người, có cả xe truyền hình của kênh truyền hình tiếng Anh cũng đã tới, đang làm bản tin trực tiếp về quang cảnh trước hiệu thuốc Trang Y Đại Uông Thị. Tin tức 1.000 người tới cầu thần y chữa bệnh đã ngay lập tức trở thành tin hot ở Paris,
đã thu hút sự chú ý của chính quyền và giới truyền thông có liên quan. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau, cả hai biết bước đầu tiên của kế hoạch đã sắp thành công. Lệ Khuynh Thành cười ý bảo Tần Lạc hãy giữ vững phong thái của một thần y. Tần Lạc bước vào hiệu thuốc, hắn ngồi xuống trước bàn chuẩn bệnh. Hắn quay sang dặn dò Lão Uông mấy câu, Lão Uông liền đi ra ngoài gọi người bệnh vào. Tần Lạc ngồi bên trong một lúc mà vẫn không thấy có người bệnh vào, hơn nữa bên ngoài còn xảy ra tiếng huyên náo, hình như có người đang gây lộn bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc quay sang hỏi Lệ Khuynh Thành ở bên cạnh. Em ra ngoài xem một chút, Lệ Khuynh Thành nói. Ngay khi Lệ Khuynh Thành đi ra ngoài, nàng nhìn thấy Lão Uông đang đứng nói chuyện với một người đàn ông da trắng, mắt xanh cao lớn. Lão Uông một mực mỉm cười giải thích, nhưng người đàn ông da trắng cao lớn có vẻ rất tức giận, căn bản anh ta không muốn nghe lời giải thích. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành đi tới hỏi. Người bạn Pháp này xếp hàng đầu tiên, anh ta muốn xin thần y chữa bệnh cho anh ta. Nhưng điều này trái với quy định của chúng ta, Lão Uông chỉ vào người đàn ông cao lớn nói. Không khám bệnh cho người nước ngoài chính là quy định do Lệ Khuynh Thành đặt ra. Lão Uông chỉ còn cách tuân thủ quy định, khuyên nhủ người đàn ông này quay về. Tại sao các người không muốn chữa bệnh cho người nước ngoài? Chẳng lẽ chúng tôi không phải là người bệnh sao? Tại sao các người có thể phân biệt đối xử như vậy? Đây là Paris, tôi sẽ đi tố cáo các người kỳ thị chủng tộc, người đàn ông tức giận nói với Lệ Khuynh Thành. Anh ta nói tiếng Pháp, vừa hay Lệ Khuynh Thành cũng tinh thông tiếng Pháp. Nghe những lời này của người đàn ông Pháp, Lệ Khuynh Thành cười thầm trong lòng. Những con người này rốt cuộc cũng tình nguyện cắn câu. Chương 489, rước họa vào thân. Maxis là một phóng viên báo Paris Times, là phóng viên chuyên mục cuộc sống hàng ngày. Công việc chính hàng ngày của anh ta là đi dạo khắp nơi, tìm kiếm những tin tức thực tế mà có thể chuyển thành TT hiền nhuận bút. Anh ta có một thói quen đặc biệt là ưa thích món ăn Trung Quốc. Hôm qua trong thời gian Tần Lạc đang chữa bệnh, anh ta tới một nhà hàng món cay Tứ Xuyên ăn món đầu cá nấu dưa chua. Anh ta nhìn thấy một đám người tụ tập bên ngoài. Với cảm giác nhạy bén của một người là nghề săn tin, anh ta cảm thấy nhất định sẽ có tin tức thú vị nên lập tức tính tiền chạy tới xem. Qua dò hỏi anh ta biết được thì ra có một thầy thuốc người Trung Quốc rất có danh tiếng ở trong nước tới khu phố người Hoa ở Paris khám bệnh miễn phí. Mỗi ngày chỉ có 10 người xếp hàng trước tiên mới có cơ hội được vị thần y này chữa trị. Nhưng vị thần y này có một quy định khiến cho Maxis cảm thấy bị sỉ nhục. Đó là từ chối chữa bệnh cho người nước ngoài. Trước kia chỉ có người Pháp cao quý mới có quyền kỳ thị người Trung Quốc. Sao bọn họ có thể để những công dân hạng ba như người Trung Quốc coi thường được? Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Anh ta đã muốn xông vào, chất vấn tên thần y kia rốt cuộc là có mục đích gì? Dựa vào cái gì mà chỉ khám bệnh cho người Trung Quốc, không khám bệnh cho người Pháp? Nhưng anh ta không có cơ hội nhích lên bởi vì người xếp hàng trước anh ta rất nhiều, căn bản là không tới lượt anh ta vào chuẩn bệnh. Hơn nữa hôm qua những người xếp hàng chờ khám bệnh cũng toàn là người Trung Quốc, không có một người Pháp nào hay người của chủng tộc khác. Bản thân anh ta cũng không biết đây là thật hay giả nên trong lòng thầm hạ quyết tâm tự mình tới thử nghiệm một phen. Hôm nay anh ta tới phố người Hoa rất sớm nhưng anh ta sợ rút dây động rừng nên không dám tới xếp hàng một mình. Anh ta đã bỏ tiền ra thuê một bồi bàn người Trung Quốc trong nhà hàng tới xếp hàng nhận chỗ hộ anh ta. Sau khi ăn uống no nê, lại thêm một ly cà phê hảo hạng, vào lúc 2 giờ 30 chiều, gần sát với thời điểm thần y bắt đầu chữa bệnh từ thiện, anh ta mới chạy tới trước cửa hiệu thuốc Trung Y Đại Uông Thị xếp hàng thay cho người bồi bàn được thuê kia. Vì vậy ngay khi Tần Lạc bắt đầu khám bệnh, anh ta là người đầu tiên có cơ hội vào khám. Anh ta là người Paris có ưu thế sân nhà nổi trội. Bây giờ lại bắt được nhược điểm của những người đó nên trong lòng anh ta không có gì lo ngại. Là một phóng viên dày dạn kinh nghiệm, anh ta hiểu rằng chuyện càng làm ồn ào, tin tức của anh ta càng có giá trị, có lẽ tới lúc đó anh ta sẽ trở thành một phóng viên danh tiếng ở Paris. Điều bây giờ anh ta muốn chính là làm to chuyện này. Đúng là như vậy. Chẳng lẽ các người không biết đây là một hành vi phạm pháp sao? Maxis cười nhạt nói, các người tới Paris thì các người phải tuân theo quy định, luật pháp của Paris. Các người đề ra quy định như thế này chẳng lẽ là kỳ thị người da trắng chúng tôi, hay là các người phân biệt chủng tộc? Chúng tôi không hề có ý đó, Lệ Khuynh Thành cười nói, nhưng quả thực chúng tôi có đặt ra quy định đó bởi vì bệnh nhân thì rất nhiều mà thần y thì lại chỉ có một nên chúng tôi ưu tiên người Trung Quốc. Như vậy là không công bằng với chúng ta.
tôi đại diện cho toàn thân dân chúng thành phố Paris kháng nghị hành vi ứng xử phi đạo đức này của các người Marxist rất hài lòng với câu trả lời của mình với người phụ nữ xinh xắn này. Cũng đúng thôi, một khi đã có khí phách, tuyệt đối không được thừa nhận là có thể dùng tiền để mua chuộc được bản thân mình. Nếu như vậy bản thân mình sẽ lâm vào tình cảnh khó vẹn đôi đường. Ai bảo bản thân mình cũng là một người đàn ông dễ bị mua chuộc chứ? Không bình đẳng sao? Lệ Khuynh Thành nhìn người đàn ông Pháp này, nàng nói tiếng Pháp rất lưu loát. Tôi lấy một ví dụ, khi nước Pháp ban bố luật Pháp, có nghiêng về người Pháp bản địa không hay là nghiêng về người di dân ngoại lai? Tại sao học sinh người Trung Quốc đi học ở Pháp phải chi trả học phí gấp nhiều lần so với học sinh người Pháp bản xứ? Tiểu thư, tôi nghĩ cô muốn thay đổi chủ đề tranh luận của chúng ta, Marxist nói. Trong lòng anh ta không thể không thầm khen ngợi những lời lẽ sắc sảo, có hiểu biết về nước Pháp của người phụ nữ có phong cách lẳng lơ này. Đây là những vấn đề thuộc về quốc gia. Mỗi một đất nước cũng đều có những việc như vậy. Cô không thể oán trách nước Pháp. Tôi biết quy định của mỗi nước không giống nhau, tôi cũng không có ý trách cứ nước Pháp. Tôi chỉ rất tò mò là chúng tôi chỉ muốn làm một việc vì những người dân của đất nước mình thì lại bị coi là vi phạm luật pháp và kỳ thị chủng tộc. Nếu như nước Pháp không có chuyện kỳ thị chủng tộc như anh nói, chính phủ Pháp hẳn là nên đánh thuế các thương nhân nước ngoài cùng với quy định mức thu học phí của học sinh người nước ngoài ngang bằng với những người dân Pháp chứ. Tiểu thư xinh đẹp, đúng như lời cô nói. Nước Pháp là một đất nước mến khách, niềm nở. Chúng tôi hoan nghênh những thương nhân của các nước khác, thuộc các màu da khác nhau tới đầu tư, làm ăn, học sinh của các nước tới học tập ở Pháp. Đúng như cô đã thấy chúng tôi hoàn toàn không có ý ngăn cản. Nhưng hành vi của các người sẽ khiến chúng tôi đóng sập canh cửa đó lại, ngay một khe hở cũng không còn. Điều này khiến tôi muốn hỏi một câu không nhã nhặn cho lắm. Các người có ý gì khi nói không muốn chữa bệnh cho người Pháp và chó? Lệ Khuynh Thành biết người Pháp này đang cố tình bẻ quẹo vấn đề. Đương nhiên đây chính là vấn đề nàng rất muốn nhìn thấy. Dù người đàn ông này không bộ lộ thân phận phóng viên của mình nhưng thông qua cách ăn nói sắc sảo, Lệ Khuynh Thành có thể đoán ra thân phận của người đàn ông này. Đây lại càng là điều Lệ Khuynh Thành đang mong đợi. Người thông minh lúc nào cũng cho rằng tự bản thân mình đã nắm bắt được cơ hội mà thực sự không biết rằng mình chính là con mồi nhử của người đánh cá. Một khi phóng viên tới càng nhiều thì là lúc tin tức này càng sốt dẻo. Nói một cách nghiêm túc thì cả hai người Lệ Khuynh Thành và Marxist cùng có chung một mục đích đó. Tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm. Lệ Khuynh Thành vẫn tiếp tục duy trì thái độ đúng mực của mình. Chúng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ kỳ thị bất kỳ ai. Chẳng qua trong một thời gian ngắn ngủi chúng tôi muốn chữa bệnh cho một số đồng bào người Trung Quốc của mình. Tôi không hiểu chuyện này có gì sai. Vị tiên sinh này, xin hãy tuân theo quy định của chúng tôi. Xin mời ông lão phía sau tiến vào bên trong xem bệnh. Vậy ý của cô là các cô tiếp tục kiên trì quy định của mình, không đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào, không muốn chấp nhận chữa bệnh cho người nước ngoài sao? Lệ Khuynh Thành chỉ vào hàng người xếp hàng lên tới cả ngàn người nói. Yêu cầu của anh thật sự gây khó khăn cho chúng tôi. Anh hãy nhìn xem, có nhiều người bệnh như vậy, thần y chỉ có một. Sao có thể chữa hết cho mọi người đây? Thế nhưng quy định của các người đã quy định ai tới trước khám trước? Tôi là người tới trước, tôi đã mất nhiều thời gian cùng công sức xếp hàng nhưng tại sao lại không được cư xử như một người bệnh? Tất cả chỉ vì tôi là một người Pháp sao? Tôi nghĩ quy định của chúng tôi đã ghi rất rõ ràng, không chỉ có người Pháp. Nếu như chính phủ của chúng tôi cũng làm vậy, không cấp quyền khám chữa bệnh cho tất cả người Trung Quốc, cô có cảm thấy hợp lý không? Không hợp lý, Lệ Khuynh Thành trả lời thẳng thừng. Bởi vì chúng tôi làm việc với tư cách cá nhân, các anh hành động với tư cách chính phủ. Nhưng các người đã đả thương tình cảm của người Pháp chúng tôi. Tôi nghĩ mỗi một người dân nước Pháp, mỗi một người dân thành phố Paris này đều có quyền yêu cầu chính phủ thay đổi luật định. Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nhìn người đàn ông Pháp này. Một lát sau nàng mới thở dài nói, rất xin lỗi, chúng tôi không thể không đề ra quy định này. Đây chỉ là hành động vạn bất đắc dĩ. Xin hãy lượng thứ. Tôi hoàn toàn không hiểu, Marxist tức giận nói, tôi nói cho cô biết tôi là phóng viên báo Paris Times. Tôi sẽ đưa tin hành vi kỳ thị người Pháp của các cô lên báo, để cho người dân Paris cùng với cả thế giới biết về hành vi đáng ghê tởm cùng hẹp hòi của các người. Đây quả thật là một thông tin rất tệ hại. Lệ Khuynh Thành nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Các người sẽ trả một cái giá đắt cho việc này, Marxist giống như một người thắng cuộc tuyên bố sự thất bại của đối phương. Sắc mặt Marxist đỏ bừng, rất tức giận nhưng trong lòng anh ta lại rất vui mừng. Tiểu thư xinh đẹp, nếu có thời gian thì hãy đọc qua mục tin tức của số báo chiều nay của tờ Paris Times. Marxist lo lắng Lệ Khuynh Thành lại tiếp tục giải thích,
hay lại lôi kéo anh ta nên anh ta làm ra vẻ bực tức phất tay áo bỏ đi, không để lại một lời nào nữa. Lệ Khuynh Thành nhếch miệng cười khi nhìn cảnh người đàn ông Pháp bỏ đi. Nàng nói với lão Uông đang đứng bên cạnh, tại sao không mời người đồng bào xếp hàng đầu tiên vào khám bệnh? Được lão Uông lo lắng trả lời, Lệ tiểu thư, chúng ta có nên đắc tội với những phóng viên này không? Bọn họ là người mà cái gì cũng dám viết, tới khi đó, một khi có sự phản đối của người Pháp đối với Trung Y, thuốc Đông Y, không phải sẽ làm Trung Y dược của chúng ta rất khó kinh doanh hợp pháp ở châu Âu sao? Yên tâm đi, tôi biết nên làm gì. Lệ Khuynh Thành an ủi lão Uông. Đúng đúng, lão Uông gật đầu cười nói, cô nhìn xem hôm nay lại có rất nhiều người tới, mặc dù chúng ta đã quy định chỉ có 10 người đầu tiên có cơ hội được thần y chữa bệnh miễn phí, nhưng những người phía sau cũng không chịu ra về. Lúc nãy có một số người nói với tôi là ở phía sau có rất nhiều người mắc bệnh nặng. Liệu chúng ta có nên để thần y xem qua một chút không? Không được, không được thay đổi quy định. Quy định đã đặt ra rồi, cứ phải làm theo quy định. Lệ Khuynh Thành nói. Vậy ngày mai những người phía sau không tới thì làm thế nào? Không thể nào. Lệ Khuynh Thành lắc đầu. Tại sao lại không thể? Bởi vì tôi hiểu rõ tính cách của người Trung Quốc, ngay cả việc mua vé số mà việc chúng giải thưởng vô cùng mờ nhạt vậy mà có rất nhiều người vẫn thích loại hình buôn bán không vốn này. Bọn họ không dễ dàng vứt bỏ cơ hội như vậy, bọn họ cũng không tin 10 người là nhất định chỉ 10 người. Bọn họ tin tưởng có ngày bản thân họ sẽ nằm trong top 10 người. Mỗi một người đều có mục đích riêng, không nên coi thường nghị lực cùng sự bền bỉ của bọn họ. Lão Uông sởn cả gai ốc khi nhìn Lệ Khuynh Thành xinh đẹp như hoa như ngọc. Tại sao người phụ nữ này có thể hiểu rõ bản chất con người tới một trình độ như thế vậy? 8 giờ tối ngày hôm đó, cả Paris đang sục sôi, giống như một nồi nước sôi. Trên tờ Paris Times có đăng một bài báo của một phóng viên có tên là Marxist với một tiêu đề rất rùng rợn, thần y Trung Quốc nói không xem bệnh cho người Pháp và chó. Chương 490, Hồng Tử Thức Giai Nhân. Quả thật tôi không có cách nào để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này. Tôi chỉ còn cách trung thực kể lại những chuyện bất bình mà bản thân mình đã trải qua cùng với những sự đối xử bất bình đẳng. Có rất nhiều người Trung Quốc sống trên những con phố của khu phố người Hoa. Những hoạt động kinh doanh chủ yếu như nhà hàng, quần áo cùng đồ trang sức, đặc biệt là hàng thủ công mỹ nghệ, đương nhiên cũng có những hiệu thuốc Trung Y. Hai ngày qua, trước cửa hiệu thuốc Trung Y Đại Uông Thị vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có mấy ngàn người Trung Quốc tập trung. Những người này tụ tập đông nghịt trên phố làm cảnh sát phải xuất hiện hỗ trợ giữ gìn trật tự. Chuyện gì đã xảy ra để dẫn tới cục diện long trọng như vậy? Thì ra có một thần y người Trung Quốc tới Paris tiến hành hoạt động khám chữa bệnh từ thiện. Mỗi ngày chỉ có 10 người bệnh xếp hàng đầu tiên là có cơ hội được thần y khám chữa bệnh miễn phí. Cũng giống như rất nhiều đồng nghiệp, tôi bị mắc bệnh tổn thương xương cổ nặng hành hạ nhiều năm. Chính vì lý do đó tôi cũng muốn đề nghị thần y chữa cho tôi căn bệnh này. Giữa trưa ngày hôm đó tôi không cả ăn trưa, chạy tới xếp hàng theo quy định bởi vì tôi lo lắng bản thân mình không lọt vào vị trí 10 người xếp hàng đầu tiên. Rất may mắn tôi là người xếp đầu. Sau 3 tiếng đồng hồ bị cơn đói hành hạ cùng ánh nắng mặt trời chói chang, tôi gần như kiệt sức, nhiều lúc chỉ muốn ngất xỉu, rốt cuộc vị thần y Trung Quốc được mong đợi đã tới. Tôi cực kỳ vui mừng cùng cảm kích Thượng Đế nhân từ. Thế nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bước vào trong phòng để được vị thần y khám chữa bệnh thì bị bọn họ ngăn cản. Tôi rất ngạc nhiên, yêu cầu bọn họ giải thích rõ ràng cho tôi hiểu. Bọn họ đã nói với tôi rằng, thần y Trung Quốc đã đặt ra một quy định là không chữa bệnh cho người nước ngoài, kể cả người Pháp. Tôi rất kinh hãi, tôi vốn cho là ở thế kỷ 21 đã không còn chuyện kỳ thị chủng tộc cũng như chuyện cư xử bất bình đẳng với con người. Tôi không ngờ bản thân mình lại gặp phải một cảnh đối xử tồi tệ cùng với sự xua đuổi đó. Đây là một quốc gia văn minh, cởi mở. Mọi người có cần phải làm ra những chuyện như vậy không? Là những người khách, bọn họ có nên đối xử với người dân Paris của chúng ta như vậy không? Bài báo nói về những chuyện chính tác giả Marxist đã trải qua. Giải thích nguyên nhân anh ta đi thỉnh cầu thần y Trung Quốc chữa bệnh cho mình tới lúc gặp phải cảnh đối xử bất công. Ở phần sau của bài báo, Marxist còn phỏng vấn mấy người Pháp. Bọn họ nói trước đó cũng đi tham gia hoạt động chữa bệnh miễn phí của thần y Trung Quốc nhưng đã bị từ chối chữa bệnh. Bọn họ cực kỳ oán hận cùng phản đối gay gắt vị thần y Trung Quốc vô nhân đạo này. Bài báo này vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của cả xã hội. Có rất nhiều tờ báo cùng các trang tin trên mạng đưa tin này. Có rất nhiều người Pháp phẫn nộ. Thậm chí có một số thanh niên quá khích chạy tới khu phố người Hoa vẽ bậy chửi mắng cùng với đập phá cửa kính các cửa hiệu.
Lệ Khuynh Thành cầm tờ báo còn thơm mùi mực nói với Tần Lạc, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Màn kịch của em đã kết thúc hoàn hảo. Tần Lạc cười nói, ngọn lửa đã được đốt lên, bước tiếp theo nên làm gì? Bước tiếp theo sẽ phải do anh tới dập lửa, Lệ Khuynh Thành nói. Dập lửa sao? Trương Bắc hỏi, vừa mới nhóm lửa mà đã vội dập ngay sao? Đúng vậy, nếu không dập tắt lửa sẽ tự rước họa vào thân, Lệ Khuynh Thành hai tay khoanh trước ngực, ngồi trên ghế xa cười nói. Tại sao phải dập lửa ngay? Trương Bắc hỏi tiếp, chúng ta cứ để ngọn lửa này thiêu cháy mấy ngày. Không phải sẽ càng có nhiều người biết, được truyền bá rộng rãi hơn sao? Anh phải cân nhắc tới phản ứng của người Pháp. Vũ Dũng Tú ngồi trên ghế sofa ở góc phòng giải thích thêm, bài báo này vừa được phát hành, niềm kiêu hãnh cùng lòng tự trọng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bọn họ nhất định sẽ không chịu để yên. May mắn là Lệ tiểu thư đã có chuẩn bị trước. Khu phố người Hoa đã tiến hành đề phòng và cảnh giác. Thế nhưng chúng ta để sự việc này diễn ra thêm nữa, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn dữ dội giữa hai dân tộc, có thể làm cho bọn họ cảm thấy bất mãn, trở thành một mối hận không thể hóa giải được. Tới khi đó chúng ta muốn giải quyết vấn đề kinh doanh hợp pháp của Trung Y Dược ở châu Âu thì càng khó khăn hơn. Cũng đúng, Trương Bác gật đầu nói, nhưng chúng ta vừa mới đắc tội với bọn họ. Bây giờ muốn giải hòa thì còn có ý nghĩa gì không? Chúng ta không cầu hòa mà chờ bọn họ tới giản hòa cùng với chúng ta, Lệ Khuynh Thành nói, hiển nhiên là có ý nghĩa. Ít nhất cũng làm cho bọn họ quan tâm hơn tới Trung Y, để ý tới Tần Lạc. Triệu Tử Long cười hì hì nói, đúng vậy, chúng ta chính là muốn biến Trung Y thành một đề tài tranh cãi gay gắt của cả xã hội. Ngay khi mọi người bắt đầu quan tâm tới chúng ta sẽ bắt đầu thương lượng với bọn họ quyền kinh doanh hợp pháp. Khi đó bọn sẽ không còn cố ý gây khó dễ cho chúng ta nữa. Bọn họ sẽ bí mật dàn xếp vấn đề, thương lượng như thế nào, cần bao nhiêu tiền, ai tới lấy tiền, tất cả đều do bọn họ định đoạt. Chúng ta căn bản sẽ không có kẻ bớt một thêm hai. Lệ tiểu thư quả nhiên là một cao thủ trong thương trường. Dẫn dắt toàn quân di chuyển, sắp đặt tất cả mọi phương diện. Thật sự cực kỳ cao minh. Quá khen, ánh mắt Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc như khiêu khích. Nàng khiêm tốn nói. Đi thôi. Chúng ta đi ăn mừng một chút thắng lợi ngày hôm nay, Triệu Tử Long đứng dậy mời. Địa điểm ăn cơm hôm nay không lựa chọn những nhà hàng gần hiệu thuốc mà do Trương Bác chở mọi người vòng vo quanh Paris hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới dừng lại trước cổng một nơi trông giống như một pháo đài cổ. Triệu Tử Long xuống xe nói mấy câu với người gác cổng. Lúc này cánh cổng mới mở ra, chiếc xe chạy thẳng vào trong. Triệu Tử Long cười nói, những ai muốn vào nhà hàng này nhất định phải có thẻ hội viên. Tôi đã mượn được thẻ hội viên của một người bạn, sở dĩ cần phải làm vậy là vì trong hệ thống bảo vệ ở cổng có lưu giữ dấu vân tay. Ôi, cho dù anh có nhiều tiền cỡ nào đi nữa thì khi ở nước ngoài anh chỉ là công dân hạng hai. Tần Lạc cười nói, vậy tại sao không về nước? Ở nơi này đã bị người ngoài coi thường, quay về nước ức hiếp người trong nước có tốt hơn không nhỉ? Nói gì thì nói, hiện nay quốc lực của đất nước đã được nâng cao hơn, bọn họ cũng không hà khắc quá mức đối với người Trung Quốc chúng ta. Địa vị của người Trung Quốc chúng ta cũng được nâng cao hơn nhiều. Tôi tin tưởng một ngày nào đó chúng ta có vùng lên trở thành những người chủ nhân, Triệu Tử Long như tự nhủ với bản thân mình. Vấn đề quan trọng nhất là có đất nước đứng đằng sau làm chỗ dựa cho chúng tôi. Đất nước hùng mạnh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho những người Trung Quốc tha hương như chúng tôi ngẩng cao đầu mình. Đất nước không giàu mạnh, chúng tôi cũng chỉ có cách cúi đầu khom lưng. Chính vì nguyên nhân đó, những việc tiên sinh làm ở Hàn Quốc thật hả hê lòng người. Đối với những người như vậy, một khi chúng ta càng khiêm nhường với bọn họ sẽ nghĩ chúng ta quá yếu đuối. Một khi chúng ta mạnh mẽ xông tới cho bọn họ hai cái bạt tai, ngược lại chúng ta còn nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Ai, tôi nói mọi người cười cái gì? Tôi nói thế chính là những lời nói chân thực, không tin mọi người cứ cẩn thận suy xét lòng mình xem. Trương Bác cười nói, Triệu Chủ tịch, chúng tôi ăn của anh một bữa cơm mà phải nghe anh nói lảm nhảm nhiều như vậy. Vẫn biết tối hôm nay anh phải trích rất nhiều máu, tôi sẽ kính anh hai chén là được chứ gì. Đừng, Triệu Tử Long xua tay nói, ở chỗ này rượu còn quý giá hơn so với châu báu. Nếu như cậu em đau xót cho ông anh này thì lát nữa hay uống dưới hai ly. Ông anh này sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Tất cả mọi người phá lên cười. Dưới sự hướng dẫn của một gã bồi bàn mặc đồng phục màu đen, Trương Bác đỗ xe ở một gara để xe nằm độc lập. Sau đó mọi người mới đi vào cửa phòng ăn. Trước cửa phòng ăn có một cô gái xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, váy ngắn màu đen, áo trắng tiến lên đón tiếp. Cô gái niềm nở, nụ cười nhã nhặn, nói bằng tiếng Pháp với mấy người.
Triệu Tử Long móc ra một cái thẻ màu bằng sợi tổng hợp, màu tím. Cô gái cầm lấy cái hát tẻ dùng một dụng cụ cầm tay kiểm tra qua một chút sau đó lập tức trả lại và giơ tay mời mọi người. Tần Lạc không hiểu tiếng Pháp nên hắn lặng lẽ đứng bên. Ánh mắt hắn thầm quan sát xung quanh. Phong cách sinh hoạt của giới quy tộc Pháp cũng thực sự rất khác. Nhân viên phục vụ dẫn mấy người tới một cái bàn kê sát góc. Đó là vị trí Triệu Tử Long đã đặt trước. Tiếp theo đó lại có nhân viên phục vụ mang thực đơn tới để cho khách lựa chọn món ăn. Triệu Tử Long nói với Lệ Khuynh Thành, Lệ tiểu thư, vấn đề chọn rượu hôm nay thì giao cho tiểu thư nha. Nhưng tôi không quen, Triệu chủ tịch là khách quen thì hãy chọn đi, Lệ Khuynh Thành đùn đẩy. Tôi có gì mà là khách quen chứ? Triệu Tử Long cười gượng nói, đây là tôi cố tình phùng má giả làm người mập. Vì để mở tiệc chiêu đãi quý vị, tôi mới mượn thẻ hội viên của người bạn để dùng. Trước đây tôi chưa từng tới đây, đây là lần đầu tiên tôi tới đây cùng với mọi người. Chẳng qua là tôi ngưỡng mộ đã lâu danh tiếng của nhà hàng The Nine này. Có người nói người lập nên nhà hàng The Nine này là đời sau của quý tộc Pháp. Nhiều hội viên là hoàng tử, công chúa và hoàng gia của rất nhiều nước châu Âu khi tới Paris đều tới dùng cơm ở nơi này. Tôi cũng nghe danh tiếng đã lâu, chẳng qua là cũng không có cơ hội tới đây mà thôi, Trương Bác cười nói. Lần này tất thảy nhờ vào Tần Lạc tiên sinh và Lệ tiểu thư. Nếu không Triệu chủ tịch lại mời chúng tôi tới quán tiểu thái uống hồng tinh nhị hoa đầu. Hồng tinh nhị hoa đầu thì sao nào? Tôi tới Pháp đã nhiều năm nhưng tôi vẫn thấy thích uống loại rượu này, Triệu Tử Long phản đối. Tiếp theo Triệu Tử Long nhìn Lệ Khuynh Thành nói, Lệ tiểu thư, tiếng Pháp của cô rất hay. Kiến thức về rượu đỏ của cô lại hơn xa những gã quê mùa thô kệch như chúng tôi. Công việc chọn rượu này ngoài cô ra không ai có thể đảm nhiệm. Trên thực đơn của nhà hàng này chỉ có giới thiệu về rượu, còn muốn chọn rượu phải xuống phòng cất rượu để chọn. Phòng cất rượu sao? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, phòng cất rượu được dùng để cất giữ rượu vang cao cấp. Mỗi một chai rượu cũng rất có lai lịch. Tối hôm nay chúng ta có thể được uống mỹ tửu hay không thì còn phải dựa vào đôi mắt tinh tường của Lệ tiểu thư, Triệu Tử Long nói. Lệ Khuynh Thành từ chối không được nên nàng đành phải theo người bồi bàn đi chọn rượu. Mặc dù trong lòng nàng đã thầm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy căn phòng chứa rượu khổng lồ chừng 2.000 mét vuông cùng với các loại rượu vang bày la liệt thì trong lòng Lệ Khuynh Thành cũng không khỏi cực kỳ chấn động. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy nhiều rượu như vậy, nhiều rượu đỏ hảo hãng như vậy. Lúc này Lệ Khuynh Thành giống như một đứa trẻ tiến vào vườn bách thảo. Nàng nhìn chai này, thưởng thức chai bên kia, không cần mở nút chai. Chỉ riêng màu sắc của rượu vang cùng với sự sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật đã khiến lòng người ngây ngất. Blue Valentine rất ngọt, Later rất mạnh, Esmal có vị chát, Lafite đặc biệt có vẻ hào nhoáng bên ngoài một người đàn ông trẻ tuổi, thanh tú, gương mặt giống như một bức tượng điêu khắc, tóc vàng, mắt màu nâu, mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trong màu trắng đứng ngay sau lưng Lệ Khuynh Thành, cất giọng nói êm du, bằng tiếng Pháp, tôi tiến cử cô nên uống rượu The Met. Khi uống vào miệng có cảm giác tinh tế, sau đó mới thấy ngọt ngào. Hơn nữa nó cũng giống như cô, tràn ngập một cảm giác thần bí làm người khác vừa nhìn thấy đã khó mà quên được. Chương 491, hãy đối xử với tôi như một người trưởng thành. Lệ Khuynh Thành không phải là người phụ nữ trông mặt mà bắt hình dong, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này đã có một cảm giác sợ hãi. Đúng vậy, đàn ông cũng có chút mê hoặc, giống như hạc đứng giữa bầy gà, cho dù là 100 người hay là 1.000 người. Chỉ cần bạn mở mắt thì ngay đầu tiên có thể nhìn thấy hắn ngay. Một mái tóc màu vàng, đôi mắt màu nâu phảng phất thâm tình, các nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú. Thêm vào đó là quần áo, lời ăn tiếng nói tao nhã. Dường như người đàn ông này là vương tử đến từ toàn thành xa xưa trong chuyện cổ tích đến đây vậy. Anh có biết nhiều về rượu không? Lệ Khuynh Thành thuận tay rút ra một chai rượu đỏ hỏi. Người đàn ông thoáng nhìn nhãn hiệu của chai rượu đỏ trên tay Lệ Khuynh Thành rồi nói. Là rượu Ivan Gill, tên đầy đủ là Chateau Vanzai Pomeroy Ivan Gill. Loại rượu này đã nổi tiếng rất nhanh chóng, 10 năm qua nó đã đuổi kịp và vượt qua loại hồng rượu CS. Mỗi năm giá trị tăng lên 8%, nếu như cô muốn đầu tư vào thì nó chính là một sự lựa chọn tốt. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn vào nhãn hiệu của chai rượu đỏ, trên đó đúng là có ghi tên, Chateauevangilipomerol. Người đàn ông này quả thật hiểu rất rõ về hồng rượu giống như Tần Lạc hiểu rõ về kinh mạch vậy. Anh là, Lệ Khuynh Thành hỏi. Bạn bè gọi tôi là Philip, đương nhiên là cô cũng có thể gọi tôi như vậy. Người đàn ông ôn nhu cười, trên gương mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Lệ Khuynh Thành nhìn thấy vẻ kiêu ngạo tự đại của người đàn ông này liền vừa cười vừa nói, tôi không có ý như vậy, tôi không biết anh là ai. Tôi cũng không nhận ra anh, tại sao lại phải nghe lời giới thiệu của anh chứ? Cô liếc mắt nhìn xung quanh nói, ai có thể cam đoan anh không phải là người mà khách sạn này ủy thác đến mời rượu tôi? Tôi không phải như vậy, tôi xin lấy danh dự của dòng họ Philip này để cam đoan. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm trang nói, khi hắn nghiêm túc ánh mặt như câu hồn người khác vậy. Anh nói anh không phải là không phải sao, tôi sao biết được dòng họ này đã từng có vinh quang gì chứ? Lệ Khuynh Thành giơ tay vào chữ Ivan Gill rồi nói, tối nay chúng tôi sẽ uống hết chai này. Ngài Philip, hẹn gặp lại. Nói xong, Lệ Khuynh Thành liền cầm chai rượu đỏ nghênh ngang bước đi. Philip hứng thú nhìn bóng lưng Lệ Khuynh Thành đi xa khuất, sau đó hai tay khoanh trước mặt híp mắt cười. Trên gương mặt hắn lại hiện lên hai má lúm đồng tiền càng thêm mê mẩn lòng người. Calai, ông thấy cô ấy thế nào? Philip lên tiếng hỏi. Trong góc cất rượu một lão nhân đi ra, đối với Philip có chút khom lưng, cung kính nói, vương tử, cô ấy không thích hợp làm vương phi ạ. Lão nhân đầu đã bạc trắng được chải tóc vô cùng tỉ mỉ, lão mặc một bộ vest đuôi tôm vừa vặn màu đen, áo sơ mi trắng mặc bên trong và trên viền áo có kẹp một chiếc nơ hình con bướm màu đen, nhìn không ra từ năm bao nhiêu, nhưng có thể thấy nó là một bộ lễ nghi cung đình vô cùng quý giá. Calai, nói chuyện với ông thật là khó nghe. Lúc này, ông phải thuận theo ý tôi, ca ngợi cô ấy là một người phụ nữ hấp dẫn đầy mê hoặc chứ. Philip vừa cười vừa nói tiếp, còn nữa, giọng điệu của ông càng ngày càng giống mẫu hậu rồi đấy. Cô ấy có thích hợp làm vương phi hay không là do tôi quyết định chứ không phải là ông, không phải là mẫu hậu. Hay bất kể kẻ nào khác. Hắn lại hướng tầm mắt nhìn về cửa phòng cất giữ rượu, nơi ấy là nơi Lệ Khuynh Thành vừa mới rời đi, rồi nói tiếp, bởi vì vương phi cũng chỉ là vợ của tôi mà thôi. Tôi lấy cô ấy là vợ của tôi, như vậy thì cô ấy chính là vương phi. Dạ, vương tử, ngài có muốn thu thập thông tin về cô ấy không? Calai hỏi. Đương nhiên, Philip nói tiếp, tôi cũng không muốn tiếc nuối là bạn của mình. Nhưng trước tiên tôi muốn ông giúp tôi đưa tặng cho cô ấy một chai rượu vang đỏ nữa. Tôi có cảm giác là cô ấy rất thích hợp với loại rượu mã cổ. Dạ, vương tử, Calai khom người trả lời. Lệ Khuynh Thành cầm bình rượu trở về, vừa cười vừa nói, nếu như không uống được, các ngươi cũng không được nói tôi. Lệ tiểu thư đã chọn rượu thì không thể có khả năng không ngon được. Triệu Tử Long vỗ vỗ mông rồi vừa nhận lấy chai hồng rượu từ tay Lệ Khuynh Thành vừa gọi bồi bàn hỗ trợ mở rượu. Cảm giác như nào cũng giống nhau thôi mà, Tần Lạc nói rất không hiểu biết. Với các loại rượu hắn không có chút kiến thức nào, khi uống rượu trắng hắn có cảm giác các loại rượu trắng đều có vị giống nhau, uống rượu đỏ hắn lại có cảm giác các loại rượu đỏ đều có vị giống nhau. Tôi có cảm giác cho cậu uống rượu như vậy thật là lãng phí quá. Lệ Khuynh Thành cười mắng Tần Lạc, hay là tôi gọi cho cậu cốc nước hoa quả nhé? Tôi không có ý kiến gì, Tần Lạc gật đầu trả lời. Không nên, không nên, lãng phí thì lãng phí, Tần Lạc nhất định phải cùng chúng ta uống rượu đỏ. Triệu Tử Long nói, bản thân mình uống rượu còn để cho thần tượng uống nước hoa quả còn ra gì nữa chứ? Những người khác cũng không đồng ý, mọi người đều yêu cầu Tần Lạc phải uống rượu đỏ. Khi bồi bàn mở rượu đang chuẩn bị rót rượu cho khách thì bỗng một nữ phục vụ bưng mâm có một bình rượu đỏ cao cổ tiến lại. Tiểu thư, đây là chai rượu đỏ mã cổ ngài Philip tặng cô. Ngài nói, loại rượu này rất xứng với khí chất của cô. Bồi bàn đặt chai rượu đỏ lên bàn, mỉm cười nói lại lời Philip dặn. Philip? Ai là Philip vậy? Triệu Tử Long hỏi. Một vị khách tôn quý. Bồi bàn trả lời cô đọng. Tại sao hắn lại muốn tặng rượu đỏ cho chúng tôi? Trương Bắc hỏi, bọn họ ở đây đâu có quen người bạn nào tên là Philip đâu nhỉ? Là tặng cho vị tiểu thư này. Bồi bàn vừa cười vừa nói. Mọi người cùng nhìn về phía Lệ Khuynh Thành và đợi cô giải thích. Lệ Khuynh Thành ngẩng mặt nhìn về phía người bồi bàn, hỏi, anh hãy nói lại với ngài Philip rằng tôi đã uống Ivan Gill, hương vị rất ngon, rất hợp với tôi. Tạm thời tôi không muốn thử thêm một hương vị nào khác nữa. Phiền anh hãy đem chai rượu này vào và đặc biệt hãy giúp tôi bày tỏ sự cảm kích với ngài Philip. Bồi bàn tỏ vẻ làm khó, tiểu thư, ngài Philip đã đi rồi, tôi không có cách nào trả lại cho ông ấy được. Có thật vậy không? Lệ Khuynh Thành sửng sốt, rồi hỏi tiếp, hắn không phải là khách ở đây sao? Đúng vậy, tất cả những khách hàng sử dụng khách sạn đều là hội viên của chúng tôi. Bồi bàn trả lời. Như vậy thì anh hãy cứ cầm giúp hắn. Chờ lần sau hắn lại đây thì các anh trả lại cho hắn.
Điều này. Thôi anh đi đi, rượu là do anh cầm tới, hiển nhiên anh phải nghĩ cách giải quyết. Lệ Khuynh Thành kiên quyết nói. Vâng, Bồi Bàn bất đắc dĩ đành phải bê chai rượu đỏ rời đi. Đợi đến khi Bồi Bàn đi xa, Lệ Khuynh Thành mới phát hiện ra mọi người đang nhìn mình, cô vừa cười vừa nói. Mặc dù tôi cũng cho rằng mình xinh đẹp nhưng bị nhiều ánh mắt đàn ông nhìn chằm chằm như vậy tôi vẫn cảm thấy có chút áp lực. Mị lực của Lệ tiểu thư thật đúng là không thể cưỡng lại được. Đi ra ngoài một chuyến là lập tức lọt vào mắt xanh của một anh chàng ngoại quốc tặng cho rượu đỏ rồi. Triệu Tử Long cười ha ha nói. Đúng vậy, thật sự là làm cho người ta phải hâm mộ a. Trương Bác nói thêm vào, cô có cảm nhận được con người nước Pháp rất ưa nhìn và nhiệt tình không? Có thể khách đến ăn ở đây không phải là giàu có sang trọng, nhưng đương nhiên chúng ta là ngoại lệ, cho nên, người khách Philip này nhất định có lai lịch không tầm thường. Bồi Bàn tất nhiên đã giúp hắn giấu giếm thân phận, Vũ Dũng Tú quan sát rất kỹ rồi phát biểu một câu. Không chừng đó là một vương tử, Triệu Tử Lo âm cười to, nào, hãy chúc mừng Lệ tiểu thư xinh đẹp một chén. Tất cả mọi người cùng nâng chén, ngay cả đến Tần Lạc cũng giơ chén rượu đỏ lên. Lệ Khuynh Thành hơi nghiêng người phát hiện thấy hắn rất thản nhiên. Uống rượu thoải mái, đám người vui vẻ ra về. Trương Bác mướn xe đưa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành về khu nghỉ ngơi của khách sạn để hai người về phòng nghỉ ngơi trước, hắn còn muốn đưa Triệu Tử Long và Vũ Dũng Tú trở về. Triệu Tử Long đã uống quá nhiều, Vũ Dũng Tú thì tửu lượng bất hảo, hai người hiện giờ đều trong tình trạng hôn mê. Buổi tối ngày hôm nay Lệ Khuynh Thành cũng đã uống không ít rượu đỏ. Tần Lạc dìu đỡ cô vào tiền sảnh của khách sạn, sau đó ấn nút cầu thang máy và hai người cùng đợi thang máy mở ra. Thang máy trống không, tạm thời lúc đó chỉ có hai người Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đã say túy lúy mà thôi. Thang máy êm ru tiến lên, hai người im lặng không nói gì. Hắn có đẹp trai không? Tần Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn, hai tròng mắt Lệ Khuynh Thành sáng lên nhìn Tần Lạc mà hỏi, hắn là ai vậy? Philip, Tần Lạc không ngại ngùng trả lời. Lệ Khuynh Thành sửng sốt, sau đó cất tiếng cười ha ha. Cười ngả cười nghiêng, cười đến mức tối sầm trời đất, cười đến chết đi sống lại, cười đến mức chảy cả nước mắt. Cười cái gì, Tần Lạc có chút tức giận mà gắt lên. Phản ứng giống như là hắn đã làm một chuyện vô duyên bị mọi người bắt gặp, rồi bị Lệ Khuynh Thành vô tình tạo cho hắn cảm giác vô cùng xấu hổ. Không phải buổi tối hôm nay cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh sao? Lệ Khuynh Thành đưa tay ôm lấy thắt lưng Tần Lạc. Thân thể áp sát vào người Tần Lạc, tủm tỉm cười nói. Tôi chỉ tò mò thôi, Tần Lạc chột dạ nói. Nghe thấy có người đàn ông nước Pháp theo đuổi Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc đột nhiên có chút bối rối. Hơn nữa, còn có chút tức giận tiểu nhân nữa. Diệp Phong không hiểu tại sao mình lại bối rối như vậy, cũng không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng mà loại cảm giác này bỗng dưng xuất hiện không hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Đẹp trai, Lệ Khuynh Thành khẽ nói. Có đẹp trai bằng tôi không? So với cậu thì kém hơn. Tần Lạc cười khổ, nói, không phải chị gạt tôi đấy chứ. Tôi không thể lừa cậu, Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói. Cậu còn rất đáng yêu nữa, Lệ Khuynh Thành bổ sung. Đáng yêu là như kiểu trẻ con hả? Cậu quan tâm chuyện đó à? Lệ Khuynh Thành hỏi. Đương nhiên, Tần Lạc nói, chúng ta là bạn gần bằng tuổi nhau, chị không thể coi tôi như trẻ con được. Lệ Khuynh Thành chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Tần Lạc, rồi nói tiếp, cậu muốn tôi coi cậu như một người trưởng thành sao? Đương nhiên, Tần Lạc gật đầu khẳng định, ai mà muốn bạn bè coi như một đứa trẻ chứ? Được rồi, Lệ Khuynh Thành trả lời. Cửa thang máy mở ra, Lệ Khuynh Thành liền móc vào túi lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho Tần Lạc rồi nói, mở cửa. Tần Lạc cầm lấy chìa khóa giúp Lệ Khuynh Thành mở cửa phòng ra. Vào đi, Lệ Khuynh Thành nói. Vì vậy, Tần Lạc liền đi theo Lệ Khuynh Thành vào phòng. Đóng cửa lại. Tần Lạc do dự một chút, sao Lệ Khuynh Thành lại bảo hắn vào rồi lại bảo đóng cửa lại, mà không phải là bảo hắn đi ra ngoài rồi mới đóng cửa lại. Lệ Khuynh Thành đột nhiên ôm chầm lấy cổ Tần Lạc, sau đó đẩy cả người hắn vào phía tường, mang theo mùi rượu đỏ môi cô như một con rắn nhỏ đi vào giò xét, hung hăng quấn lấy đầu lưỡi Tần Lạc. Chương 492, Diệt Hỏa. Trong nội tâm của mỗi người đàn bà cũng đều khát khao bị một người đàn ông đẩy vào tường mà hôn môi một cách mãnh liệt, đàn ông cũng giống như vậy. Thân thể Lệ Khuynh Thành dính chặt lấy thân thể Tần Lạc, đầu Lệ Khuynh Thành dán vào đầu Tần Lạc, đầu lưỡi Lệ Khuynh Thành hút chặt lấy đầu lưỡi của Tần Lạc. Tần Lạc lúc đó có thể cảm nhận được bộ ngực rất đầy đặn căng tròn của Lệ Khuynh Thành cùng với sự cọ sát của bắp đùi khiến cho toàn thân hắn có một sự khoái cảm vô hạn trào dâng.
Mũi hắn ngửi thấy mùi rượu đỏ và cùng với mùi thơm trên cơ thể Lệ Khuynh Thành mà như bị mê muội đi. Bọn họ dường như hai con rắn đang giao đấu, thân thể càng ngày càng quấn chặt vào nhau, ra sức không để người kia tiến vào bên trong thân thể của mình trước vậy. Hai người cũng có cảm giác được quần áo trên người bây giờ thực sự rất vướng víu. Tần Lạc muốn cởi quần áo. Hắn muốn cởi cho Lệ Khuynh Thành, và cũng muốn Lệ Khuynh Thành cởi cho hắn. Đương nhiên, thật sự không kịp nói, Lệ Khuynh Thành cũng đã cởi ngay trường bào của hắn ra rồi, dù sao thì vẫn còn bộ quần áo nữa che thân, chỉ là khác màu sắc thôi. Hắn không thỏa mãn với hai tay của Lệ Khuynh Thành, liền đưa tay sờ soạng mông của cô, tay trái dò xét, tay phải bắt đầu di chuyển. Thong thả, ôn nhu, Lệ Khuynh Thành không có cảm giác gì, hoặc là dù cô có cảm nhận được cũng không muốn từ chối bàn tay của Tần Lạc di chuyển trên khắp ngực cô. Cô mặc quần dài, liền mở cúc quần ra để tay Tần Lạc dễ dàng trượt vào bên trong. Mặc dù có nội y bao vây, nhưng mà Tần Lạc vẫn cảm giác được bộ ngực của Lệ Khuynh Thành thật đầy đặn. Đàn ông luôn muốn kiếm tìm những điều mới lạ, nhưng mà vóc người của Lâm Hoán Khê và của Lệ Khuynh Thành cũng tương tự nhau, những thứ Lệ Khuynh Thành có thì Lâm Hoán Khê cũng có. Chỗ Lệ Khuynh Thành to thì của Lâm Hoán Khê cũng lớn. Theo đạo lý mà nói thì Tần Lạc không nên cảm thấy hứng thú với thân thể Lệ Khuynh Thành như vậy. Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm giác với mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Hoặc cũng có thể nói, mỗi người đàn bà đều vô cùng giống nhau. Tay hắn cẩn thận, tỉ mỉ vuốt ve, tinh tế cảm thụ mỗi tấc thân thể tuyệt vời của Lệ Khuynh Thành. Đương nhiên, thân thể tuyệt vời của hắn cũng mở rộng miễn phí đối với Lệ Khuynh Thành. Chỉ cần cô đồng tình thì cô có thể lấy đi tất cả mọi thứ của Tần Lạc. Đàn ông đối với thân thể phụ nữ mãi mãi không cảm thấy thỏa mãn, có ôm liền mong chờ đến hôn, tiếp sau hôn liền muốn cởi sạch quần áo trên thân thể họ ra rồi nằm trong chăn lại muốn tiến thêm bước nữa. Nội y của Lệ Khuynh Thành mặc rất chặt, mặc dù phần lớn bộ ngực đã nằm trong tay Tần Lạc để hắn tùy ý dạo chơi, vậy mà hắn đâu đã thỏa mãn. Tay Tần Lạc luồn tay về phía xương sườn Lệ Khuynh Thành, cách một tiếng toàn bộ nội y của cô đã bị tung ra. Quen tay hay việc, chiêu thức này Tần Lạc đã tập luyện trên người Lâm Hoán Khê trong thời gian dài rồi. Giống như là con thỏ đã được mở cúi, bây giờ ngực Lệ Khuynh Thành đã không còn bị hai khối vào trói buộc nữa, thể hiện rõ sự phì nhiêu, mịn màng, không kiêng nể gì mà không ngừng rung rinh trước mắt Tần Lạc. Nhìn đôi bầu ngực hoàn mỹ này, nhìn sự săn chắc no đủ của nó trong nháy mắt Tần Lạc như ngây dại mà thừ người ra. Loại phản ứng cả người thừ ra của hắn mặc dù chỉ là dừng lại trong chốc lát thôi. Hắn quên cả hôn môi, quên vuốt ve, quên cả việc thân thể của Lệ Khuynh Thành đang dần rời khỏi thân thể hắn. Lệ Khuynh Thành cũng ngừng lại, đứng một chỗ cười tủm tỉm, rồi ra sức thở. Bởi vì Tần Lạc vẫn chưa kịp bật cầu dao bên trong phòng nên ở trong phòng không có bất cứ ánh đèn nào. Rèm cửa sổ cũng được che kín nên cũng không có chút ánh trăng nào có thể xuyên vào được. Mặc dù phải đưa năm ngón tay ra tìm đường, nhưng mà Tần Lạc vẫn rõ ràng Lệ Khuynh Thành đang cười. Hoặc nói là, hắn có cảm giác Lệ Khuynh Thành mỉm cười. Cậu nhỏ, có phải như vậy mới đúng là đối xử với cậu như một người trưởng thành hay không? Tại sao vẫn còn thêm từ, nhỏ, vào nữa vậy? Tần Lạc cười khổ, dục hỏa trong cơ thể hắn đang tràn trề. Mặc dù dương mạch thiêm bẩm sau khi trải qua cùng Tô Tử cũng đã giảm đi không ít, nhưng dương khí trong cơ thể hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Lệ Khuynh Thành phản ứng khác thường, không, phải nói là Lệ Khuynh Thành đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường làm cho Tần Lạc tiến thoái lưỡng nan. Tần Lạc vẫn tựa vào tường và lôi kéo Lệ Khuynh Thành tiếp tục thân thiết, hay là hôm nay tiết mục đến đó là chấm dứt, ngày mai tiến hành tiếp sao? Vì vậy, một lần nữa hai tiểu nhân trong đầu Tần Lạc lại nhảy ra tranh cãi. Hai tiểu nhân này, một tên là Công, một tên là Thụ. Công nói, tiếp tục, đã được kích thích tuyệt vời như vậy, sao có thể dừng dục hỏa lại được chứ? Thụ nói, người nghĩ là ta không muốn vậy hả? Ta cũng muốn tiếp tục, nhưng mà cô ấy đã bất động thì ta có thể làm sao được bây giờ? Công nói lại, cô ấy bất động thì ngươi động, loại chuyện này vốn đàn ông nên phải chủ động mà. Thụ lại nói, ta biết là loại chuyện này thì hầu như đàn ông luôn là người chủ động. Nhưng mà cô ấy giống như những phụ nữ sao? Cô ấy không giống như những phụ nữ bình thường khác, ta không chủ động, ta cũng không rõ cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, nếu không, chẳng lẽ lại đợi đến lúc cô ấy đẩy ta ra? Công nói, Thụ, ngươi lại đây ta nói cho ngươi một bí mật. Thụ đi đến, Công ôm bả vai Thụ, rồi ghé vào một bên tai Thụ mà nói thì thầm vài câu, cũng chuẩn bị đem cây kim độc cầm trong tay đâm vào cổ Thụ, nhưng đúng lúc đó một cảm giác đau đớn truyền đến.
hắn cúi đầu, một con dao sắc bén đã đâm thẳng vào trái tim hắn. Thụ Lột bỏ vẻ mặt ngụy trang lộ ra bộ mặt vốn có của mình, cười lớn mà nói, cầm thú à cầm thú, kiếp trước ta đã chết trong tay ngươi, ngươi còn muốn giở lại chiêu này để hại ta sao? Ta sẽ không bị lật thuyền lần thứ hai đâu. Công phun máu tươi quát to, ngươi không bằng loài cầm thú. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, được rồi, tôi sẽ bỏ chữ nhỏ đi. Nam nhân, đại nam nhân được chưa? Tần Lạc bây giờ cũng không cần mình là đại nam nhân hay là tiểu nam nhân, hắn chỉ quan tâm một điều đó là, chính mình có thể làm một chuyện bản năng đàn ông này hay không? Cô chuẩn bị đi ngủ sao? Tần Lạc hỏi. Sao vậy, cậu còn muốn lưu lại uống tách cà phê sao? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Chị định đi pha cà phê à? Không, Lệ Khuynh Thành nói tiếp, đối với cậu đột nhiên không có tâm trạng pha cà phê. Lệ Khuynh Thành đưa tay sờ vào phần dưới của Tần Lạc, nói, có phản ứng gì không? Nói nhảm, Tần Lạc cười khổ, bị Lệ Khuynh Thành vừa gần gũi vừa sờ vuốt mà không có phản ứng gì, không phải là có bệnh rồi sao? Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói tiếp, có phải cậu đang rất khó chịu đúng không? Có chút, Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn đã lo lắng mấy lần, hắn không nên để người phụ nữ này nghĩ mình có bệnh gì được. Mọi người đã bạn bè lâu rồi, tôi cũng không đành lòng để cậu phải chịu đựng như vậy. Lệ Khuynh Thành suy nghĩ một chút rồi nói, tôi giúp cậu diệt hỏa được chứ? Diệt hỏa như thế nào? Tần Lạc nhãn tình sáng rực lên mà hỏi. Lệ Khuynh Thành thành không trả lời. Cô bắt đầu ngồi xổm xuống, kéo vạt áo trường bào của Tần Lạc lên, sau đó chui đầu vào trong. Sau những thanh âm nhạy cảm, Tần Lạc chỉ cảm thấy phần dưới của mình bắt đầu nóng lên, rồi liền bị một vật ấm áp, ươn ướt bao quanh lấy cậu nhỏ. Tần Lạc một bên cố gắng chịu đựng không rên gì, vừa nói, phương thức này đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức, bình thường không có như vậy. Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái vô cùng. Hôm nay Tần Lạc dậy thật sớm, tắm rửa thay quần áo xong, rồi xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó hắn cùng tụ tập với mọi người uống trà nói chuyện phiếm. Không lâu sau, mấy người liền nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói. Lệ Khuynh Thành đi tới cửa nghe ngóng, nghe được bên người có người nói, ở đây, chính nơi này, tôi đã thấy bọn họ thuê phòng ở đây. Lệ Khuynh Thành cười cười, nhỏ giọng nói với mấy người ở trong phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Bọn họ đã tìm tới. Có muốn tôi mở cửa mời bọn họ vào không? Triệu Tử Long hỏi. Không cần, cứ đợi khi chính bọn họ gõ cửa đã. Lệ Khuynh Thành nói. Cô đi tới ngồi bên cạnh Tần Lạc, nhỏ giọng nói vào tai chỉ đủ cho hắn nghe thấy, tối qua tôi giúp cậu diệt hỏa, bây giờ đến phiên cậu hãy diệt hỏa của mọi người. Tần Lạc suy nghĩ về phương thức diệt hỏa mà Lệ Khuynh Thành muốn hắn làm, lại còn có tư tưởng mình phải đi diệt hỏa cho phụ nữ bọn họ sao? Thật lưu mạnh. Thế nào, có ý kiến gì không? Lệ Khuynh Thành thấy Tần Lạc không trả lời nên lên tiếng hỏi. Không có ý kiến gì. Chỉ là tôi không rõ là làm như thế nào. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Khi hắn gần gũi Lệ Khuynh Thành, luôn luôn có một loại cảm giác không rõ ràng. Hắn đột nhiên phát hiện ra, hắn không có cách nào phân biệt tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua có phải là thật hay không nữa. Nói cách khác, không hiểu xuất phát từ mục đích gì mà Lệ Khuynh Thành lại vội tới diệt hỏa cho hắn. Nếu như là tình yêu, thì tại sao lại không mặc kệ để cho củi lửa cùng thiêu cháy bừng bừng đi? Nếu như là xuất phát từ tình hữu nghị, loại chuyện này mà cũng có chỗ cho tình bạn sao? Cô rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Tần Lạc không thể không thừa nhận rằng, hắn thật sự không có cách nào để thấy rõ được những tầng lớp sương mù trong cách hành động kỳ lạ hay thay đổi khiến cho người ta rất khó có thể đoán biết được của người phụ nữ này. Bên ngoài cuối cùng đã vang lên tiếng đập cửa. Tô Sán bước nhanh đến, thông qua mắt mèo ở cửa cất tiếng hỏi, các người là ai? Tôi là phóng viên của Thời báo Paris, chúng tôi muốn phỏng vấn thần y Tần Lạc một chút. Các anh có thể mời tôi vào được không? Tôi là Ngũ Tư của báo Phong Cách Sống Châu Âu, bây giờ tất cả mọi người rất chú ý đến chuyện thần y đã cự tuyệt khám bệnh cho người nước Pháp, mọi người phản ứng rất kịch liệt. Chẳng lẽ thần y không nghĩ là mình cần giải thích một chút với mọi người sao? Đúng vậy, hãy cho chúng tôi vào đi. Chúng tôi sẵn sàng đăng tải lời giải thích của thần y đến với mọi người. Tôi là Mạch Tích Tư, phóng viên của báo Cuộc Sống Paris. Hôm qua tôi đã gặp mặt các anh, bây giờ tôi muốn biết các anh vẫn đang kiên trì với quy tắc của mình, không muốn khám bệnh cho người nước Pháp hoặc là những người khác màu da. Tô Sán đã sớm hiểu ý của Lệ Khuynh Thành, liền lớn tiếng nói, xin lỗi, thần y còn chưa rời khỏi giường, không muốn tiếp nhận cuộc phỏng vấn của các người.
Tiên sinh, các anh làm như vậy là không lý trí. Chẳng lẽ các anh muốn đối địch với cả Paris sao? Nếu như chúng ta không thể viết lên báo chân tướng sự việc này, thì e rằng sẽ có nhiều người Paris hơn nữa tới đây gõ cửa thôi. Hãy mở cửa ra đi, hãy nói rõ sự thực cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đem nó lên báo để đến với từng người dân châu Âu. Trong phòng im lặng, một lúc lâu sau, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Tô Sán đứng ở cửa, đối mặt với hơn 10 phóng viên đứng ở ngoài, cất tiếng nói, thần y tiên sinh mời các anh tiến vào. Hắn đồng ý tiếp nhận cuộc phỏng vấn của các người, sẽ nói cho các người chân tướng sự thật. Chương 493, đòi tiền hay là muốn danh dự? Thượng, tới khi chủ nhân yêu cầu, lập tức hơn 10 người phóng viên ùa vào phòng. Gian phòng vốn có vẻ vô cùng rộng rãi, xa hoa thoáng chốc đã trở nên có chút chật chội. Cũng may Trương Bác đã bình tĩnh giúp Tần Lạc tiếp khách, sắp xếp cho tất cả các phóng viên đều có chỗ ngồi. Tô Sán vội vàng đi pha trà tiếp khách, Lệ Khuynh Thành thì ngồi bên cạnh Tần Lạc, nói, hoan nghênh các vị phóng viên. Người ngồi ở bên cạnh tôi đây chính là Tần Lạc, hắn là thầy thuốc danh tiếng của Trung Quốc chúng tôi. Lời của Lệ Khuynh Thành còn chưa dứt thì có phóng viên đã giơ tay điều khiển camera quay về hướng Tần Lạc mà chụp liên hồi. Phóng viên tỏ ra rất thuần thục sau khi chụp ảnh Tần Lạc liền hướng máy quay về phía Lệ Khuynh Thành chụp. Trong mắt người Pháp, một người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp duyên dáng như vậy bọn họ rất thích thú. Khuôn mặt của cô tinh xảo, vóc người đầy đặn, rất phù hợp với thẩm mỹ của bọn họ. Cho dù cánh báo chí không cần ảnh chụp thì cũng có thể sưu tầm được một câu chuyện rất đẹp. Lệ Khuynh Thành ngồi ngay ngắn trên ghế salon, vẻ mặt tươi cười thể hiện một phong cách đoan trang thục nhã. Nhưng về Tần Lạc thực ra không có thói quen bị các phóng viên vây quanh và chụp ảnh tía lia như vậy, khi ánh đèn chụp ảnh lóe sáng hai mắt hắn khó có thể mở ra được. Hai tròng mắt hắn híp lại, giống như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi vậy. Đối với các phóng viên Tần Lạc không tỏ ra thân thiết mà cũng không làm hòa, một biểu hiện xa lánh, lạnh nhạt, giống như một cao tăng đắc đạo. Lệ Khuynh Thành rất hài lòng với biểu hiện của Tần Lạc, người đàn ông này trải qua nhiều lần cũng đã rút ra được những kinh nghiệm, đối với những loại chuyện gây sức ép như này cứ tỏ ra như bình thường là tốt nhất. Không chỉ cần phải có cái nhìn đại cục tốt mà ngay cả những chi tiết nhỏ cũng cần phải nắm chắc không được bỏ qua. Đợi đến khi phóng viên ngừng chụp ảnh, Lệ Khuynh Thành mới nói tiếp, Tần Lạc tiên sinh chỉ sống ở Trung Quốc nên không biết tiếng Pháp. Cho nên mới bảo tôi đi cùng đảm nhiệm việc phiên dịch cho tiên sinh. Mọi người có câu gì muốn hỏi thì cứ lên tiếng, tôi sẽ phiên dịch nguyên văn lại cho Tần Lạc tiên sinh. Đương nhiên, khi Tần Lạc tiên sinh trả lời tôi cũng sẽ dịch lại nguyên văn cho các vị. Mai Cici cũng biết tiểu thư đây chính là phiên dịch của Tần Lạc tiên sinh, ngày hôm qua trước của hiệu thuốc trung y hắn đã cùng tranh chấp với Lệ Khuynh Thành một phen, cuối cùng mới có tin thiên kinh động địa khắp Paris, thần y Trung Quốc từ chối khám bệnh cho người Pháp và chó. Hắn lên tiếng đặt câu hỏi đầu tiên với ngôn từ sắc bén. Tiểu thư phiên dịch, tôi muốn biết, Tần tiên sinh đã xem tin tôi viết trên báo ngày hôm qua chưa? Đã xem qua, Lệ Khuynh Thành thoáng nhìn Tần Lạc rồi nói tiếp, tôi đã dịch cho hắn. Vậy hắn có suy nghĩ như thế nào? Mai Cici đắc ý cười, các người vẫn muốn kiên trì giữ nguyên tắc của mình chỉ khám bệnh cho người Trung Quốc mà không xem bệnh cho người Pháp hay là một chủng tộc nào khác chứ? Lệ Khuynh Thành làm ra vẻ phiên dịch lại cho Tần Lạc câu hỏi đó, Tần Lạc nói. Nếu là nguyên tắc thì nhất định phải giữ cho đến cuối cùng. Nếu không thì còn gọi gì là nguyên tắc nữa chứ? Lệ Khuynh Thành cười cười và dịch nguyên văn lời đó cho phóng viên. Các phóng viên kinh ngạc, một nữ phóng viên tóc nâu nói, thần y tiên sinh, tôi rất lấy làm lạ tại sao ngài lại bướng bỉnh như vậy? Chẳng lẽ ngài là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ngoại trừ đồng bào của mình ra thì hận thù tất cả những chủng tộc khác? Tôi vô cùng yêu thương đồng bào của mình, và cũng không hận thù bất cứ dân tộc nào. Tần Lạc trả lời, lúc này cho dù trong lòng hắn thật sự là chán ghét dân tộc nào thì cũng không thể nói ra trước mặt đám phóng viên này, nếu không thì có thể sẽ lại tạo nên một làn sóng phẫn nộ lớn. Thông qua Inter tôi cũng đã biết nhiều thông tin về ngài, cũng biết những chuyện của ngài khi ở Hàn Quốc, có phải ngài muốn đối xử với nước Pháp như với nước Hàn Quốc không? Một người đàn ông nhỏ nhắn vừa ghi chép vừa hỏi. Không, đây là hai quốc gia và dân tộc hoàn toàn khác nhau. Tần Lạc phủ nhận một cách dứt khoát. Hơn nữa, mối quan hệ của chúng tôi và Hàn Y vừa là cạnh tranh vừa là hợp tác cùng phát triển. Nhưng với nước Pháp thì không có mối quan hệ cạnh tranh, chỉ có mối quan hệ thuần túy là tình hữu nghị. Lệ Khuynh Thành vừa phiên dịch vừa thầm cười trộm, cô thầm nghĩ người này thật đúng rất thích hợp đi làm ngoại giao. Để là một nhân viên ngoại giao hắn phải hội tụ đủ hai đặc điểm, ngôn từ đẹp và không biết xấu hổ.
tất cả phán đoán của phóng viên đều bị Tần Lạc phủ nhận, điều này làm cho tất cả mọi người đều rất kỳ lạ. Nếu không phải vì nguyên nhân đó thì tại sao ngài lại đưa ra sự lựa chọn như vậy? Tại sao lại từ chối khám bệnh cho người Pháp? Vẫn là Mai Cici đặt câu hỏi, trong lúc các phóng viên khác ôn hòa thì hắn luôn đưa ra những câu hỏi sắc bén. Thần y tiên sinh, tôi nghĩ phải có một lý do thực sự gì đó, nếu không, ngài không có lý do gì từ chối khám bệnh cho tôi. Hay là ngài hãy bảo một người đại diện có thể giải thích nguyên nhân cho người dân Paris được không? Tần Lạc sau khi nghe Lệ Khuynh Thành phiên dịch, không nói gì một lúc lâu. Hắn có bộ dạng như vậy làm cho tất cả mọi người đều chăm chú vào những biểu lộ trên khuôn mặt hắn, không như lúc trước mọi người tập trung nhìn vào Lệ Khuynh Thành để nghe cô phiên dịch câu trả lời. Một lúc lâu sau, Tần Lạc khẽ thở dài mà nói, không phải tôi không muốn khám bệnh cho người Pháp mà là tôi không thể, cũng là không dám. Không thể, không dám. Nghe thấy câu trả lời bất ngờ của thần y, tất cả đám phóng viên không khỏi sửng sốt, kỳ quái. Thần y tiên sinh, tại sao ngài lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì sao? Sao lại là không thể? Sao lại là không dám? Đúng vậy, chẳng lẽ có người ngăn cản ngài khám bệnh khô người Pháp sao? Là ai vậy? Thần y tiên sinh, hãy thổ lộ hết với chúng tôi. Chúng tôi sẽ yên lặng lắng nghe, sau đó sẽ giúp ngài đổi lại công lý. Lệ Khuynh Thành xua xua tay nói, các người hỏi nhiều quá, tôi không có cách nào để phiên dịch lại cho Tần Lạc tiên sinh cả. Hắn cũng không có cách nào mà trả lời một lần nhiều câu hỏi như vậy. Mai Cici nói, tiểu thư phiên dịch, câu hỏi của chúng tôi chỉ có một, tại sao thần y tiên sinh lại không thể và không dám chữa bệnh cho người Pháp? Hắn chỉ cần trả lời câu hỏi này là đủ rồi. Lệ Khuynh Thành gật đầu, rồi phiên dịch câu hỏi này cho Tần Lạc. Tất cả mọi câu hỏi dồn dập lúc trước cũng chỉ là cần câu trả lời cho vấn đề đó thôi. Tần Lạc đã sớm đoán được bọn họ sẽ hỏi vấn đề này, và hắn cũng muốn bọn họ sẽ hỏi ra vấn đề đó. Cho nên, hắn đã sớm cùng với Lệ Khuynh Thành bàn bạc một câu trả lời thích đáng nhất. Là vì chính phủ nước Pháp, Tần Lạc nói, cũng là thuộc châu Âu. Lệ Khuynh Thành không thay đổi sắc mặt mà dịch lại câu trả lời của Tần Lạc để các phóng viên ghi chép lại. Hoang đường, Mai Cici cười lạnh, câu trả lời này thực sự là hoang đường. Chẳng lẽ chính phủ nước Pháp lại ngăn cản ngài chữa bệnh cho người Pháp sao? Chẳng lẽ Liên minh châu Âu lại chạy tới đây nói với ngài rằng, thần y tiên sinh, trừ người Trung Quốc ra, chúng tôi không cho phép ngài không được khám bệnh cho bất kỳ người Pháp hay là người châu Âu nào, là như vậy sao? Chính phủ nước Pháp không có trực tiếp ngăn cản tôi, Liên minh châu Âu cũng không có chạy tới đây nói với tôi điều đó. Tần Lạc nói tiếp, nhưng là những quy định trong luật pháp của các người cấm tôi làm như vậy. Xin lỗi, tôi không biết pháp luật của chúng tôi có một quy định nào như vậy cả. Nữ phóng viên tóc nâu lên tiếng. Lệ Khuynh Thành vẫy vẫy tay, Tô Sám liền đưa tới một tập tư liệu có đóng dấu. Lệ Khuynh Thành tiếp nhận tập tài liệu, rồi đem phân phát cho từng phóng viên. Sau đó chính mình cũng cầm một tập và nói, xin mời các vị phóng viên chú ý tới điều khoản có tô chữ đậm ở phía dưới. Các phóng viên liền cúi đầu nghiên cứu, rất nhanh chóng mọi người nhìn thấy đoạn chữ phía dưới được in đậm, có nội dung. Chỉ thị về việc trình tự đăng ký y dược thực vật truyền thống, ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2004. Trong chỉ thị có quy định, tất cả những dược thực vật ở châu Âu phải đăng ký dựa theo pháp quy mới này, sau khi được cấp phép mới có thể tiếp tục tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời, trong chỉ thị quy định sau 7 năm, cho phép tất cả những thực phẩm từ thảo dược có xuất xứ từ các quốc gia ở châu Âu được tiêu thụ đến ngày 31 tháng 3 năm 2011. Tần Lạc đợi khi bọn họ xem hết đoạn này. Mới nói những lời thấm thía, tất cả mọi người thấy chưa? Đây là pháp luật châu Âu ban hành năm 2004. Còn chưa đầy nửa năm quy định này đã muốn tiêu tan, các vị thuốc của Trung Y còn không thể được tiêu thụ sử dụng ở châu Âu, tôi làm sao có thể khám bệnh cho các người được? Tôi nhìn ra bệnh, tất nhiên là muốn cho các người dùng thuốc của Trung Y. Nhưng tôi có thể cho các người dùng Trung Dược được sao? Không thể, đến lúc đó các người hoàn toàn có thể nói việc tôi tiêu thụ Trung Dược là phạm tội. Bởi vì tôi tiêu thụ tất cả những thảo dược này đều là phạm pháp, toàn bộ đều là những loại mà châu Âu cấm sử dụng. Ánh mắt Tần Lạc lướt qua mặt từng phóng viên một, rồi trịnh trọng nói tiếp, các vị phóng viên tiên sinh, đây là nguyên nhân mà tôi nói tôi không thể, cũng không dám. Các người có thể giải thích được không? Phóng viên rơi vào im lặng. Bọn họ có thể hiểu được thần y sẽ gặp phải cảnh khốn cùng như thế nào, bọn họ cũng có thể lý giải Trung y dược sẽ gặp phải khốn cảnh như thế nào. Theo như lời thần y thì nếu như lúc đó bọn họ không uống Trung dược mà đem đi tố cáo thần y,
tòa án sẽ phán Tần Lạc thua kiện. Đến lúc đó, khoản tiền bồi thường có thể làm cho một người phải khuynh ra bại sản. Nói xạo Mai Xi Xi vẫn chưa chịu bỏ qua. Ngài nói ngài sợ có người uống thuốc rồi đi tố cáo các người. Như vậy, tại sao ngài lại có dũng khí chữa bệnh cho người Trung Quốc? Chẳng lẽ ý của ngài nói là phẩm chất người Pháp không trung hậu thiện lương bằng người Trung Quốc? Mai Xi Xi viết là, thần y Trung Quốc từ chối khám bệnh cho người Pháp và chó, đã làm cho dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến sự kiện này, hắn thật sự không cam lòng để chuyện này chấm dứt như vậy. Từ trong sâu thẳm lòng mình, hắn không muốn chấp nhận lời giải thích của Tần Lạc. Chỉ có sự kiện lần này tiếp tục nóng lên thì danh tiếng của hắn mới có thể được biết đến nhiều. Người Trung Quốc thì quen thuộc Trung Y và hiểu rõ về Trung Y. Tần Lạc nói tiếp, bọn họ cũng có thể chấp nhận Trung Y. Tôi tin rằng bọn họ ủng hộ văn hóa và kỹ thuật của dân tộc mình. Nếu như ngay cả bọn họ cũng đồng ý đứng ra tố cáo tôi thì tôi cũng sẽ đồng ý gánh chịu trách nhiệm như vậy. Hơn nữa, cũng sẽ chấp nhận sự khiển trách của dân tộc. Đây là một lời giải thích không thể chấp nhận được. Mai Xi Xi nói, tôi chấp nhận, nữ phóng viên tóc nâu lên tiếng, nếu như ngay cả người của dân tộc mình cũng không tin vào kỹ thuật của dân tộc, như vậy thì văn hóa kỹ thuật đó tất nhiên sẽ bị suy vong. Thần y tiên sinh làm như vậy là rất mạo hiểm, nhưng đúng là một cuộc khảo nghiệm về đồng bào của mình. Tôi cũng chấp nhận, quy định này quả thật là kinh khủng, nếu như thần y thật sự làm như vậy có thể sau này ngài phải ăn cơm hộp qua ngày mất. Thần y tiên sinh. Tôi lấy lương tâm của một phóng viên ra cam đoan với ngài, từng lời ngài nói hôm nay chúng tôi sẽ đưa lên báo không sai một từ. Tần Lạc nghe Lệ Khuynh Thành phiên dịch xong liền đứng lên cúi đầu trước mặt các phóng viên. Các vị, tôi xin nhờ cả vào các vị. Mai Xí Xí mặc dù rất không vui nhưng vì hắn cùng đồng hành với các phóng viên khác nên hắn cũng không thể làm gì khác được. Cuộc phỏng vấn chấm dứt, các phóng viên cũng đều cáo từ ra về. Lúc Mai Xí Xí đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lệ Khuynh Thành liền đi tới vừa cười vừa nói, Mai Xi Xi tiên sinh, tôi rất hứng thú với bài viết của anh trên báo hôm trước. Anh có thể ở lại đây nói chuyện thêm không? Chương 494, đòi tiền hay là muốn danh dự? Hả? Ngày hôm qua khi lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Khuynh Thành, hắn liền cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ Trung Quốc này. Hôm nay gặp lại lần nữa, hắn càng có cảm giác Lệ Khuynh Thành thật là có vẻ đẹp rực rỡ. Nhưng hắn còn có nhiều chuyện quan trọng cần làm. Cũng không cảm thấy chính mình cũng không có cơ hội được lên giường với cô, cho nên, hắn cũng không có đặt quá nhiều tâm tư trong lòng. Bây giờ mỹ nữ lại chủ động đặt lời mời, hắn hiển nhiên là vui vẻ đồng ý rồi. Lệ Khuynh Thành vứt một ánh mắt mê hồn về phía Tần Lạc, sau đó đưa Mai Xi Xi tới phòng mình. Tiểu thư phiên dịch, cô muốn cùng tôi nói chuyện gì vậy? Mai Xi Xi lúc đầu còn có chút cảnh giác mà hỏi. Nhưng sau khi hắn quan sát gian phòng của Lệ Khuynh Thành một lượt cũng có cảm giác không có gì uy hiếp đến sự an toàn của mình. Lại có mỹ nhân phía trước khiến cho tay chân hắn nhộn nhạo, trái tim hắn bắt đầu không kiềm chế được. Có một chuyện nho nhỏ muốn tặng cho Mai Xi Xi tiên sinh mà. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Ô, thật là vinh hạnh cho tôi quá. Mai Xi Xi trong lòng tràn ngập vui mừng nói. Chẳng lẽ người phụ nữ này chuẩn bị tặng chính thân mình cho hắn sao? Mỹ nhân kế. Ta là thượng đế hả, ta thích nhất là mỹ nhân kế. Nhưng điều làm cho hắn thất vọng chính là Lệ Khuynh Thành cũng không có đến ôm lấy cổ hắn, càng không có bắt đầu cởi quần áo ra. Cô ngúng nguẩy cái mông căng tròn chắc nịch đi về phía đầu giường, cầm một chiếc hộp nho nhỏ rồi đi tới trước mặt Mai Xi Xi. Lễ vật ở bên trong, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Ô, nháy định nó sẽ đem đến cho tôi sự bất ngờ. Mai Xi Xi vừa cười vừa nói. Nếu như không có mỹ nhân thì chắc là tiền bạc rồi. Đương nhiên, chắc chắn nó sẽ khiến cho Mai Xi Xi bất ngờ. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Để tôi giúp Mai Xi Xi tiên sinh mở ra nhé, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, tôi không ngại đâu, Mạch Tích Tư xua tay nói. Lệ Khuynh Thành mở chiếc hộp ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy mỏng, sau đó vứt chiếc hộp xuống đất, cầm tờ giấy quơ quơ trước mặt Mạch Tích Tư mà nói. Nếu như Mạch Tích Tư không từ chối. Đây là quà của anh. Mạch Tích Tư mở tấm chi phiếu ra, trong lòng không khỏi co rút lại, hai tròng mắt cũng thoáng trừng lên. Đây là, sao lại cho tôi nhiều tiền như vậy? Mạch Tích Tư hỏi. Lệ Khuynh Thành khúc khích cười nói, ở đời không ai ăn không của ai cái gì. Cho anh tiền đương nhiên là muốn mua chuộc anh rồi. Mua chuộc tôi cái gì? Tôi không ngại mà hỏi trước Mạch Tiên Sinh một chuyện này. Lệ Khuynh Thành nói, nhưng có thể có hơi thẳng thắn. Nên anh có thể từ chối không trả lời.
Tiểu thư phiên dịch, xin mời cô cứ hỏi. Mạch Tích tự hào sảng nói. Hai tròng mắt hắn chăm chăm nhìn vào tấm chi phiếu, hắn biết, tính với tiền lương của hắn không ăn không mặc thì ít nhất phải 20 năm mới có thể kiếm được số tiền như vậy. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, nếu như cho anh lựa chọn, Mạch Tích Tư tiên sinh sẽ chọn tiền tài, ví dụ như số tiền tôi vừa đưa cho anh, hay là lựa chọn danh dự của bản thân. Điều này, Mai Xí Xí thoáng cái đã nghẹn ứ, vấn đề này thật làm cho hắn khó trả lời. Nếu như hắn trả lời là, lựa chọn tiền tài, điều này làm cho hắn cảm thấy không phù hợp với thân phận kiêu ngạo của người Pháp. Hơn nữa, hắn cũng là một phóng viên kiêu ngạo, hắn có danh dự, có nhân cách, và còn có rất nhiều thứ quan trọng nữa. Nếu như hắn trả lời là, lựa chọn danh dự, thì hắn lại không nỡ bỏ tấm chi phiếu với số tiền khổng lồ kia. Nếu như hắn cầm số tiền này, sau này tổng biên tập tòa soạn còn dám mắng hắn lười biếng, hắn hoàn toàn có thể quát lại, sau đó giật cánh cửa mà bước đi. Trên thế giới này còn có gì quan trọng hơn tiền bạc đây? Thế nào, khó trả lời à? Lệ Khuynh Thành như là một yêu nữ ân cần nói. Đúng vậy, Mai Xí Xí nhún nhún vai, tỏ vẻ tự nhiên mà nói, đây đúng là vấn đề làm cho người ta khó lựa chọn. Tiểu thư phiên dịch, vấn đề này, ha ha, vô cùng mang tính triết lý nhân sinh. Tôi sẽ giúp anh lựa chọn. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, lựa chọn, danh dự. Không, không, không. Mai Xí Xí xua xua tay nói, một vị thiên tài của dòng họ Morgan đã từng nói, để thúc đẩy lịch sử không phải là pháp luật mà là tiền bạc. Cũng chỉ có thể là tiền bạc. Ha ha, tiền bạc chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của loài người. Như vậy, sự lựa chọn của Mai Xí Xí tiên sinh chính là tiền bạc. Lệ Khuynh Thành truy hỏi. Trên thế giới này ai có thể cự tuyệt tiền được đây? Mai Xí Xí không phủ nhận, coi như là gián tiếp thừa nhận điều đó. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, tôi đã rõ sự lựa chọn của Mai Xí Xí tiên sinh. Nếu như tôi dùng số tiền này mua lại danh dự của Mai Xí Xí tiên sinh, vậy anh có đồng ý bán không? Chuyện này coi như là chấp thuận đúng không? Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Mai Xí Xí khó trả lời câu hỏi của mình nên hỏi lại lần nữa. Tiểu thư phiên dịch, tôi đã hiểu rõ ý tứ của cô. Cô nói đi, muốn tôi làm chuyện gì? Tôi nghĩ, cô đã chủ định cho tôi số tiền này, thì tôi nhất định có thể giúp cô chuyện gì đó. Mai Xí Xí cảm giác người phụ nữ này rất kinh khủng. Cô đã cắt xén từng tầng mặt nạ bao phủ bên ngoài hắn làm cho hắn lộ diện chân thực trước mặt cô, thậm chí tệ hơn chính là cô có thể đọc được mọi suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Hắn có cảm giác cơ thể như bị một loại ác ma thao túng, dường như cơ thể và linh hồn không còn là chính mình nữa. Người phụ nữ đứng trước mặt hắn là một ác ma. Đúng, cô ta nhất định là một ác ma. Nếu không, làm sao cô có thể đầu độc từ ánh mắt đến nội tâm người ta như vậy được chứ? Mai Xí Xí thầm nghĩ. Lệ Khuynh Thành đột nhiên giơ tay, một cái tát hướng lên mặt Mai Xí Xí. Tiểu thư phiên dịch, cô. Mai Xí Xí bị đánh đau, tức giận nói. Bỏ tay xuống, Lệ Khuynh Thành lạnh lùng quát. Nghe một người phụ nữ ra lệnh như vậy, tất nhiên Mai Xí Xí không có bất cứ phản kháng gì, mà bỏ tay đang che mặt xuống. Lệ Khuynh Thành một lần nữa lại giơ tay lên tát vào đúng vị trí vừa rồi. Anh có biết tại sao tôi đánh anh không? Lệ Khuynh Thành đi về phía đầu giường lấy ra một chiếc khăn tay để lau bàn tay vừa mới đánh người của mình, trên mặt mang theo một nụ cười mê người. Dường như mới chuyện đánh người vừa rồi chẳng có chút quan hệ gì đến cô. Không biết, Mai Xí Xí nói, tôi muốn có một lời giải thích hợp lý. Bởi vì trên báo ngày hôm qua, anh không nên vu tội cho Tần Lạc. Hắn không có nói là không khám bệnh cho người Pháp và chó. Đúng không, Lệ Khuynh Thành lúc này mới nói thật tình. Còn nữa, tôi cho anh tiền, hiển nhiên là muốn lấy đi danh dự của anh. Những bài báo sau này, hẳn là anh biết viết như thế nào rồi chứ? Biết, Mai Xí Xí nói. Lệ Khuynh Thành đưa tay ném tấm chi phiếu xuống đất rồi nói, rời đi nhớ đóng cửa. Nói xong, Lệ Khuynh Thành liền rời khỏi phòng của mình. Mai Xí Xí nhìn Lệ Khuynh Thành cao n gạo. Trong lòng hắn thầm hận. Nhưng khi hắn nhặt tấm chi phiếu ở dưới đất lên và mở ra, nhìn thấy một dãy số dài, trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ trở lại. Tiền à, trên thế giới này ai có thể cự tuyệt được tiền đây? Khi Lệ Khuynh Thành đi tới, Tần Lạc còn đang ngồi nói chuyện phiếm với Trương Bác và Triệu Tử Long. Tần Lạc nhìn thấy vẻ mặt Lệ Khuynh Thành như thành xuân quang nắng, cười hỏi, chuyện đã giải quyết xong rồi à? Đương nhiên, hắn dễ dàng thỏa mãn hơn cậu. Lệ Khuynh Thành nói. Lệ Khuynh Thành nói rất nhiều câu mà chỉ có Tần Lạc mới hiểu rõ, còn những người bên cạnh không hiểu gì, cho nên, bọn họ cũng không biết hai người nói về chuyện ái muội gì.
Lệ tiểu thư, chúng ta cho hắn nhiều tiền như vậy sao? Với số tiền đó đi ra ngoài chúng ta có thể mua chuộc được vài phóng viên. Triệu Tử Long trong lòng có nghi hoặc nên cất tiếng hỏi. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, ý nghĩa không hẳn là như vậy. Chuyện lần này chính hắn là người đầu tiên viết lên báo, cũng chính là hắn hắt bát nước bẩn lên chúng ta, bây giờ cũng chính hắn nói những lời dễ nghe về chúng ta. Chẳng lẽ người Pháp còn chưa tin là chúng ta quả thực là không thể và không dám sao? Hơn nữa, hắn muốn khuấy động chuyện này lên để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta quả thật muốn có một người trong giới truyền thông tại Paris. Hắn chấp nhận bán, chúng ta chấp nhận mua, hai bên ăn khớp với nhau. Còn có người nào thích hợp đảm nhận việc này hơn hắn chứ? Vũ Dũng Tú gật đầu nói, quả thực hắn là sự lựa chọn thích hợp. Độ trung thành không cao, hơn nữa, lại giỏi về luồn cúi. Bây giờ chúng ta cùng hắn đứng trên một chiến thuyền, hắn lấy tiền của chúng ta, thì chỉ có thể nghe chúng ta sai khiến. Số tiền này đáng giá chính là ở chỗ đó. Bây giờ các phóng viên đã hiểu rõ chân tướng sự việc, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Trương Bắc hỏi. Chờ đợi. Lệ Khuynh Thành nói, chờ cái gì? Chờ đợi phản ứng của dân chúng và chính phủ nước Pháp. Lệ Khuynh Thành nói, sau khi các phóng viên hiểu rõ chân tướng và rời khỏi đây thì dân chúng nước Pháp sẽ thông cảm cho chúng ta, còn chính phủ Pháp sẽ im lặng nhưng rất căm tức chúng ta. Nếu như chính phủ im lặng thì chúng ta phải làm sao? Trương Bắc cũng ưu tư mà nói, nhân tố then chốt giải quyết vấn đề này là những quyết sách của chính phủ. Nếu như bọn họ vẫn giữ thái độ im lặng không quan tâm, thì coi như tất cả những chuyện trước đó đều là vô nghĩa. Chúng ta sẽ bức cung, Lệ Khuynh Thành hung hăng nói. Bức cung, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lệ Khuynh Thành. Không sai, tập hợp tất cả những người Trung Quốc có ở đây lại, chúng ta sẽ phát động nghìn chữ ký, và đi đến các ngã tư hô rằng, chúng ta muốn trung dược được hợp pháp hóa, chúng ta cần phải có người bảo lãnh để có thể chữa bệnh cứu người mà vẫn giữ được an toàn cho tính mạng và các loại thuốc. Lệ Khuynh Thành nói rất lưu loát. Hiển nhiên, trong lòng cô nước cờ này đã xuất hiện từ lâu rồi. Đương nhiên, nếu như có thể thuyết phục được những nhân vật cấp cao biện hộ giúp cho chúng ta thì cắt tiết kiệm một bước. Mọi con đường đều đến thành Rome, nếu có đường ngắn hơn đờ ể đi thì không cần phải đi từ cực thái này đến cực thái khác. Nhân vật cấp cao, Tần Lạc nhìn về phía Trương Bác và Vũ Dũng Tú nói. Hai người cùng lắc đầu mà nói, vô dụng, chúng ta cũng đã thử đến thăm hỏi, những nhân vật cấp cao sẽ không giúp chúng ta chuyện này đâu. Vậy chúng ta chỉ có thể bức cung, Lệ Khuynh Thành nói. Lúc này, điện thoại trong túi cô vang lên. Sau khi trả lời điện thoại xong, Lệ Khuynh Thành quay sang phía Tần Lạc mà nói, Khuynh Thành quốc tế đã xảy ra chuyện. Chúng ta đã chờ đợi màn kịch này, vẫn diễn ra như dự kiến. Chương 495, Vương Tử yêu cầu. Ban thanh tra dược yêu cầu dừng sản xuất kim dũng dưỡng cơ phấn, vì nghi ngờ trong đó có chứa thành phần gây hại cho cơ thể người. Thanh tra dược giám sát Khuynh Thành quốc tế đã kiểm tra thành phần kim dũng dưỡng cơ phấn và hơn 10 loại mỹ phẩm đồ trang điểm. Kim dũng dưỡng cơ phấn là loại thuốc thần kỳ hay là độc dược? Khuynh Thành quốc tế chính là công ty sản xuất, nơi đã điều chế ra một sản phẩm thần kỳ. Tạo ra một thị trường tiêu thụ lớn, xâm nhập vào các khóa học marketing ở trường đại học, trở thành điểm nóng trong xã hội, vô số người lùng mua và thổi phồng kim dũng dưỡng cơ phấn. Nhưng đột nhiên có một tai họa bất ngờ xảy ra không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đột nhiên kim dũng dưỡng cơ phấn bỏ thanh tra kiểm tra thành phần. Mặc dù nói là bỏ kiểm tra thành phần của hơn 10 loại mỹ phẩm đồ trang điểm của công ty, nhưng bởi vì kim dũng dưỡng cơ phấn thật sự là có danh tiếng quá lớn, cho nên mới khiến mọi người chú ý. Nhân viên cục thanh tra dược khi nhận trả lời phỏng vấn của giới truyền thông đã đưa ra lý do là đây là cuộc kiểm tra theo thông lệ hàng năm. Hơn nữa, bọn họ nhận được thông tin nói là có người sử dụng sản phẩm kim dũng dưỡng cơ phấn thì ra tay không tốt. Bọn họ nghi ngờ sản phẩm có một số thành phần hóa học có hại, cho nên mới tiến hành quyết định khó khăn này. Kết luận này vừa được tung ra, thoáng cái kim dũng dưỡng cơ phấn đã phải ra đứng mũi chịu sào. Thị trường tiêu thụ trên cả nước thoáng cái đã giảm hơn 30% và bị chịu bởi các sự kiện, thị trường bên ngoài cũng bị đông cứng, thị trường ở Hồng Kông cũng chịu chung cảnh ngộ như vậy. Trong lúc nguy cấp này, một tay người gây dựng nên chiến thuyền làm đẹp này là nữ cường Lệ Khuynh Thành lại không hề đứng ra cải chính tin đồn và bình ổn lòng quân. Cô chỉ cho trợ lý đắc lực của mình nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên, nói rằng mọi người hãy tin tưởng vào sản phẩm của họ, không hề có bất cứ vấn đề gì, và cũng hãy tin tưởng ban thanh tra dược sẽ trả lại sự trong sạch cho bọn họ.
Thậm chí cô còn cho rằng sản phẩm của công ty mình bị cơ quan thanh tra nhà nước kiểm duyệt là chuyện tốt, sau khi chờ đợi kết quả kiểm duyệt sản phẩm thì công chúng sẽ càng thêm tin cậy chất lượng của sản phẩm kim dưỡng dưỡng cơ phấn. Biểu hiện bình tĩnh này của Khuynh Thành quốc tế khiến cho một số người đang dùng kim dưỡng dưỡng cơ phấn không còn đề phòng gì nữa mà tiếp tục sử dụng sản phẩm này, cũng có không ít người vẫn giữ thái độ nghi vấn cùng một thái độ chờ đợi xem thế nào. Tất cả đều trong một từ, nhiều người đang phân vân, người có lòng thì chờ đợi, người không liên quan thì vây xem, kim dưỡng dưỡng cơ phấn một lần nữa lại trở thành đề tài nổi bật trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, TV, Internet. Tại sao người phụ nữ quyến rũ được gọi là thương giới ngân hồ, Lệ Khuynh Thành không hề lộ diện? Đây là vấn đề mà giới truyền thông và công chúng chú ý không ít. Đi châu Âu, không thể không đi Paris. Đi Paris, không thể không đi đại lộ Champs-Élysées. Có người gọi đây là vùng đất hứa, hay hơn nữa là đại lộ thiên đường. Đây là niềm tự hào của nước Pháp, được miêu tả là một trong những con đường đẹp nhất thế giới. Có lẽ nói như vậy là có chút khoa trương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Ở đây cây xanh được trồng thành hàng, chim oanh chim yến kéo đến đông vui cùng với mùi hoa thơm ngát, giữa không khí ồn ào sôi động của Paris thì đây là khu vực yên tĩnh nhất. Cũng có những công ty lớn, ngân hàng lớn, các công ty hàng không lớn hay là các công ty mỹ phẩm cao cấp trên thế giới, tất cả những khu hàng hiệu cao cấp trên thế giới được tập hợp kinh doanh tại đây thành một khu phố buôn bán. Phong cách, chính là phong cách. Nơi này khởi nguồn của các loại hàng hóa cao cấp, cũng là cái nôi của nhiều nhãn hàng nổi danh. Tần Lạc cùng với nữ chủ nhân trên danh nghĩa của Khuynh Thành quốc tế bước chậm trên con đường này, thong dong ngắm nhìn cảnh buôn bán phồn hoa hai bên đường và hàng cây ngô đồng già đậm chất Pháp, cảm nhận được cuộc sống của người Pháp thật là lãng mạn, những cửa hàng danh tiếng, những mốt thời thượng, hòa vào với đó là sự tráng lệ, thanh nhàn, tao nhã. LV là nhãn hàng danh tiếng nhất, có một đội quân xếp thành hàng dài. Cũng có những người phụ nữ khoác khăn trùm đầu ăn xin. Những người xếp hàng phần lớn là người Trung Quốc và ngu ưa Nhật Bản, người châu Âu thì rất ít. Có lẽ, một người trong lòng vô cùng tự tin thì bọn họ sẽ không cần phải trang bị cho mình những thứ đồ xa xỉ phẩm như vậy. Có người ăn xin, một quý phụ hào phóng rút ra một tờ tiền lớn đưa cho. Lại có người đến, cô vẫn giữ bộ mặt cao ngạo rụt rè cùng một nụ cười ôn hòa, như là sứ giả thần tiên phát bổng cho dân vậy. Tần Lạc vừa cười vừa nói, hy vọng cô ta ở trong nước cũng hào phóng như vậy. Lệ Khuynh Thành bĩu môi nói, chỉ là giả bộ thôi. Cô ta cảm thấy nếu như bản thân mình đứng trước cửa hàng LV tại Paris thì nhất định là một người thuộc đẳng cấp thượng lưu. Nếu như cự tuyệt một kẻ ăn xin thì chẳng phải là người thấp kém sao. Trong lòng vẫn còn vô cùng tự tin. Tần Lạc đột nhiên cùng trong lòng có những suy nghĩ muốn tranh luận cùng với Lệ Khuynh Thành, hắn liền quay sang phía Lệ Khuynh Thành nói. Như vậy, ý của cô chắc là nên cự tuyệt nguyện vọng của những kẻ hành khất kia. Không, Lệ Khuynh Thành lắc đầu, nên cho, nhưng giống như những người châu Âu, chỉ cho 10 hay là 20 đồng. Đó là tôn trọng sức lao động của người khác, cũng là thể hiện sự thông cảm của mình. Vì tỏ vẻ so với người châu Âu mình là người có tiền, nên rút ra tờ tiền hàng trăm nghìn để cho, chẳng phải là kẻ ngu ngốc thì là gì. Nếu như cô ta có tiền, thì khi cô ta mua hết đồ xong đừng có mà tìm người lấy hóa đơn để mang về bắt chúng ta chi trả tiền thuế cho cô ta làm gì, đúng không? Tại sao cô lại biết cô ta là vợ của quan chức nhà nước? Công ty tư nhân thì tiền kiếm được rất cực khổ. Còn tiền của quan chức nhà nước là từ những công ty tư đưa cho. Tần Lạc nhìn vào bên trong chiếc tủ có ánh đèn chiếu rọi vào, có mấy chiếc túi vẻ vừa cổ điển lại vừa nhìn rất cao quý, liền hỏi, loại túi này thực sự là tốt như vậy sao? Dùng rất bền, đều là da thật, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Tôi mua một chiếc tặng cô, Tần Lạc nói. Phí tổn tối hôm qua đã cực khổ à? Vậy thì đây là phần thưởng, xem ra tối qua những biểu hiện của tôi đã làm hài lòng đại gia rồi nhỉ? Lệ Khuynh Thành liếc mắt mê người nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Tần Lạc, vừa cười vừa nói. Tôi chỉ nghĩ rằng chưa bao giờ có món quà gì tặng cô cả. Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy một hàng dài đang xếp hàng trước cửa, liền lắc đầu nói, quên đi. Tôi không thích xếp hàng. Nói xong, cô liền tiến đến ôm cánh tay Tần Lạc, hai người dựa sát vào nhau cùng đi về phía trước. Tần Lạc nhìn dọc con đường dài này không có một cửa hàng Trung Quốc nào, trong lòng cũng có chút suy tư, mà nói, nếu chúng ta mở một hiệu thuốc ở đây, cô nghĩ thế nào? Chắc sẽ tốt, Lệ Khuynh Thành nhãn tình sáng lên, cười ha ha mà nói tiếp. Toàn bộ thế giới này sẽ phải thất kinh. Có hy vọng không? Tần Lạc kích động hỏi.
đâu có dễ dàng như vậy. Lệ Khuynh Thành lắc đầu, thương hiệu S&M của Thụy Điển rất có danh tiếng tại châu Âu. Vào năm 2008 đã có kế hoạch đem thương hiệu đánh vào đại lộ Trăm nhưng không ngờ lại bị ủy viên của Hội đồng Kinh doanh Paris từ chối, còn có thêm lời tuyên bố, Hương Tạ Lý không có hy vọng tiến vào đẳng cấp trong xá đại đạo. Người nước Pháp rất kiêu ngạo. Không có hy vọng gì sao? Tần Lạc tiếc nuối nói. Cũng không phải là không có hy vọng. Lệ Khuynh Thành không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Tần Lạc, liền nói tiếp, hiệu thuốc trung dược thì có thể vô cùng khó khăn. Nếu như mở một cửa hàng kim dũng dưỡng cơ phấn mà nói thì hẳn là không có vấn đề gì. Tôi tin rằng, có một ngày, nó nhất định sẽ nằm ở chỗ này. Tôi cũng tin, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lệ Khuynh Thành hôn một cái lên mặt Tần Lạc, rồi ôn nhu nói, tôi rất thích anh luôn không hề do dự khi nói ba từ này. Đôi khi tôi thấy suy nghĩ của mình vô cùng điên cuồng, nhưng anh thì hiển nhiên luôn ở bên cạnh hò reo ủng hộ nó. Cô cũng như vậy đối với tôi, Tần Lạc nói. Hắn luôn tin tưởng Lệ Khuynh Thành như thế, không có bất cứ điều gì để e ngại. Lệ Khuynh Thành sao mà không khiến hắn như vậy được chứ? Hắn muốn làm việc lớn như vậy, ý nghĩ của hắn cũng điên cuồng như vậy, nhưng cho tới bây giờ Lệ Khuynh Thành cũng chưa bao giờ phản đối, mà chỉ vô tư cống hiến tinh lực bản thân mình. Lần này rồi đến lần khác, không hề cự tuyệt. Bọn họ trong mắt người ngoài là thiên tài, còn trong mắt nhau thì là người điên. Tần Lạc tin tưởng Lệ Khuynh Thành nên hắn để luôn việc quản lý Khuynh Thành quốc tế cho cô xử lý. Còn Lệ Khuynh Thành cũng tin tưởng Tần Lạc cho nên cô cũng tiếp nhận việc quản lý Khuynh Thành quốc tế, không để Tần Lạc phải nhúng tay vào bất cứ việc gì về quản lý hay kinh doanh của Khuynh Thành quốc tế, hắn chỉ chờ mỗi tháng nhận lợi tức của mình thôi. Phương pháp hợp tác như vậy khiến cho Trần Tư Tuyền vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ, cho rằng từ trước tới nay chưa có hình thức kinh doanh như vậy. Đàn ông mà đối xử rất tốt với phụ nữ. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc nói, như vậy sẽ làm cho phụ nữ có cảm giác người đàn ông này có mưu đồ làm loạn. Nếu như là người phụ nữ đối tốt với đàn ông thì sao? Tần Lạc hỏi ngược lại. Điều này chứng minh người phụ nữ đó rất thiện lương. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Người đàn ông mặc bộ trường bào màu đen, cao giáo tuấn tú. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu bạc phát sang có thắt lưng eo, xinh đẹp và quyến rũ. Hai người sóng vai đi hòa trong đám người. Không nổi bật quá, không làm bộ. Đơn giản và tự do, giống như ánh mặt trời chiếu khắp, như cơn gió nhẹ phe phẩy, một chút, một giọt. Cũng có thể chạm đến xương. Mặc dù những người đến tại đại lộ Tram Ilersi đa phần đều là những người sang trọng, nhưng xuất hiện một chiếc Rolls-Royce màu bạc ở đây vẫn khiến mọi người phải dừng bước ngắm nghía và trầm trồ. Chiếc xe này chỉ giá 1 triệu USD, hơn nữa, nó chỉ cung cấp cho hoàng thất trên thế giới không đến 10 chiếc. Dù có tiền cũng không phải có thể mua được. Chiếc xe dừng lại ở góc phố, lái xe điều khiển cho cửa xe mở ra, một người mặc tây trang màu đen với khuôn mặt khá đẹp trai chạy ra mở hẳn cửa ra, sau đó một người lão nhân cũng khá đẹp cất bước đi ra. Lão nhân vẻ mặt nghiêm trang chỉnh sửa lại cổ áo, sau đó có hai gã đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc trang phục Trung Quốc màu đen đi theo sau, cả ba chậm rãi hướng đến ngã tư đại lộ Tram Ilersi. Tất cả mọi người tò mò chăm chú nhìn ba người bọn họ. Mọi người muốn biết bọn họ đi tới đâu, muốn biết những người cực kỳ sang trọng này cuối cùng đến đây làm gì. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, ba người bọn họ dừng lại trước mặt một đôi người châu Á. Đầu đầy tóc bạc, lão nhân đấm ngực an ủi, khom lưng thi lễ đối với Lệ Khuynh Thành, nói tiếng Pháp một cách lưu loát. Lệ tiểu thư, chúng tôi chịu sự ủy thác của chủ nhân, đến đây yêu cầu cô tham dự bữa tiệc tối của ngài. Chủ nhân, Lệ Khuynh Thành nhướng đôi mắt xinh đẹp nhìn ba người khách lạ một cách tò mò. Đúng vậy, chủ nhân của chúng tôi là Philip tiên sinh, lão nhân vẻ mặt khiêm nhường mà nói. Chương 496, đàn ông như nào là gợi cảm nhất? Chứng kiến tình huống kỳ lạ bên này, những người khách dù đãng đi qua Tần Lạc vẫn hướng ánh nhìn về phía ba người vô cùng sang trọng này. Vị trí của hắn không quá xa đám người gây chú ý, nhưng lại vừa có thể rất nhanh tiến công cùng ngăn cản sự công kích của người khác một cách hữu hiệu. Tất nhiên, điều này trong mắt người bình thường không đáng chú ý, nhưng đổi lại với những người hoan hỉ vây xung quanh xem thì rất đáng quan tâm. Nhưng xuất hiện ngay đằng sau hắn là một lão nhân tóc bạc, hai gã bảo tiêu liền chú ý đi ngay sau lão nhân. Bọn họ đi từng bước chậm rãi về phía trước kéo gần khoảng cách với lão nhân, một trái một phải tạo thành vòng vây rất chắc chắn. Hai gã bảo tiêu trông tướng mạo đẹp trai, khí chất cũng là cao thủ. Nhìn dung mạo của bọn họ không giống người Trung Quốc cảm giác được sự nguy hiểm. Nhưng bọn họ cũng là chịu sự huấn luyện kỷ luật quá nghiêm khắc, ngặt nghèo,
tại không có chủ nhân hoặc là lúc không có nguy hiểm nghiêm trọng, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Nói như vậy, người phải để bọn hắn bảo vệ thì thường gặp phải những phiền toái. Lệ Khuynh Thành nhìn những người quý tộc có giáo dục trước mặt, giơ tay nhấc chân cũng rất đúng quy cách, làm cho người ta có cảm giác vui vui. Cô nhìn lão nhân híp mắt cười nói, các người theo dõi tôi. Không có, lão nhân phủ nhận. Nếu như vậy, tại sao các người lại biết hành tung của chúng tôi? Lệ Khuynh Thành tươi cười mà chất vấn. Lệ tiểu thư, Philip tiên sinh mà muốn biết hành tung của người nào thì bất luận người đó ở nơi nào cũng sẽ có người hỗ trợ để tìm ra. Lão nhân vẻ mặt thản nhiên nói, những lời nói cuồng vọng này thốt ra từ miệng của lão nhân cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác hoang đường lập dị, mà ngược lại, khiến cho người ta có cảm giác đương nhiên. Philip tiên sinh nhất định là một nhân vật rất lợi hại nhỉ? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Philip tiên sinh là một người rất ôn hòa, là một người bạn tốt để kết giao. Lão nhân không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Lệ Khuynh Thành, mà trả lời một cách tránh né, thuận tiện lại đánh bóng chút cho chủ nhân của mình. Mới gặp một lần, tôi với hắn cũng không quen thân. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, tôi không biết tại sao hắn lại yêu cầu tôi tham gia tiệc tối với hắn. Tình hữu nghị thì thời gian dài ngắn không có vấn đề gì. Lão nhân nghiêm trang nói tiếp, Philip tiên sinh đối với Lệ tiểu thư thì trí nhớ luôn khắc sâu. Buổi tiệc tối nay có một hoạt động, hắn rất hy vọng Lệ tiểu thư có thể tham gia. Lão nhân thoáng nhìn sang phía Tần Lạc đang đứng cạnh Lệ Khuynh Thành, rồi nói, đương nhiên, thần y tiên sinh nếu có thời gian, Philip tiên sinh cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Ngài rất thích làm bạn với những người trẻ tuổi ưu tú. Ngài sẽ vì đó mà cảm thấy vinh hạnh. Lệ Khuynh Thành rất nhanh phiên dịch lại lời của lão nhân cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc hai tròng mắt giật giật, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tên Philip này rốt cuộc là ai? Tại sao lại quan tâm đến chuyện của bọn họ đến vậy? Tần Lạc thầm nghĩ. Nếu như đoán không lầm thì nhất định hắn đã cho người điều tra về nhóm người Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành. Nếu không làm sao hắn có thể biết rõ về từng người như vậy được chứ? Tại sao chúng tôi lại muốn tham gia tiệc tối của Philip tiên sinh? Tần Lạc cười hỏi, hắn nói bằng tiếng Trung Quốc, sau đó do Lệ Mỹ Nhân đảm nhân chuyên chức phiên dịch. Tôi nghĩ, bây giờ các người cũng muốn trở thành bạn hữu của Philip tiên sinh như vậy, có phải không? Lão nhân tôn kính nhìn Tần Lạc, nói đâu ra đấy? Không mỉm cười, cũng không hề tỏ ra hèn mọn hay là nhạo báng. Đương nhiên đây là lời đề nghị của tôi chứ cũng không phải là nguyên câu nói của Philip tiên sinh. Nếu có mạo phạm, xin được thứ lỗi. Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành liếc nhìn nhau, lập tức đều hiểu rõ ý nghĩ trong lòng nhau. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, nếu Philip tiên sinh có thịnh tình như vậy thì chúng ta cũng không thể từ chối tâm ý của hắn. Tôi cùng Tần Lạc rất vinh hạnh khi được tham gia buổi tiệc rượu cùng Philip tiên sinh. Đó cũng là vinh hạnh của Philip tiên sinh, lão nhân khiêm nhường đáp lễ. Nếu như không ngại, hai người có thể cùng đi xe của chúng tôi. Tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, Lệ Khuynh Thành nói. Nghe thấy Lệ Khuynh Thành đồng ý yêu cầu của lão nhân, Qua Nhĩ một lần nữa lại biến mất trong biển người. Nhưng Tần Lạc biết, rất nhanh, hắn sẽ mướn xe chạy phía sau bọn họ. Hắn quả thực rất xứng đáng là một vệ sĩ, không ầm ĩ, không chướng mắt, thoát ẩn thoát hiện, dường như quên đi sự tồn tại của hắn. Nhưng khi nào có việc phát sinh, hắn sẽ luôn xuất hiện ngay bên cạnh trước tiên. Có vô số ánh mắt nghi hoặc cùng ngưỡng mộ khi nhìn thấy Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành chui vào chiếc xe Rolls-Royce màu bạc giá trị đó. Tất cả động cơ, máy móc của xe được làm thủ công, vật liệu được chế tạo giống như máy bay làm cho người ngồi trong xe cảm thấy thoải mái và an toàn, ngay cả khi có va chạm hay bị một tác động mạnh thì người ngồi bên trong cũng không có bất cứ vấn đề gì về an toàn. Thành phố Paris thật lãng mạn, vốn cũng là thủ phủ của thời trang. Buổi tiệc có vô số những thương hiệu cao cấp được trưng bày, những triển lãm thương mại mới, các loại cocktail, những hội đánh giá rượu, và toàn bộ thế giới đều chú ý khi nghe danh viện trưởng tổ chức yến tiệc ở Paris. Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành đã nghe nói đến những buổi yến tiệc như này ở Paris từ lâu, nhưng chưa từng trải qua. Đây là một buổi lễ hội thực sự. Lệ Khuynh Thành nhìn bộ váy màu bạc trên người mình băn khoăn không biết trang phục như vậy có thích hợp hay không. Thích đẹp là bản tính của phụ nữ. Yêu cái đẹp là bản tính không thể đổi của phụ nữ. Mặc dù được xưng là yêu tinh, Lệ Khuynh Thành cũng không là ngoại lệ, cô cũng không muốn hình ảnh của mình xấu trong mắt mọi người trong buổi tiệc. Nhưng sau khi cô nhìn thấy Tần Lạc đang mặc trên người một bộ trường bào mày đen, liền không nhịn được mà nở một nụ cười. Mặc loại áo liền quần này vào đây, nhất định là một con gà lạc giữa một đàn hạc mà. Cũng may mà da mặt người đàn ông này dày,
nên hắn cũng không có cảm giác có gì đó không ổn. Lão nhân nói, chủ sự bữa tiệc rượu lần này chính là Philip tiên sinh trên cương vị là một người bạn tốt. Hắn rất thích thú nên hôm nay đã mời Lệ tiểu thư tới đây uống chén rượu, kết giao bằng hữu. Cảm ơn ý tốt của Philip tiên sinh, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Yến hội tại Paris nổi bật nhất là tổ chức tại Vanity Fair 1993, một chiếc Rolls-Royce đỗ trước một kiến trúc châu Âu cổ điển, bãi đỗ xe đã trở thành nơi tụ tập của các siêu xe, giống như một hội chợ xe hơi sang trọng vậy. Nơi những người có tiền tụ tập luôn không thể thiếu những yếu tố hấp dẫn ánh nhìn. Những chiếc xe hạng sang, đồng hồ đẳng cấp, người nổi tiếng. Kim quang lóng lánh như đốt cháy ánh mắt mọi người. Hai vị, xin mời cứ tự nhiên. Lão nhân tóc bạc chủ động dẫn Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành tiến vào sau cửa lớn, sau đó lập tức rời khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt này. Ánh đèn màu xanh tỏa khắp đại sảnh rộng rãi xa hoa, xếp thành hàng dài, tất cả các bàn lớn nhỏ đều được để các loại rượu để khách lựa chọn. Tần Lạc nhìn những chữ quái dị mà phát ngất, thương hiệu đều là tên tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc là loại chữ của nước khác. Một thương hiệu Trung Quốc cũng không có, nên hắn cơ bản là không hiểu rõ. Nam nữ tụm năm tụm ba lại với nhau, đàn ông thì nhã nhặn phong độ, nữ giới thì ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp và đầy hương thơm, cảnh phồn hoa Tần Lạc nhìn mà hoa hết cả mắt. Tuy nói yến tiệc là cơ hội tốt để kết bạn, hai người cũng quả thật là cũng ôm mục đích đó mà đến đây. Nhưng nếu như chưa có người nào giới thiệu thì bọn họ sẽ làm sao có thể biết được thân phận người đàn ông hay phụ nữ nào đó rốt cuộc có lai lịch, thân phận như nào. Cuối cùng bọn họ cũng không thể đợi người đến mà chủ động tiến đến mà nói. À, anh là... anh chính là Lôi Sĩ Đốn tiên sinh phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Được rồi, xin được hỏi tình hình công việc của anh dạo này thế nào? Không có lựa chọn nào khác, hai người cũng chỉ có thể uống rượu. Chúng ta uống rượu gì đây? Tần Lạc hỏi, hắn thật sự nghĩ không ra, không phải là về rượu mà là về người đàn ông Pháp này là người thế nào mà lại có thể cho ra nhiều chủng loại rượu ra đây đến vậy? Chẳng lẽ mỗi một loại rượu đều khác nhau sao? Tôi sẽ giúp anh chọn lựa, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Cô rất nhanh chóng lựa chọn một loại rượu đỏ, sau khi rót cho mình và Tần Lạc mỗi người một chén, hai người liền đứng vào một góc tác sóc. Đứng ở phía trước bọn họ còn có một đám phụ nữ quần áo hoa lệ, trang sức quý phái, các nàng đang to nhỏ nói chuyện gì đó với nhau, rất nhanh liền nổi lên tranh luận. Sáu người phụ nữ này chia thành hai phái, bên nào cũng không có biện pháp thuyết phục đối phương. Càng không xong chính là... mỗi người đều ngoan cố giống nhau. Tôi có cảm giác đàn ông có lông ngực dài là gợi cảm nhất. Mao Nhung Nhung, đầy nam tính và quyến rũ. Ôi, nghĩ lại mà muốn say. Một người mặc bộ váy đen ngắn nói. Tôi không thích, tôi cảm thấy đàn ông có bộ ngực bằng phẳng sạch sẽ một chút là tốt nhất. Như vậy khi áp mặt vào thì sẽ cảm nhận được tình cảm hiệu quả nhất. Đây là lời của một người phụ nữ cao gầy mặc một chiếc váy màu hồng có xẻ tà. Lai. Khả năng cảm nhận của cô thật sự là kém cỏi. Chẳng lẽ lông ngực dài khi áp mặt vào sẽ không thấy thoải mái sao? Ồ, cô thật sự nên tìm một người đàn ông có lông ngực dài mà thử trải nghiệm đi. Nghiên cứu khoa học cho thấy, đàn ông có lông ngực dài thì đó là dấu hiệu sự kích thích bản năng của giống đực rất tràn đầy. Điều này cũng gián tiếp chứng minh năng lực về chuyện đó của anh ta rất tuyệt. Đàn ông có lông ngực dài rất ưa nhìn. Tôi đã nhìn thấy trên các tạp chí, vương tử có lông ngực màu vàng. Thật sự là rất có cảm giác. Ồ, có thật vậy không? Vương tử cũng có lông ngực dài sao? Nếu như vậy thì tôi cũng thích đàn ông có lông ngực dài. Tôi cũng thích, hi hi, đến bây giờ tôi mới biết đến điều này. Vốn vương tử cũng có lông ngực dài. Được rồi, cô nhìn thấy ảnh đó ở tạp chí nào vậy? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Rất nhanh, những người phụ nữ này cùng nhất trí với một ý kiến, các cô đều thích đàn ông có lông ngực dài. Mấy cô đó đang nói về chuyện gì đó? Tần Lạc hỏi, nhìn thấy đám phụ nữ đó nói chuyện với nhau rất rôm rả mà không biết nội dung câu chuyện của họ, điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy rất thống khổ. Đang nói về đàn ông có lông ngực dài thì gợi cảm, hay là đàn ông không có lông ngực thì gợi cảm? Lệ Khuynh Thành mân mê chiếc ly, uống một hụm rồi nói. Cô cảm thấy sao, là đàn ông có lông ngực gợi cảm hay là đàn ông không có lông ngực thì gợi cảm? Một người đàn ông đột nhiên lên tiếng hỏi. Hai người liền quay đầu lại phía sau, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng khôi ngô tuấn tú đang đứng phía sau. Vấn đề đó cũng chính là từ miệng hắn hỏi ra. Chương 497, đàn ông không có lông ngực là gợi cảm nhất. Người đàn ông mặc tây trang, bên trong có mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng,
một chiếc cà vạt màu đen làm cho hắn thoạt nhìn trông vô cùng tuấn tú. Màu tóc vàng mềm mại áp vào đầu, đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào Lệ Khuynh Thành một cách ôn hòa, trên mặt mang theo một nụ cười cao quý mê hồn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã say mê. Đứng phía sau hắn là lão nhân mới vừa rồi đến gặp yêu cầu Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đến đây. Còn có cả một đám đàn ông mặc tây trang đứng hai bên, nhìn hắn trong đám người này giống như là một vương tử của quốc gia vậy. Philip đến lập tức đã thu hút ánh nhìn của bao người. Đám phụ nữ vừa rồi còn đang thảo luận vấn đề người đàn ông có lông ngực thì gợi cảm hay không liền lập tức biến thành những phụ nữ đoan trang nhàn thục và quý phái. Các cô thướt tha nhiều vẻ đi tới, ôn nhu cung kính chào hỏi vương tử. Vương tử Philip, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, Bridget tiểu thư, hãy thay tôi gửi lời chào hỏi đến cha của cô. Vương tử Philip, lần này ngài ở lại Paris trong bao lâu? Tôi hy vọng anh có thể ở lại đây. Lai tiểu thư, tôi cũng có mong muốn như vậy, nhưng điều đó chỉ có thể là một giấc mộng đẹp. Vương tử Philip, anh cũng quan tâm đến vấn đề đàn ông có lông ngực dài thì không gợi cảm sao. Nghe nói Vương tử Tùng là người mẫu ảnh cho tạp chí GQ của Thụy Điển những hình ảnh gợi cảm. Tôi cũng rất có hứng thú với đề tài này, cũng rất vinh hạnh được cùng các bạn thảo luận. Philip lịch sự trả lời, tay có những cử chỉ lộ rõ vẻ sang trọng, nho nhã. Hắn quay sang nhìn Lệ Khuynh Thành đang ngây ra như phỗng, khóe miệng đang có chút nhướn lên, rồi nói, Lệ Khuynh Thành tiểu thư, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn đúng là vương tử sao? Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ. Lệ Khuynh Thành dường như không tin nổi vào tai mình. Trước, cô còn hoài nghi hắn là nhân viên bán rượu cho khách sạn, cho rằng hắn dựa vào vẻ đẹp trai và sự am hiểu về rượu của bản thân để truyền cảm hứng cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nữ muốn mua. Cô không hề nghĩ rằng hắn là vương tử. Philip, Philip Moore. Trong đầu Lệ Khuynh Thành bắt đầu tập hợp lại mọi thông tin có liên quan đến cái tên này, rất nhanh sau đó cô liền tìm được thông tin có liên quan đến người đàn ông này trong đầu. Philip Moore, 27 tuổi, là con trai cả của thân vương Thụy Điển Philip Hervey. Là người thừa kế hàng đầu của vương thất, nói cách khác, nếu như mẫu thân của hắn thoái vị thì hắn sẽ là người đứng ra cai quản toàn bộ quốc gia xinh đẹp kia. Là người được vương tử chú ý đến, có vô số phụ nữ nằm mơ cũng không được. Mà người đàn ông này, bây giờ hắn lại đang nắm trong tay mũi tên tình cảm đặc biệt chĩa về hướng Lệ Khuynh Thành, như vậy làm sao không khiến cho cô có cảm giác kinh ngạc được chứ? Hắn là ai vậy hả? Tần Lạc nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Nhưng một người đàn ông nhìn Lệ Khuynh Thành với ánh mắt như vậy thật làm cho hắn không thoải mái cho lắm. Đây giống như một loại thưởng thức, rồi lại như khát vọng dâng tràn trong ánh mắt. Tần Lạc cũng là đàn ông nên hắn hiểu rõ ánh mắt đó có ngụ ý gì. Hắn chính là chủ nhân mời chúng ta tới dự bữa tiệc này, Vương tử Philip. Lệ Khuynh Thành nói bằng tiếng Trung Quốc giải thích cho Tần Lạc hiểu. Hắn chính là Philip sao? Tần Lạc ngạc nhiên. Hắn từng hỏi qua Lệ Khuynh Thành về vấn đề, Philip đẹp trai hơn hay là hắn đẹp trai hơn? Lệ Khuynh Thành đã trả lời là Philip đẹp trai, nhưng Tần Lạc cũng không tin câu trả lời này, bởi vì phụ nữ đều thích nói dối. Nói vậy nhưng trong lòng không vậy là bản tính của phụ nữ. Mặc dù trong lòng cô có cảm thấy hắn phải so với Brad Pitt thì cô cũng không bao giờ nói ra trước mặt hắn. Tần Lạc sở dĩ đồng ý cùng Lệ Khuynh Thành tham gia buổi yến tiệc này cũng là chủ tâm muốn đến diện kiến Philip một phen, để cho hắn nhìn thấy khí chất tuyệt vời, sự sang trọng vô song của mình thì sẽ biết điều mà không còn có chủ ý gì đối với Lệ yêu tinh nữa. Nhưng sau khi Tần Lạc nhìn thấy người đàn ông này thì khí phách bị rơi rụng hoàn toàn. Từ đầu đến chân có cảm giác lạnh ngắt. Mặc dù Tần Lạc không cảm thấy màu tóc vàng đẹp mắt cho lắm, nhưng khi nó ở trên đầu người đàn ông này quả thật toát lên một khí chất thật tao nhã. Mặc dù Tần Lạc thích mắt màu đen hơn, nhưng màu mắt nâu của hắn ta cũng thật hút hồn. Mặc dù Tần Lạc cho rằng bản thân mình thuộc hàng thanh tú ưa nhìn, nhưng so với người đàn ông này có vẻ không đẹp bằng. Vương tử Philip, hắn là vương tử sao? Tần Lạc thầm nghĩ. Lúc này đây, Tần Lạc càng thêm chấn kinh. Hắn cũng đã từng nghe nói qua về một số vương tử, công chúa châu Âu. Chiều qua lúc ăn cơm tại khách sạn Triệu Tử Long còn nói giỡn có lẽ bọn họ đã đụng tới một vị vương tử hoặc là công chúa. Không ngờ đúng là một vị vương tử đang đứng trước mặt bọn họ. Hắn là vương tử, Tần Lạc hỏi lại. Hình như vậy, Lệ Khuynh Thành có thể hiểu tâm trạng của Tần Lạc lúc này. Hai người bọn họ bây giờ tâm trạng giống nhau. Vương tử của nước nào? Thụy Điển, Lệ Khuynh Thành trả lời. Thụy Điển, Tần Lạc chăm chú nhớ lại xem trong đầu có chút tư liệu nào liên quan đến đất nước Thụy Điển không,
cuối cùng trong lòng cũng thư thái hơn một chút mà nói, tốt. Chỉ là một quốc gia nhỏ, số dân của cả nước còn không nhiều bằng Yến Kinh của ta. Lệ Khuynh Thành cười khổ, người đàn ông này đúng là biết cách an ủi bản thân. Nhìn thấy Lệ Khuynh Thành chỉ tập trung nói chuyện với người đàn ông đứng bên cạnh mà không để ý tới vương tử, đám người cao quý có phần không bằng lòng. Vị tiểu thư này, vương tử Philip đang nói chuyện với cô, chẳng lẽ ngay cả đến lễ tiết cơ bản nhất trong yến tiệc mà cô cũng không hiểu sao? Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đầm cổ rộng hở phân nửa bộ ngực cùng sống lưng lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, cô được ai mời tới đây vậy? Sao lại không có lễ phép như vậy chứ? Vị tiểu thư này trông thật lạ. Có ai biết cô ta đến từ gia tộc nào không? Philip lo lắng Lệ Khuynh Thành sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích nên vội vàng lên tiếng giải vây, vừa cười vừa nói, cô ấy là tiểu thư Lệ Khuynh Thành đến từ Trung Quốc. Cô ấy là khách do tôi mời đến. Nghe thấy vương tử Philip nói là khách do chính mình mời tới, mọi người lập tức chuyển thái độ sang ôn hòa hơn rất nhiều. Dù sao, không ai muốn đắc tội với thành viên của gia đình hoàng gia có ảnh hưởng lớn đối với châu Âu như vậy. Philip thấy vẻ mặt của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành vẫn chưa hết kinh ngạc, liền vừa cười vừa nói, Lệ tiểu thư, tôi lấy danh dự của dòng họ Philip ra cam đoan, tôi không phải là nhân viên bán rượu. Tôi chỉ là muốn làm bạn với cô thôi. Lệ Khuynh Thành nghe thấy Philip nhắc lại chuyện hiểu lầm lần trước, không nhịn được cười mà nói, tôi biết anh là vương tử. Lần trước đã mạo phạm, xin được thứ lỗi. Không sao, cô là một người rất cảnh giác nhưng cũng là một phụ nữ rất thú vị. Philip vừa cười vừa nói tiếp, chẳng lẽ cô không muốn trả lời vấn đề này sao? Cô thấy đàn ông có lông ngực gợi cảm, hay là đàn ông không có lông ngực thì gợi cảm? Không biết phải trả lời như nào đây? Nếu như đổi lại là người phụ nữ khác, các nàng tất nhiên sẽ thoải mái mà trả lời là, đàn ông có lông ngực dài mới gợi cảm. Bởi vì thông qua cuộc nói chuyện của mấy người phụ nữ vừa rồi, cô đã biết trước rằng vương tử Philip này là một đại diện của người đàn ông có lông ngực dài. Mà hắn sở dĩ hỏi ra vấn đề này cũng không phải chỉ muốn biết một đáp án đơn giản như vậy. Hắn là đang muốn biết lựa chọn của Lệ Khuynh Thành. Hắn rất quan tâm đến sự lựa chọn của Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành nở một nụ cười tươi mà nói, tôi chưa tiếp xúc với đàn ông có lông ngực dài, cho nên, tôi có cảm thấy đàn ông không có lông ngực dài là gợi cảm nhất. Mọi người lập tức xôn xao cả lên. Bọn họ cũng không rõ, tại sao người phụ nữ này lại có thể ngu xuẩn đến như vậy. Chẳng lẽ cô không biết rằng, nếu như cô đổi lại cách trả lời khác, có lẽ cô rất có khả năng trở thành vương phi của Thụy Điển sao? Vương phi, được gọi như vậy thật là tuyệt vời. Sao lại có thể như vậy được? Tôi còn cho rằng đàn ông có lông ngực dài là gợi cảm nhất. Nhưng cô lựa chọn như vậy chúng tôi cũng có thể lý giải được, bởi vì người Trung Quốc cũng không có lông ngực dài. Đúng vậy, đàn ông châu Âu phần lớn đều có lông ngực dài. Đàn ông châu Âu so với đàn ông phương Nam thì có thể nói là đẹp trai và khí phách hơn nhiều. Đương nhiên rồi, tất cả những khí chất đẹp trai nhất của đàn ông đều hội tụ ở châu Âu. Vương tử Philip, anh thấy nói như vậy có đúng không? Lệ Khuynh Thành ngu xuẩn, những người phụ nữ khác không thể im lặng. Lệ Khuynh Thành không muốn làm vương phi, những người phụ nữ khác lại muốn rất nhiều. Philip cười cười mà nói, mỗi người đều có một tình yêu của mình. Vấn đề này cơ bản là không có câu trả lời chính xác. Hay là bây giờ chúng ta hãy cùng đi nếm rượu, cảm tạ Louis tiên sinh đã sản xuất ra nhiều loại rượu cho chúng ta nhấm nháp như vậy. Xin mời mọi người hãy thoải mái thưởng thức. Vương tử Philip quá khách khí rồi. Rượu ngon xứng với anh hùng. Đến đây đều là những anh hùng và mỹ nhân, là những vị khách tôn quý nhất. Tôi nghĩ rằng, rượu ngon này cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Đứng ở bên cạnh vương tử cũng là một đàn ông trẻ tuổi anh hùng như vậy vừa cười vừa nói. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt liếc xẹt qua Lệ Khuynh Thành, ánh mắt có chút khác thường. Mọi người hưởng ứng, ủng hộ ý kiến của Philip cùng đi vào trong đại sảnh, nơi có sắp xếp rất nhiều loại rượu trên các bàn. Tần Lạc đứng im tại chỗ, nhìn theo lưng Philip mà hỏi, vừa rồi hắn nói gì vậy? Tần Lạc có chút hối hận khi không đưa theo Tô Sán đi bên cạnh, nếu không hắn đã có thể phiên dịch ngay những lời thoại của bọn họ. Hắn hỏi tôi là đàn ông có lông ngực dài gợi cảm hay là đàn ông không có lông ngực gợi cảm. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Vậy cô trả lời thế nào? Tôi nói đàn ông không có lông ngực gợi cảm. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc rồi nói. Tại sao? Tần Lạc có chút khó hiểu. Hình như không ít phụ nữ đều thích đàn ông có lông ngực dài mà. Bởi vì anh không có lông ngực dài. Lệ Khuynh Thành cười hì hì mà nói. Chứng kiến bộ dạng thua trong sung sướng của Tần Lạc.
vẻ mặt Lệ Khuynh Thành cũng tươi cười một cách quyến rũ. Lệ Khuynh Thành không chỉ là lựa chọn một đáp án để trả lời, mà cô còn vừa từ chối một chuyện mà một người phụ nữ rất khó có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của nó. Điều này thì Tần Lạc không biết, Lệ Khuynh Thành cũng không định cho hắn biết. Một người phụ nữ đối tốt với một người đàn ông, không chỉ bởi vì người phụ nữ đó thiện lương. Có lẽ, còn có thể có một nhân tố khác mà khó có thể nói bằng ra bằng lời. Bạn có nghĩ như vậy không? Chương 498, Công Chúa và Nữ Vương. Không thể nghi ngờ rằng Philip chính là tâm điểm của buổi yến tiệc, bất luận hắn đi tới nơi nào đều có tiền hô hậu ủng, có nhiều thân sĩ tiến lên chúc rượu vấn an. Có người trẻ tuổi cố tình muốn kết giao nịnh nọt lấy lòng, có những cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy tới chào hỏi gây sự chú ý. Trở thành vương phi của hắn, cùng hắn sánh vai hưởng chung một vinh dự như này, đối với bất cứ người phụ nữ nào cũng đều là một điều hấp dẫn khó có thể chối từ. Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành không thuộc về tuýp phụ nữ như vậy. Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành giống như hai người ngoài cuộc đứng xem, nhìn người khác náo nhiệt chuyện trò vui vẻ. Bọn họ chỉ có nhau. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi, Lệ Khuynh Thành nói. Cô nhìn thấy bên cạnh đại sảnh có một cánh cửa thông ra sân, đó là nơi có một chút sự yên tĩnh hoặc là đó cũng như một phòng riêng để mọi người muốn nói chuyện riêng gì đó với nhau. Tần Lạc hiển nhiên sẽ không từ chối. Ở nơi này, hai người bọn họ hoàn toàn bị các cô lập giữa các thiếu gia, cô nương này. Chưa có người nào lại đây kính rượu nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả một lời chào hỏi cũng không có. Bọn họ rốn như là hai người trong suốt vậy. Nhìn những người đi sau Philip đều là những nhân vật cỡ lớn, cười khổ mà nói, vốn định đến đây kết giao với mấy nhân vật cỡ lớn, nhờ bọn họ đứng ra có lời nói hỗ trợ. Nhưng xem ra bây giờ, chúng ta cũng không phải là được hoan nghênh rồi. Một vòng tròn tử được thành lập khi muốn đi kinh doanh. Đương nhiên, nếu như anh có thể làm cho bọn họ chủ động dùng sức mạnh hỗ trợ chúng ta thì đó lại là một vấn đề khác. Lệ Khuynh Thành cười an ủi. Đáng tiếc tôi không phải là vương tử. Tần Lạc bất đắc dĩ mà nói, cuộc sống chính là thực tế, nếu như chúng ta sinh ra không đúng chỗ, như vậy, nền tảng của bạn cũng yếu đi. Có những người cuộc sống cho đến già con người phải đi những con đường quanh cô. Đương nhiên, cho dù bạn có đi con đường quanh co thì cũng có thể toàn thân bạn cũng không gặp bất cứ tổn thất gì cả. Vương tử có, anh không có. Anh có, vương tử cũng không có. Lệ Khuynh Thành nói, vật gì tôi có mà vương tử không có. Tần Lạc hỏi. Chẳng lẽ hội y thuật của mình, vương tử không có sao? Tần Lạc thầm nghĩ. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Lệ Khuynh Thành nói, cô quay đầu nhìn thoáng qua đám người, Philip giống như hạc đứng giữa bầy gà, không có hâm mộ, không có ghen ghét, dĩ nhiên có một chút điểm cảm thông, rồi nói tiếp, hắn là vương tử, cho nên hắn nhất định chỉ có thể đi kết giao bạn bè theo cách này. Không thể pha trộn, không thể vượt quá giới hạn, không thể khóc cũng không thể cười to. Người mà sống như vậy, anh có thích không? Tần Lạc lắc đầu, hắn cũng bắt đầu có cảm giác được làm vương tử cũng không phải là chuyện hạnh phúc hoàn toàn. Sân rất lớn, là phong cách kiến trúc điển hình theo chủ nghĩa cổ điển, cây cối tươi tốt, đài phun nước đẹp, bên cạnh là bức tượng màu trắng, mọi thứ được xây dựng bổ sung cho nhau, hợp lý một cách hoàn mỹ. Xem ra hôm nay phải ôm thất vọng ra về rồi, Lệ Khuynh Thành nói, thật sự không được sử dụng kế hoạch bức cung. Anh nói xem, nếu như chúng ta thực sự làm như vậy, sẽ gây ra mâu thuẫn. Anh trở về có thể không bị trừng phạt không? Tần Lạc vừa cười vừa nói, Thái Bộ trưởng là người rất nghiêm khắc nhưng cũng là lão nhân cởi mở. Lão biết chuyện gì phải làm, chuyện gì không thể làm. Lão sẽ hiểu những khó khăn của chúng ta. Khó trách lão rất tín nhiệm anh, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Đây là cả hai, Tần Lạc mỉm miệng cười, ý bảo hắn cùng Lệ Khuynh Thành cũng có quan hệ như vậy. Philip nói chuyện một lượt với hết bạn bè xung quanh, sau đó hắn rời đại sảnh. Cùng với lão nhân tóc bạc hướng đến phía sân. Hắn chủ động đi tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, nhìn con ngươi đang phát sáng của Lệ Khuynh Thành, vừa cười vừa nói, Lệ tiểu thư, tôi vẫn đề cử cô nên uống một chút rượu magic. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ nếm thử. Lệ Khuynh Thành gật đầu, thình tình không thể chối từ, cô cũng thật sự không nhất thiết phải chống lại vương tử. Philip nhìn thoáng qua Tần Lạc đang đứng bên cạnh rồi nói, nếu như Lệ tiểu thư không ngại, chúng ta có thể tìm một phòng riêng nói chuyện không? Tôi không muốn, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Lão nhân tóc bạc nhíu mày, có điểm báo trước về sự tức giận. Philip dường như đoán trước được tâm trạng của lão nhân, liền quay đầu nhìn lão lắc đầu, rồi nói, tại sao? Chẳng lẽ Lệ tiểu thư nghi ngờ nhân phẩm của tôi sao? Tôi không có ý đó,
Lệ Khuynh Thành nói, tôi cùng đi với bạn. Hắn không biết tiếng Pháp. Chúng tôi chỉ có hai người, tôi có thể ngồi nói chuyện phiếm với hắn. Tôi không có ở đây, hắn chỉ còn lại có một mình. Ở chốn yến tiệc náo nhiệt như này, hắn chắc chắn sẽ có cảm giác buồn tẻ nhàm chán. Nghe Lệ Khuynh Thành giải thích xong, Philip cười cười mà nói, được rồi. Chúng ta cùng với bạn của cô cùng ngồi một chỗ vậy. Chỉ cần chúng ta ngồi nói chuyện với nhau là tốt rồi. Cảm ơn, Lệ Khuynh Thành có cảm giác cảm kích mà nói. Tuy trong lòng cô đối với người đàn ông này cũng không có tình cảm gì, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn quả thực là một thân sĩ rất lịch sự và am hiểu. Tôi biết, các bạn hình như có gặp chút khó khăn. Philip nhìn Lệ Khuynh Thành đôi mắt cảm thông, vẻ mặt tươi cười nói. Quả thật là như vậy, Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Cô vốn tưởng Philip tìm gặp mình là để nói chuyện tình cảm thường tình. Lại không nghĩ rằng hắn chủ động hỏi về vấn đề khó khăn mà cô đang gặp phải. Quả nhiên, tại Paris, bất luận cho dù có chuyện gì cũng không thể qua mặt được vương tử. Tôi nói như vậy không phải là muốn khoe khoang hay là muốn nhận lại điều gì. Philip dùng từ một cách cẩn thận mà nói tiếp, có lẽ tôi có thể giúp cô được chút ít. Có thật vậy không? Nếu vậy thì thật sự là tốt quá. Tôi cùng với các bạn của tôi thật vô cùng cảm kích. Lệ Khuynh Thành cao hứng nói. Philip gật đầu, nói tiếp, ngày mai tôi sẽ có bữa ăn tối đặc biệt với Lex Scott, lúc đó sẽ cùng hắn bàn bạc về vấn đề của các bạn. Xem có biện pháp nào có thể giải quyết tốt vấn đề này không? Còn về phần quyết định thì thuộc về cộng đồng Âu Minh, cho nên, tôi cũng không chắc chắn lắm. Tôi cũng chỉ muốn nói với cô, tôi sẽ cố gắng. Vâng, có cần chúng tôi làm gì không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Cô chỉ cần chờ đợi tin tức là tốt rồi. Vậy, tôi nên báo đáp ân tình này của anh như thế nào đây? Lệ Khuynh Thành có chút khó nói mở lời. Tôi nói rồi, tôi làm như vậy, cũng không phải là khoe khoang hay là có ý đồ gì đó. Nếu có thể nói, tôi hy vọng sẽ có mối quan hệ hữu nghị với Lệ tiểu thư. Philip tao nhã, lịch sự nói. Cảm ơn, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Đó là niềm vinh hạnh đối với tôi. Vương tử Philip híp mắt cười, lộ ra má lúm đồng tiền đẹp đến mê người. Tần Lạc đứng ở bên cạnh thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng căn bản là hắn không thể xen vào, thậm chí hắn còn không biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Loại cảm giác nghẹn thở này quả thực là không được tốt cho lắm. Tần Lạc thầm hạ quyết tâm, đợi khi người ngoại quốc này đến Trung Quốc, hắn nhất định sẽ chỉ dùng tiếng Trung Quốc xung quanh bọn họ. Tốt nhất là chỉ nói những câu từ thơ phú hay gì đó để cho bọn họ ngay cả có người phiên dịch cũng không dịch được. Biểu ca, anh hãy ở nguyên đó. Một giọng phụ nữ thanh thúy truyền đến. Mấy người xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh, diện mạo xinh đẹp, sắc sảo và tươi trẻ đang tươi cười đi tới. Cô mặc một bộ váy màu trắng, đi một đôi giày da nhỏ màu đỏ, trên tay đeo một bao da màu trắng có hoa văn tơ tằm mỏng, thoạt nhìn trông vô cùng cao quý. Cô ước chừng khoảng 20 tuổi, vóc người nóng bỏng, gợi cảm. Trên mặt vẫn còn hiện những nét trẻ con, khi cô cười rộ lên khiến cho người khác cảm nhận được chút ngây thơ, khờ khạo. Đi phía sau cô là một phụ nữ trung niên mặc một trang phục màu trắng, đeo một kính mắt màu vàng, ngoài ra còn có hai tên vệ sĩ cao lớn đi theo sau hai người như hình với bóng. Chỉ thoáng nhìn cũng đủ nhận ra thân phận phi phàm của hai người này. Philip nhìn thấy cô gái vẻ mặt cũng liền tỏ ra vui mừng nói, Victoria. Em cũng tới đây sao? Biết biểu ca đến Paris, em liền chạy tới đây ngay. Cô gái vừa cười vừa nói tiếp, biểu ca, anh nên gọi em là Cha La Chiên. Hoặc cũng giống như em gọi anh ý, gọi em là Cha La Chiên biểu muội. Được rồi, Cha La Chiên biểu muội, em không phải là đang nghiên cứu ở New York sao? Thế nào mà lại có thời gian đến Paris vậy? Học thì cũng có ngày nghỉ mà, Cha La Chiên cười hì hì mà nói. Cô khẽ gật đầu với lão nhân Kalai đang đứng sau Philip rồi nói, Kalai, chúng ta lại gặp nhau. Kalai xin kiến an công chúa điện hạ. Kalai đấm ngực rồi cúi đầu 90 độ thi hành lễ nghi chào hỏi. Kalai, không cần đa lễ như vậy. Biểu ca không thích, tôi cũng không thích. Cha La Chiên vừa cười vừa nói. Rồi cô hướng ánh mắt nhìn về phía Lệ Khuynh Thành, vẻ mặt vô hại mà hỏi, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn của biểu ca à? Cô ấy là Lệ Khuynh Thành. Philip giới thiệu, Lệ tiểu thư, đây là biểu muội của tôi Cha La Chiên. Lệ tiểu thư là người Đông Dương, Cha La Chiên cười hỏi. Không, tôi là người Trung Quốc, Lệ Khuynh Thành sửa lại cho đúng. Âu, Trung Quốc Cha La Chiên nói tiếp, nhưng nhìn Lệ tiểu thư rất giống người Đông Dương đấy.
Tôi là người Trung Quốc. Lệ Khuynh Thành không biết cô gái này đang nói đùa hay là đang cố ý muốn nói như vậy, vừa cười vừa nói, Đông Dương cũng có mỹ nữ sao? Đương nhiên, tôi với công chúa của Hoàng thất chi tử của Đông Dương là bạn của nhau. Cô ấy rất đẹp, cũng rất tốt, đúng là thoạt nhìn Lệ Tiểu Thư cũng là một phụ nữ rất có mị lực. Cảm ơn, công chúa đã quá khen. Lệ Khuynh Thành không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh mà nói. Cuối cùng Cha La Chiên mới nhìn đến Tần Lạc đang đứng trong góc mà lên tiếng hỏi, vị tiên sinh này là. Hắn là bạn của tôi, Tần Lạc. Xin công chúa thứ lỗi, hắn không hiểu tiếng Pháp. Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc là người Trung Quốc. Tần Lạc mặc trường bào. Sao tôi lại có cảm giác hắn rất quen thuộc nhỉ? Cha La Chiên nghĩ tới một người nào đó mà nói. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, lúc này cô nói bằng tiếng Trung Quốc. Em biết Tần Lạc tiên sinh sao? Philip kỳ lạ hỏi. Nếu như chính là thầy thuốc thần kỳ người Trung Quốc kia. Như vậy, em đã nhìn thấy hắn trên TV. Cha La Chiên vừa cười vừa nói, Tần Lạc tiên sinh, có phải tháng trước anh vừa qua Hàn Quốc không? Đúng vậy, Tần Lạc, nghe được tiếng mẹ đẻ thật là thoải mái. Như vậy là, anh cùng với người Hàn Quốc so đấu y thuật phải không? Đúng vậy, Tần Lạc nói lần nữa. Âu, công chúa vẻ mặt vui sướng nói, Helen được cứu rồi. Tần Lạc tiên sinh, hãy cứu Helen. Helen, Tần Lạc hỏi. Chương 499, rèm pha. Đúng vậy, cô ấy tên là Helen. Anh không thể tưởng tượng được cô ấy xinh đẹp như thế nào đâu. Cha La Chiên nhớn đôi mắt tinh danh mà nói. Từ vẻ mặt của cô có thể khiến người ta biết được Helen quả thực là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Vậy bạn của cô, Helen mắc phải bệnh gì? Không biết, đột nhiên cô ấy không ăn gì cả. Ngày càng gầy còm đi, tôi rất lo lắng cho cô ấy. Tôi đã tìm rất nhiều thầy thuốc đến khám bệnh cho cô ấy, cũng uống thuốc, nhưng bệnh trạng của cô ấy vẫn không hề giảm bớt. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tần Lạc hỏi, hắn đã đánh giá người phụ nữ này có lai lịch không hề bình thường, nếu như giúp cô ta chữa khỏi bệnh cho bạn của cô ta. Thì có lẽ thuốc trung y sẽ có thể lưu hành ở châu Âu sẽ có phần được bảo lãnh hơn nhiều. Tình bạn, trước tiên phải nói chuyện mới có cảm tình. Âu, cô ấy ở Anh Quốc, tôi không biết lại được gặp thần y ở đây. Nói cách khác, tôi sẽ cho người đưa cô ấy tới đó ngay. Tôi thành khẩn mong muốn Tần Lạc tiên sinh đi một chuyến tới London, xin hãy giúp tôi cứu Helen. Cha La Chiên vẻ mặt chân thành cầu khẩn mà nói. Xem ra, tình cảm của cô đối với Helen vô cùng sâu nặng. Đi London sao? Tần Lạc nhìn sang Lệ Khuynh Thành rồi nói tiếp, thật sự rất xin lỗi. Tôi tạm thời chưa thể đi ngay được, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm ở Paris, nếu như có thể, cô hãy đưa bạn của cô tới Paris. Âu, như vậy sao có thể được chứ? Helen bây giờ cơ thể suy yếu như vậy, cô sao có thể ngồi tàu đi xa như vậy được chứ? Có thể ngồi máy bay mà, Tần Lạc vừa cười vừa nói, cô gái này thật không có đầu óc. Máy bay so với đi tàu chẳng phải thời gian ít hơn rất nhiều sao? Không được, Helen không thể ngồi được trên máy bay. Cha La Chiên làm khó. Tại sao, chẳng lẽ bệnh nghiêm trọng đến vậy sao? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Tiên sinh, anh đã bao giờ thấy con ngựa nào ngồi trên máy bay chưa? Cha La Chiên nói. Con ngựa. Tần Lạc mở to hai mắt nhìn, đầu óc như quay cuồng, hỏi lại, Helen là một con ngựa. Đúng vậy. Nó cũng là người bạn thân thiết của tôi. Cha La Chiên gật đầu nói. Chưa gặp mặt anh không biết nó xinh đẹp đến cỡ nào đâu. Tính cách lại rất dịu dàng, bất luận tôi có vuốt ve như thế nào, cho tới giờ cô ấy cũng không bao giờ từ chối tôi. Theo như lời cô gái nói thì Helen dĩ nhiên là một con ngựa cái rất xinh đẹp sao. Tần Lạc có cảm giác như dở khóc dở cười, cảm giác cô gái này thật ngu ngốc khi nghĩ hắn là một bác sĩ thú y. Xin lỗi, tôi chỉ là y nhân, không biết y mã. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Anh không phải là thầy thuốc rất danh tiếng sao? Hơn nữa, tôi đã xem từng trận đấu của anh qua TV. Thầy thuốc Hàn Quốc so với anh còn thua xa, sao anh lại không biết y mã được? Cha La Chiên tỏ vẻ thất vọng nói. Tôi nói rồi, tôi chỉ biết y nhân, không biết y mã. Tần Lạc nói lại lần nữa. Giọng nói phát ra một cách lạnh lùng. Chỉ cần anh có thể giúp tôi chữa khỏi bệnh cho Helen, tôi đồng ý trả phí chữa bệnh cao. Tiểu thư. Chuyện đó và tiền không liên quan gì đến nhau. Tần Lạc nhìn vào cặp mắt màu lam xinh đẹp của Cha La Chiên mà nói, tôi không biết con ngựa của cô mắc bệnh gì, nhưng tôi biết cô mắc bệnh gì. Cái gì, tôi cũng có bệnh sao? Cha La Chiên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu khẳng định.
Tôi có bệnh gì chứ? Chứng bệnh đại não thần kinh gián tiếp rối loạn tổng hợp. Tần Lạc nói. Đó là bệnh gì? Cha La Chiên tỏ vẻ mặt mờ mịt hỏi. Cô chưa từng nghe tới căn bệnh đó. Lệ Khuynh Thành nghe thấy Tần Lạc nói ra tên bệnh đó liền mỉm cười, hơi nhếch khóe miệng nhưng không cười ra thành tiếng. Loại bệnh này có tên rất đặc biệt. Hai tròng mắt của Tần Lạc có chút nheo lại rồi nói tiếp, bệnh thần kinh. Anh dám sỉ nhục công chúa Điện Hạ tôn kính của chúng tôi sao? Người phụ nữ trung niên đứng cạnh Cha La Chiên giận dữ quát lên. Tiếng Trung Quốc của bà tốt hơn nhiều, từng chữ một rất rõ ràng, không hề vướng mắc. Là do công chúa Điện Hạ tôn kính đã sỉ nhục bạn tôi trước. Lệ Khuynh Thành tiếp lời. Đánh nhau loại chuyện này đàn ông dường như rất am hiểu. Còn mắng chửi loại chuyện này thường nhường cho phụ nữ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hắn phải xin lỗi công chúa Điện Hạ của chúng ta. Có tha thứ hay không thì cần phải xem tâm trạng của công chúa. Người đi theo bên cạnh công chúa phụ trách xử lý những chuyện hàng ngày của công chúa, để bảo vệ danh dự và sự tôn nghiêm của hoàng thất. Không bao giờ có chuyện đó. Lệ Khuynh Thành dứt khoát cự tuyệt một cách lưu loát. Nếu cô ấy không có ý định xin lỗi bạn tôi trước, thì bạn tôi cũng sẽ không xin lỗi cô ấy. Cả hai người đều phải cùng xin lỗi đối phương. Hoặc là cả hai người cùng không xin lỗi. Không, hắn phải xin lỗi, người phụ nữ nói, rồi xoay người sang dùng tiếng Anh nói gì đó với hai vệ sĩ. Hai gã vệ sĩ mặc đồ đen ánh mắt giận dữ đi nhanh về phía Tần Lạc. Tần Lạc tiến lên phía trước che chắn cho Lệ Khuynh Thành, chuẩn bị nghênh đón đối phương có khả năng sẽ tấn công. Dừng tay, Philip nhìn thấy hai bên sắp sửa xảy ra xung đột, liền lên tiếng điều đình. Khi hai gã vệ sĩ nhận ra vương tử Philip, nghe được lời hắn nói với vẻ mặt uy nghiêm, khiến cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm như thế nào. Vương tử Philip, ngài cũng vừa nghe rồi đấy. Hắn đã nhục mạ công chúa Victoria của chúng ta, cũng là làm bẩn danh dự hoàng thất của chúng ta. Chúng ta nhất định cần phải lấy lại công đạo cho công chúa. Nếu không, uy tín của vương thất sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù tiếng chúng tôi không thuần thục cho lắm, nhưng ý các người nói tôi khá rõ. Thật khó. Các cô đều là bạn của tôi. Các bạn mà bị thương trong buổi yến tiệc của tôi, sẽ làm tôi thấy rất áy náy. Hơn nữa, đó cũng không phải là biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề khôi phục danh dự của Cha La Chiên. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, có phải không? Philip nói tiếng Anh, Cha La Chiên, cô thấy sao? Philip biểu ca, anh thấy nên làm như thế nào? Mẫu thân của em là cô anh, em nghĩ, anh sẽ không làm danh dự của bà bị hao tổn. Khuôn mặt nhỏ của Cha La Chiên hơi xị xuống mà nói. Philip gật đầu với cô rồi quay sang nhìn Lệ Khuynh Thành mà nói, Lệ tiểu thư, lời nói của tôi, cô có thể phiên dịch lại cho bạn của cô nghe được không? Không vấn đề gì, Lệ Khuynh Thành nói tiếp, nếu như anh có thể nói chuyện trực tiếp với hắn bằng tiếng Trung thì tiện hơn. Tôi cũng muốn vậy, nhưng tôi, học không có giỏi tiếng Trung nên nói không rõ. Philip nói, tôi hiểu, Lệ Khuynh Thành nói. Có rất nhiều người ngoại quốc thích học tiếng Trung, nhưng khi nói ra thì trừ bản thân họ ra không ai hiểu là ý gì cả. Philip tỏ vẻ cảm kích, sau đó nhìn Tần Lạc mà nói, Tần Lạc tiên sinh, làm một thân sĩ, tôi rất hiểu cảm giác của anh muốn Cha La Chiên phải xin lỗi. Nhưng cô ấy là con gái, cũng là một người có thân phận hoàng thất. Anh dùng lời nói tấn công trực tiếp như vậy, sẽ khiến cô ấy muốn làm mọi chuyện phức tạp lên. Trong trái tim của mỗi thành viên hoàng thất thì danh dự hoàng thất cao hơn tất thảy mọi thứ. Là một người dân bình thường xin lỗi công chúa của hoàng thất, đó là chuyện đương nhiên. Dù vậy, đó cũng là điều mà nhiều người mơ ước, chẳng lẽ để công chúa của hoàng thất đi xin lỗi một người dân bình thường sao? Philip đưa ra quyết định như vậy, không phải là hắn muốn bênh vực Cha La Chiên, mà là trong tiềm thức của hắn cũng không đi lệch hướng tư tưởng vương thất, lệch hướng hoàng quyền cao quý là điều không thể xâm phạm. Tôi nói rồi, không thể có chuyện này. Lệ Khuynh Thành không phiên dịch lại những lời vừa rồi của Philip cho Tần Lạc nghe mà chính mình đã thay mặt Tần Lạc từ chối thẳng thừng. Tại sao? Philip nói, đàn ông chủ động xin lỗi phụ nữ, điều này cũng không phải là chuyện gì xấu mà. Ở châu Âu, chúng tôi gọi là thân sĩ phong độ. Tần Lạc tiên sinh chẳng phải là một thân sĩ sao? Tôi không cần biết hắn có phải là một thân sĩ hay không, tôi chỉ quan tâm hắn có sai hay không thôi. Lệ Khuynh Thành phản bác lại lời Philip, nếu như là hắn có lỗi, tôi sẽ giục hắn đến xin lỗi. Thậm chí tôi sẽ nguyện ý thay hắn nói lời xin lỗi. Nhưng lúc này đây, tôi kiên quyết từ chối. Lệ Khuynh Thành thoáng nhìn Tần Lạc, rồi nói tiếp, các người không hiểu được, nghề thầy thuốc này đối với hắn có ý nghĩ như thế nào.
Công chúa đã mạo muội mời hắn đi điều trị cho một con vật mình sủng ái, khác nào nói thầy thuốc trung y là bác sĩ thú y. Hắn công kích công chúa là nhục mạ, chẳng lẽ hành vi đó của công chúa không phải là đánh trúng vào sự tôn nghiêm trong nghề nghiệp của người khác sao? Tôi vô cùng khâm phục hắn, cho đến bây giờ mà vẫn có thể nhẫn nại như vậy mà không tức giận. Đó đơn thuần chỉ là tâm tư của công chúa điện hạ thôi. Cô ấy tưởng rằng một thầy thuốc ưu tú giống như vạn năng, có thể điều trị tốt cho loài người thì hiển nhiên cũng có thể điều trị tốt cho loài vật. Hơn nữa, chưa có người nào coi Helen là một con vật. Đó là bạn thân thiết của công chúa điện hạ. Có lẽ, cô ấy phỏng chừng những y thuật của vị tiên sinh này, điều này có gì là sai đâu. Là một thân sĩ hiểu lễ nghi mà công kích một nữ sĩ bằng ác ngữ như vậy, đó là một hành vi không có phong độ, là loại hình không được hoan nghênh nhất trong buổi yến tiệc. Bét nhìn vương tử Philip, nói chính nghĩa, vương tử Philip, anh cũng vừa chứng kiến thái độ không lễ phép của bọn họ rồi. Tôi nghĩ, cần phải giáo huấn cho những người Trung Quốc cuồng vọng tự cao tự đại không biết lễ nghi này một bài học. Anh có thể làm bộ không nhìn thấy chuyện này, chúng ta sẽ có thể tự giải quyết. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành rất tán thành gật đầu nói, vương tử Philip, anh có thể làm bộ không chứng kiến tất cả chuyện này. Tiếp đó, cô xoay người, giơ tay cho Bét một bạt tai vào mặt. Bốp! Âm thanh đó vang lên khiến tất cả mọi người như rơi vào giấc mộng. Mặc dù Beth đã cũng đã từng có kinh nghiệm trải qua những cảnh vô cùng tồi tệ rồi, nhưng trong lúc này đây, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Mọi người cũng không thể nào tiếp nhận được sự thật vừa xảy ra. Một phụ nữ bình thường, vậy mà cũng dám đánh người trong vương thất. Kỳ thật, việc này chúng ta có thể tự giải quyết. Lệ Khuynh Thành nói, cô không sợ bị đưa ra tòa án sao? Cha La Chiên biểu hiện ra rất bình tĩnh nhưng thật ra trong giọng nói của cô rõ ràng có chút run rẩy. Trợ thủ bên cạnh mình bị tát vào mặt, cũng chẳng khác nào chính cô ta bị tát vào mặt. Bị sỉ nhục như vậy, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ trải qua. Tôi tên là Lệ Khuynh Thành, Lệ tức là lợi hại, Khuynh Thành tức là nghiêng nước nghiêng thành. Đối với các người mà nói, tôi rất dễ dàng có thể sưu tầm tất cả các tư liệu. Còn tôi thì là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường có tiếng xấu. Tôi không sợ ra trước tòa án, như vậy cũng chỉ là một lần nữa làm gia tăng danh tiếng xấu của tôi mà thôi. Nhưng các người thì khác, tôi nghĩ, chuyện công chúa điện hạ cao quý bảo thầy thuốc làm bác sĩ thú ý mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ là chuyện rèm pha nhiều nhất cho vương thất các người sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 500, hắn không phải vương tử, anh mới là vương tử. Đúng vậy, vương thất thì không cho phép những tin tức như vậy truyền ra ngoài. Không có người nào trách cứ, bàn tán nhiều về một người phụ nữ có tiếng xấu không biết lễ nghi, bởi vì mọi người cảm thấy điều đó là tố chất của cô ta. Còn so sánh với giới thượng lưu, việc mắng chửi, nói thô tục dường như là đặc quyền duy nhất của người bình thường. Nhưng bọn họ sẽ trách cứ công chúa đã không giữ gìn tốt phong độ và lễ nghi của hoàng thất, rồi sẽ nhạo bang cô ngu muội không biết gì. Lệ Khuynh Thành đoán chắc bọn họ sẽ nghĩ đến chuyện đó. Cho nên cô mới đột nhiên có một cái bạt tai dứt khoát như vậy, để không cho họ có đường lui nữa. Cha La Chiên không bảo vệ sĩ lập tức động thủ, mà nhìn sang phía Philip mà nói, biểu ca, nguyên do mọi chuyện anh cũng thấy rồi đấy, anh hẳn là biết xử lý như thế nào chứ. Chuyện này, Philip cũng trở nên khó xử. Hai bên không ai chịu ai, hơn nữa, Lệ Khuynh Thành lại động thủ đánh người. Hắn đúng là muốn theo đuổi Lệ Khuynh Thành, nếu cần phải nói thẳng ra là hắn rất muốn lấy lòng cô. Nhưng bây giờ công chúa đang vào thế bất lợi, hắn sao có thể làm gì để Cha La Chiên xin lỗi Lệ Khuynh Thành được. Rõ ràng giải quyết chuyện này thật khó khăn, nói chung là chỉ có thể nói đạo lý mới xong. Em biết biểu ca rất khó xử Cha La Chiên như là một tiểu cô nương có thiện ý giải quyết cất lời, vậy em sẽ không quấy rầy nữa. Cô thậm chí cũng không nhìn lại Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, nói với Philip một câu sau đó liền mang theo tùy tùng của mình đi ra ngoài. Beth mặc dù trong lòng không phục. Nhưng là do phải theo chủ nhân nên bà cũng không thể làm khác được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Khuynh Thành một cái rồi bước nhanh đuổi theo Cha La Chiên. Ra khỏi 1993, một chiếc xe Bingley màu đen chậm rãi mở cửa, Cha La Chiên ngồi vào trong xe, vẻ mặt xinh đẹp hồn nhiên tươi cười đã lập tức biến mất. Tôi muốn biết tất cả thông tin về bọn họ, Cha La Chiên vẻ mặt âm trầm nói. Công chúa, chuyện này bỏ qua như vậy được sao? Tôi không nghĩ đến một cái tát. Nhưng mà tôn nghiêm của hoàng thất không thể bị xâm phạm. Beth tỏ vẻ phẫn nộ nói. Vậy cô bảo tôi nên làm gì bây giờ? Cha La Chiên lạnh giọng hỏi, thông báo cảnh sát Paris đến bắt bọn họ lại,
sau đó tôi và tên của bọn họ sẽ cùng được lên trang đầu của báo chí, để rồi tôi sẽ bị ghê tởm, các biểu huynh muội nhạo báng là chỉ biết giả bộ thanh cao, giả bộ yêu nhã sao. Bét không lên tiếng, cũng không dám lên tiếng nói chuyện này nữa. Bà biết rằng công chúa đáng cố kìm nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Đột nhiên Cha La Chiên nở nụ cười, rồi nói, nhưng lần này tới đây quả thực không sai, xem ra, biểu ca rất thích ả gái điếm kia. Nếu không anh ấy đã không khó khăn trong việc ra quyết định như vậy. Như vậy sao được, ngài nên lấy công chúa là hôn phu mới đúng chứ? Bét nói phụ họa theo. Bét, cái bạt tai lúc này đã không uổng phí. Bây giờ tôi đã kích động sự tức giận của cô ta, khiến cho cô ta không khống chế được bản thân mà làm ra những hành vi thô tục không chịu nổi như vậy, cũng sẽ làm cho biểu ca nhìn thấy hình ảnh xấu của cô ta. Tôi nghĩ rằng, bây giờ hẳn là biểu ca đã biết người nào mới là người thích hợp làm thê tử của người. Một phụ nữ như vậy không thể bước vào cánh cửa của vương thất, cũng không thể trở thành trợ thủ đắc lực cho người được. Vương tử Philip là một người thông minh, ngài đi lạc đường sẽ biết cách quay lại. Bét nói, ngài sao lại có thể thích loại phụ nữ bạo lực dã man như vậy được chứ? Mặc dù hắn muốn làm như vậy thì vương thất Thụy Điển cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy, Cha La Chiên gật đầu nói tiếp, tôi nghĩ, cậu và mợ cũng có thể đã có một phần thông tin có liên quan đến người phụ nữ kia rồi. Còn chuyện xảy ra tối hôm này tốt nhất cũng nên được truyền đến tai cữu mẫu. Đương nhiên, chuyện này không phải tôi làm, cũng không phải cô làm. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ, tôi biết phải làm như thế nào. Bét cung kính nói, tôi sẽ thông qua Liu A để truyền đạt chuyện này tới Vương hậu Lua Di Chiên. Bà ấy chắc chắn sẽ ngăn cản vương tử kết giao với người phụ nữ đó. Cha La Chiên rất hài lòng với cách xử lý của Bét, nhìn cô mà nói, trả thù cô ta có trăm cách, bắt bớ bọn họ không nghi ngờ gì đó là cách ngu xuẩn nhất. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ đã suy nghĩ thật chu toàn, Bét nịnh nọt. Còn nữa, bảo người điều tra luôn cả mục đích bọn họ đến nước Pháp lần này nữa. Bất luận bọn họ có ý đồ gì, tôi đều phải khiến bọn họ phải thất vọng mà ra về. Vâng, thưa công chúa Điện Hạ. Sau khi Cha La Chiên rời đi, Lệ Khuynh Thành cũng hướng đến cáo từ vương tử Philip, cảm tạ vương tử Philip đã có thịnh tình mời. Tôi rất vinh hạnh khi được tham gia buổi yến tiệc tối nay. Rượu brandy hương vị rất ngon, tôi rất thích. Chúng tôi đến đây đã đem lại nhiều rắc rối cho vương tử Philip, xin được thứ lỗi nhiều lần. Xin lỗi ngài. Vương tử Philip ôn hòa cười nói, tôi nói rồi, mong muốn của tôi là được làm bạn với cô. Nếu như cô coi tôi là bạn của cô thì sẽ không phải nói những lời như vậy. Dừng lại một chút rồi vương tử nói thêm, nói chung, sau khi nói những lời khách sáo như vậy, tôi có thể có vinh hạnh được đưa cô trở về không? Lệ Khuynh Thành thản nhiên cười nói, cảm ơn. Không cần đâu, tôi cùng bạn của tôi muốn đi bộ trên đường một chút, nhân tiện ngắm cảnh đêm của Paris một lần. Đúng vậy, cảnh đêm ở Paris quả thật là một trong những cảnh sắc đẹp nhất trên thế giới. Các bạn không nên bỏ qua. Hẹn gặp lại, Lệ Khuynh Thành nói. Hẹn gặp lại. Hy vọng còn có cơ hội gặp lại Lệ tiểu thư, Philip nói. Tần Lạc cũng cười cười từ biệt Philip, sau đó cùng sánh vai với Lệ Khuynh Thành rời đi. Bọn họ thực sự là quan hệ bạn bè sao? Philip nhìn bóng người đẹp rời đi, như nói với một người nào đó. Đúng vậy, chúng ta thu thập thông tin là như vậy. Cơ thể cố gắng đứng thẳng Kalai nói, hơn nữa, bọn họ cùng hợp tác sáng lập nên một công ty hóa mỹ phẩm rất có danh tiếng ở Trung Quốc. Tần Lạc tiên sinh, hắn đã có vợ. Chỉ là, cô ấy luôn bảo vệ hắn làm cho người ta phải nghi ngờ. Philip hoang mang nói. Đúng vậy, Kalai nói, cử chỉ của cô ấy rất thô bạo, không thích hợp là vương phi. Kalai, ông già rồi, không biết cách cảm nhận về phụ nữ rồi. Philip cười ha ha nói tiếp, chẳng lẽ ông không nhận thấy gì sao? Điệu bộ của cô ấy khi đánh người trông không phải là rất đáng yêu sao? Hơn nữa, cô ấy rất thông minh, đánh công chúa mà không hề có chuyện gì. Trên thế giới này hỏi có mấy người làm được chuyện đó chứ? Công chúa Victoria rất tức giận, Kalai nhắc nhở vương tử. Đúng vậy, Philip nói tiếp, vì vậy, hành trình của bọn họ ở châu Âu tất sẽ không được thuận lợi. Vương tử vẫn đang muốn giúp đỡ họ giải quyết vấn đề thuốc trung y sao? Đương nhiên, tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, sao có thể thất ước chứ? Kalai, hãy hẹn giúp ta. Thị trưởng tiên sinh tối mai sẽ tới đây ăn cơm. Đã đồng ý nhưng tôi có chút việc riêng nên muốn nhờ ông. Được, thưa vương tử điện hạ, Kalai khom người đồng ý. Nói về bảng xếp hạng cảnh đẹp về đêm trên thế giới thì đứng ở vị trí thứ nhất là Las Vegas của nước Mỹ,
đứng thứ hai là Paris của nước Pháp. Paris ban đêm được gọi là chốn hưởng thụ của thế giới. Paris thực sự là một bông hoa, không chỉ có ban ngày hào hoa tuyệt đối, một cô gái tuyệt mỹ, mà suốt đêm ánh sáng cũng tỏa ra bốn phía, xa hoa lộng lẫy. Các cửa hàng ở Paris chỉ kinh doanh đến chừng 7 giờ tối, đối với những đôi nam nữ có thói quen mua sắm buổi tối thì quả thực đây là một đại cực hình. Nhưng chỉ cần bạn sẵn sàng tới đây, đem thân thể mình hòa vào với chuyển động của thành phố thì bạn sẽ thấy ngay sự quyến rũ của nó. Paris sắc trời bụi mưa lất phất, nhưng với vô số ngọn đèn phát sáng như ban ngày. Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành tay trong tay đi trên đường cái với ánh đèn đường huy hoàng, không tiếng động, cảnh vật xung quanh như một bức tranh tuyệt mỹ lưu giữ mãi mãi trong ký ức con người. Đi, tôi đưa anh đến một nơi. Lệ Khuynh Thành nắm chặt tay Tần Lạc, giơ tay vẫy một chiếc taxi. Đi đến đâu? Tần Lạc hỏi. Cứ đi sẽ biết, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Sau đó cô dùng tiếng Pháp để chỉ nói địa điểm cần đến với tài xế. Xe taxi dừng lại tại một quảng trường, cách quảng trường đó không xa có một tòa cao ốc đứng sừng sững giữa trời xung quanh phảng phất những đám mây ẩn hiện. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn ra xa hết tầm mắt mà cảm nhận. Đây là nơi nào vậy? Tần Lạc hỏi. Tòa tháp Montparnasse, Lệ Khuynh Thành đứng bên cạnh Tần Lạc giải thích tiếp. Hãy quên đi những gì đọc được ở những cuốn sách của Trung Quốc viết du lịch Paris, nói rằng đứng ở chỗ cao mà thưởng thức Paris vào ban đêm, đó là cảnh đẹp nhất thế giới. Paris rất ít những nơi cao nhất ở đây là tháp Eiffel, nhưng mà đến đó rất phức tạp, phải mua vé, rất nhiều người, nhiều đoàn, phải xếp hàng chờ thang máy, đó là một sự lãng phí. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta leo lên đỉnh tháp Eiffel thì không thể nhìn thấy được cảnh đẹp của tháp. Cho nên, chúng ta nên lựa chọn đến tháp Montparnasse. Lệ Khuynh Thành nhìn tòa tháp trước mặt, hào hùng, cao ngất mà nói, đi. Chúng ta cùng đi xem nào. Được, Tần Lạc trả lời. Tòa tháp Montparnasse được mệnh danh là kiến trúc xấu nhất của Paris, cho nên, chỗ này khách du lịch đến ngắm cảnh cũng không nhiều. Hai người rất dễ dàng mua được tấm vé qua cửa. Sau đó, đi thang máy lên thẳng tầng thứ 19 là đỉnh tòa tháp. Đứng trên mái nhà tòa tháp, đầu chạm mây, chân đạp gió, có cảm giác như mình đang leo được đến nơi cao nhất của thế giới vậy. Hướng trông ra xa, cả thế giới thu về trong đáy mắt. Luồng ánh sáng của ngọn đèn mở ra một loạt những cảnh đẹp trông giống như một con rồng vậy, bảo tàng Louvre, quảng trường Play màu vàng, lăng mộ của Napoleon bên trong giáo đường quốc gia, du thuyền trên sông Sen, cầu Alexander III hiện ra, đẹp không sao tả xiết. Lạnh không? Tần Lạc nhìn bộ váy mỏng mà Lệ Khuynh Thành đang mặc trên người mà hỏi. Không lạnh, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Vừa mới đánh người xong, nhiệt huyết của tôi bây giờ vẫn còn đang trào sôi đây. Không ngờ rằng đột nhiên cô lại ra tay như vậy. Hơn nữa, lại còn đánh thành viên của vương thất nữa. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hành động của cô luôn khiến cho người khác khó đoán trước được, nhưng trong lòng Tần Lạc hiểu rõ, Lệ Khuynh Thành là vì muốn bảo vệ hắn nên mới làm như vậy. Tôi nói rồi, tôi là người phụ nữ có tiếng xấu. Cô ta là công chúa. Là canh vàng lá ngọc thì sẽ không chấp nhặt với tôi. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói tiếp, đứng phải thấp hơn người một chút, ra tay phải tàn nhẫn hơn người một chút, như vậy mới có thể sống lâu được hơn một chút. Tôi chưa bao giờ bắt nạt những người có cuộc sống khốn khó hơn so với mình, bởi vì bọn họ quá yếu đuối, cho nên, với những người hơn chúng ta, họ cũng có thể bỏ qua cho chúng ta. Từ chối một vương tử, có phải cần nhiều dũng khí lắm không? Tần Lạc nhìn hàng nghìn. Hàng vạn ngọn đèn dầu đang chiếu rọi trước mặt tỏa ra bốn phía xung quanh hai người, lên tiếng hỏi. Anh nghe và hiểu chúng tôi nói chuyện gì sao? Lệ Khuynh Thành kinh ngạc hỏi. Cô cùng với Philip nói chuyện bằng tiếng Pháp, mà Tần Lạc thì không biết tiếng Pháp. Tôi nhìn vào mắt hắn là đã hiểu rồi. Tần Lạc trả lời. Hơn nữa, tôi đã đọc qua rất nhiều bộ sách tâm lý học, một người đàn ông nếu như không có tình cảm tốt đối với một người phụ nữ thì hắn sẽ không cố gắng thể hiện điều gì đó ra bên ngoài. Lệ Khuynh Thành cười cười rồi nói, người với người thì luôn khác nhau. Có một số người khát vọng danh tiếng, nhưng với tôi lại không có chút hứng thú gì về điều đó. Hơn nữa, anh xem tôi có thể làm một vương phi được sao? Không giống, Tần Lạc trêu chọc mà nói tiếp, vương phi sẽ không tùy tiện ra tay đánh người. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành cũng lấy giọng trêu tức ra nói, hơn nữa. Nếu như tôi mà làm vương phi thì cũng làm vương phi của anh thôi. Trong lòng tôi, hắn không phải là vương tử, anh mới chính là vương tử. Chương 501, đội uyên ương trên độ cao 209 mét. Có một ngôi sao băng vụt qua bầu trời,
tựa như thượng đế vừa mới thắp sáng một ngọn nến lung linh huyền ảo vậy. Vệt sáng kéo dài trong không trung, vẽ lên một đường cong vô hạn, chiếu sáng những cặp mắt của vô số người còn thức trong đêm. Nhưng, hai người ngồi trên tầng thượng thì lại không bị thu hút bởi vệt ánh sáng đẹp mê hồn đó. Bởi vì giờ đây trong mắt bọn họ thì người bên cạnh mới là thứ thu hút mình nhất. Tần Lạc nhìn dán mắt nhìn vào Lệ Khuynh Thành, còn Lệ Khuynh Thành thì cũng không rời khỏi đôi mắt của Tần Lạc. Trên khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành là một nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng mà yên ả, còn Tần Lạc thì lại nghiêm túc đến lạ thường. Em nói đùa đấy, Lệ Khuynh Thành liếm liếm đôi môi có phần khô khốc của mình rồi cười nói. Gió trên tầng thượng to quá, khiến cho lớp nước bên ngoài cùng của da bốc hơi một cách nhanh chóng. Hai người bọn họ đều cảm thấy mặt mình căng cứng ra. Không phải, Tần Lạc nói. Đúng là như vậy, Lệ Khuynh Thành nói, anh có chỗ nào giống hoàng tử cơ chứ? Hoàng tử làm gì có chuyện như anh thế này? Đã không thông thạo ngoại ngữ, lại còn không hiểu phép tắc lịch sự trong bàn ăn, không nói ra được nơi sản xuất và năm tuổi của rượu vang, lại còn không có phong độ. Gạch dưới anh làm sao có thể là hoàng tử được chứ? Có là vương tử hay không thì đâu có liên quan đến mấy thứ này. Tần Lạc đính chính, nếu em cho người đó là vương tử thì người đó chính là vương tử, còn khi em không cho người đó là vương tử thì tất nhiên người đó sẽ không phải rồi. Lệ Khuynh Thành thấy Tần Lạc ngoan cố như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lại một lần nữa nhìn vào mắt nhau, nhưng đều không ai thốt lên câu nào. Anh đang ép em, Lệ Khuynh Thành nói. Em cũng đang ép anh đó, Tần Lạc nói. Được rồi, em thừa nhận, anh là vương tử, thế thì làm sao chứ? Lệ Khuynh Thành cười hỏi, hỏi xong mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Vương tử có thể hôn công chúa phải không? Tần Lạc hỏi, hắn không phải là một người đàn ông biết biểu đạt ý mình, nhiều khi, hắn không tài nào nói ra được những lời ngọt ngào làm cho phụ nữ phải sung sướng. Khi ở bên cạnh Lệ Khuynh Thành thì người phụ nữ này luôn có khả năng đốt cháy ngọn lửa dục vọng thầm kín vốn nằm sâu trong người hắn. Hắn thấy mình nên điên cuồng một lần thế này mới đúng. Em không phải là công chúa. Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, em là nữ vương, là mẹ của vương tử, gạch dưới anh muốn hôn mẹ của anh sao? Tùy em, Tần Lạc giơ tay ra ôm lấy Lệ Khuynh Thành, đưa đầu về phía trước nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng. Khô lạnh lại mỏng manh, nhưng lại có một mùi hương quyến rũ mềm mại của một người phụ nữ thực sự. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc hôn Lệ Khuynh Thành, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn hôn nàng mà không đem theo bất kỳ dục vọng nào kèm theo. Đôi khi, nàng luôn đặt mình ở vị trí của một người khiêu chiến. Nàng làm cho người đàn ông nhỏ bé trước mặt này trong đầu tràn đầy sự tưởng tượng, làm cho thân thể hắn sục sôi không kiềm chế được bản thân. Gạch dưới nàng làm cho người đàn ông sản sinh vô số mộng tưởng, nhưng nàng lại không cho người đàn ông không gian riêng để suy ngẫm. Nàng tấn công dồn dập, ép cho người đàn ông phải lùi dần lại phía sau, bại trận như nước vỡ bờ, vì vậy mà người đàn ông liền quên luôn cả chuyện suy nghĩ về quan hệ thực sự giữa hai người. Con trai ngoan, cái hôn của con làm cho mẹ thoải mái quá chừng. Lệ Khuynh Thành hơi ngửa đầu về đằng sau, tách rời khỏi miệng của Tần Lạc một khoảng cách rồi mới cười hì hì nói. Tần Lạc ôm chặt nàng vào lòng, dí sát toàn thân nàng vào ngực mình, sau đó hôn lấy được lên đôi môi nàng. Lệ Khuynh Thành cuối cùng đáp lại một cách nhiệt liệt. Trên độ cao 209 mét, từ tầng thượng của tòa lầu này nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả thành phố Paris, trên đó có một đôi uyên ương đang say đắm bên nhau. Bốp bốp bốp. Đột nhiên vào lúc này, có một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau lưng. Hôn nhau trên độ cao 209 mét, thật là lãng mạn. Em cũng muốn, lát nữa chúng ta cũng làm thế đi, gạch dưới có thể chụp hình lưu niệm nữa. Ha ha, hai người cứ tiếp tục đi, cứ tự nhiên, gạch dưới hai người là người Trung Quốc phải không? Chúng ta là đồng bào mà. Thì ra, trong lúc hai người đang ngây ngất bên nhau, thì có một đôi khác trong một nhóm du lịch cũng muốn lên trên cao ngắm nhìn thành phố Paris về đêm. Không những thế còn trùng hợp ở chỗ, đó là bọn họ cũng là người Trung Quốc. Gặp đồng hương ở một nơi xa xôi thế này, tất nhiên là sẽ thấy thân mật hơn một chút rồi. Lệ Khuynh Thành đẩn Tần Lạc ra, thoát khỏi vòng tay của hắn, rồi lườm hắn một cái, nói, anh biết bọn họ lên đến đây từ nãy rồi phải không? Bởi vì Tần Lạc đối mặt với cửa thang máy. Vì vậy mà nếu có người đi đến thì hắn không thể nào không biết được. Vì anh thấy em nhập tâm quá nên không muốn lên tiếng làm phiền. Tần Lạc cười nói. Anh càng ngày càng lưu manh. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, anh có nhớ khi anh vừa mới tới Yến Kinh thì như thế nào không? Cứ nói chuyện với người khác là mặt anh lại đỏ lửng hết cả lên,
lúc nào cũng sợ đám đàn bà con gái đó sảm sỡ anh. Gạch dưới giờ đây mỗi lần thấy anh, thì có lẽ là đến lượt anh đi sảm sỡ họ rồi. Lệ Khuynh Thành thở dài tiếc nuối nói, ai, không còn thích thú bằng ngày xưa nữa rồi. Thích thú? Tần Lạc khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ tình cảm của mình ở trong lòng người phụ nữ này lại chỉ được đánh giá bằng hai chữ này thôi sao? Giờ đây trên tầng thượng đã có thêm những người khách khác nữa, vì vậy mà hai người không còn tìm thấy cảm giác hài hòa, lãng mạn khi được ở một mình bên nhau nữa. Sau khi hai người tán gẫu vài câu với mấy người đồng bào của mình thì liền cáo từ rời khỏi đây, để lại nơi thích hợp cho việc hôn nhau, không thích hợp cho việc cãi lộn cho những đôi khác đến sau. Người đàn ông biết giả bộ ngốc nghếch là người thông minh nhất. Ngày trước anh cũng rất thông minh, gạch dưới vậy sao bây giờ đột nhiên anh lại trở nên ngốc vậy chứ? Khi ngồi trên taxi trên đường quay về, Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, tủm tỉm cười hỏi. Nếu từ trước đến giờ vẫn là giả bộ ngốc nghếch thì đó đúng là khờ thật. Tần Lạc nói. Vậy bây giờ anh định thế nào? Lệ Khuynh Thành hỏi. Chấm, gạch dưới Tần Lạc nhất thời cứng họng không nói được gì, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhân lực có hạn, tinh lực có hạn. Thể lực cũng có hạn mà. Lệ Khuynh Thành biết là Tần Lạc khó xử, liền nhoẻn miệng cười nói, yên tâm đi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ làm hoàng phi, cũng không bao giờ lại nghĩ mình sẽ làm hoàng hậu. Gạch dưới đợi khi nào em kiếm được một số tiền lớn, làm hết những việc mình muốn làm rồi, thì em sẽ đi đến một hòn đảo mà ở đó không ai biết em là ai để dưỡng lão. Hàng ngày sẽ ngồi ở bãi cỏ sưởi nắng, nghiền ngẫm tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, không uống cà phê mà uống hồng trà. Gạch dưới nếu hôm nào tinh thần phấn chấn, sảng khoái thì sẽ đi khiêu gợi, mời mọc mấy ông lão đẹp trai, đây chính là cuộc sống mà em muốn. Em có thể khiêu gợi anh. Hả, Lệ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Cho dù anh có già rồi thì chắc vẫn đẹp trai, Tần Lạc nghiêm túc nói. Ha ha ha, chú tài xế không thể nhịn nổi nữa, phì cười như điên, tựa như vừa nghe được chuyện hài nhất từ trước đến giờ. Chú nghe hiểu tiếng Trung Quốc sao? Tần Lạc hỏi. Ừ, hiểu, quê tôi ở Trung Quốc mà. Gạch dưới con tôi làm việc ở đây, vì vậy nên tôi mới đến đây lái xe. Chú tài xế dùng giọng phổ thông nói với Tần Lạc. Chấm, gạch dưới. Chấm, gạch dưới gạch dưới. Chấm, gạch dưới gạch dưới. Nhịp trống rồn rập, lời ca trào dâng cuồn cuộn đầy nhiệt huyết, một giọng ca sục sôi mạnh mẽ có phần không thích hợp cho lắm khi vang lên trong một căn phòng vô cùng quý tộc này. Một người phụ nữ dang rộng chân nằm thư thả người trên chiếc ghế salon, tay trái nàng là một ly rượu vang đầy tràn, tay phải nàng không ngừng gõ đều theo tiết tấu bản nhạc. Hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng ngây ngất đầy hưởng thụ. Khi âm điệu của bản nhạc Pháp nổi tiếng đi đờ ến hồi kết thúc, thì người phụ nữ mở to mắt ra, uống một hơi cạn sạch chỗ rượu vang trong ly, sau đó hà ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Cộc 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 cộc, từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa, ba tiếng dài và một tiếng ngắn. Không nhẹ cũng không mạnh, giống như một loại ám hiệu đặc biệt vậy. Vào đi, người phụ nữ lên tiếng nói. Nàng tiện tay giật chiếc áo choàng lụa tơ tằm màu đỏ chót ở góc ghế salon đắp lên người, lộ ra nửa đôi chân thon dài trắng mịn và hai bàn móng chân được sơn màu đen tuyền bóng nhoáng, nhìn như một con bướm bay lượn uyển chuyển trước mắt, bờ ngực nàng để lộ ra ngoài khiêu khích trong mắt của những người đàn ông. Thế nhưng, người đàn ông đẩn cửa vào này dường như không chú ý đến toàn bộ những thứ diễn ra trước mặt mình vậy. Anh ta hơi gập người, đầu cúi thấp nói, phu nhân, anh ta đến 1933, hơn nữa còn nói chuyện với cả hoàng tử Philip của Thụy Điển nữa. Tình hình cụ thể thì chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra. Vương tử Philip, người được mệnh danh là hoàng tộc điển hình đó hả? Người phụ nữ nói với giọng khàn khàn. Đúng vậy đó ạ, người đàn ông đáp lại. Người phụ nữ hơi cau mày lại nói, chẳng lẽ vương tử Philip sẽ giúp hắn ta sao? Anh ta là một người châu Âu. Anh ta nên đứng về phía chúng ta mới đúng. Vâng, người đàn ông đáp lại một cách ngoan ngoãn, chỉ có điều, nghe mấy người tham gia hội họp nói, vương tử tử Philip rất có cảm tình với một người phụ nữ tên là Lệ Khuynh Thành. Là cô ta? Phu nhân biết cô ta sao? Người phụ nữ vừa nói dứt lời liền giơ cánh tay ngọc ngà của mình ra bóc hộp thuốc đặt ở trên bàn, sau đó rút một điếu xì gà từ bên trong ra rồi nói, cô ấy là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc. Tôi đã chú ý đến cô ấy từ lâu rồi. Vốn dĩ tôi định đợi vài năm, đợi cho cô ấy thành thục hơn một chút, rồi kéo cô ấy vào làm người điều hành trong tổ chức của chúng ta. Nhưng xem ra, tôi đã muộn hơn một bước rồi. Người đàn ông không ngờ người phụ nữ này lại có thể tôn sùng một người phụ nữ khác đến vậy,
cho dù đó có là những cô nàng tỷ phú xếp trong bảng phú hào hay là công chúa trong dòng dõi vương tộc cao quý đi chăng nữa, thì nàng cũng không bao giờ thèm đếm xỉa đến. Vậy mà người phụ nữ kia, gạch dưới nàng ta thậm chí còn chưa hiện diện trước đám đông, cũng chưa đạt được thành tích nào làm cho người ta phải tâm phục cả. Thế mà phu nhân lại nói là muốn tiến cử nàng ta vào tổ chức, hơn nữa còn cho nàng ta trở thành một người điều hành. Vương tử Philip và thị trưởng thành phố Paris, Béchang có quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Nếu anh ta thực sự thích người phụ nữ đó, thì rất có thể anh ta sẽ khuyến khích địa vị hợp pháp của Trung y dược ở nước Pháp. Khó khăn lắm chúng ta mới phong tỏa được đường dây của Liên minh châu Âu, vậy mà bây giờ lại có vấn đề xảy ra. Paris có thể nói là người có vị trí cao nhất trong đường dây này, một khi bọn họ nới tay, thì Trung y sẽ có cơ hội hồi sinh. Đúng là một đối thủ đáng ghét. Phu nhân châm điếu xì gà lên, rít một hơi dài nói, ván cờ lớn này, có lẽ đúng là sẽ được một mình hắn ta cứu vãn tình thế. Những thành quả mà chúng ta khó khăn lắm mới đạt được ở Trung Quốc, thế mà bây giờ lại bị một mình hắn nuốt trôi, giờ lại muốn làm tan rã Liên minh châu Âu, gạch dưới xem ra, kế hoạch đồ long tiến hành quá chậm. Phu nhân, xin chỉ thị của phu nhân, người đàn ông thấp giọng nói. Đi tìm Béchang, nếu ông ta không nghe, thì hãy đi tìm những nghị viên có thể buộc tội làm cho Béchang hạ bệ. Gạch dưới người phụ nữ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, còn nữa, Trung y được khôi phục, thì những tên dựa vào thuốc kháng sinh để phát tài chẳng lẽ vẫn ngồi yên được sao? Phòng bị trước khi vấn đề xảy ra, bọn họ cũng nên đứng ra giãn gân giãn cốt một chút rồi. Thời gian dài không hoạt động gì thì thân thể sẽ bị cứng đơ ra đó. Chương 502, dồn ép người ta quá đáng. Đường Napoleon, dinh thự số 3. Bất kỳ người Pháp nào đều biết rằng đây chính là nơi ở của thị trưởng thành phố Paris, Béchang. Béchang là một người tài giỏi, khi còn tại nhiệm, ông đã giải quyết được vấn đề khủng hoảng kinh tế và nguồn nhiên liệu sử dụng của Paris, vì vậy nên ông được người Pháp vô cùng yêu mến. Ông còn là người được đề cử lên làm tổng thống của năm sau, là người cạnh tranh có tiềm lực nhất của cái ghế tổng thống này. Hôm nay, cổng của dinh thự số 3 mở rộng ra. Ngài thị trưởng tôn quý cũng ăn mặc lịch sự thong dong đứng trước cổng chờ đợi vị khách quý của ông, đứng cạnh ông là phu nhân của ông, bà Elena và con gái Geo của ông. Elena khoan thai, quý phái, mặt nở một nụ cười ôn hòa, niềm nở, thoạt nhìn là biết bà xuất thân từ một gia đình có bối cảnh tốt. Elena, trong tiếng nước cổ cũng có nghĩa là cao quý. Còn con gái Geo của ông thì vô cùng phấn khích, có thể nhận ra được, ở vào cái tuổi này của nàng thì lúc nào cũng mong chờ một chàng trai đẹp trai. Phong độ. Nếu anh chàng đẹp trai này còn là vương tử của một nước nữa, thì lại càng làm xốn sang con tim và tâm hồn non nớt của nàng. Daddy, có phải là vương tử Philip sắp đến đây phải không ạ? Thế thì tốt quá rồi, các bạn trong trường con hầu hết đều thích anh ấy. Con phải tìm anh ấy bảo anh ấy ký cho con một cái mới được. Geo lộ rõ vẻ hưng phấn ở trên mặt nói. Béchang nở một nụ cười hiền hòa với con gái, ý nói những điều con gái mình nói là đúng. Tất cả mọi người đều biết ngài thị trưởng yêu quý cô con gái này nhất trên đời. Còn phu nhân của ngài thị trưởng thì lại kéo tay con gái, nghiêm mặt nói, Geo, là một quý cô, con không được làm những việc bất lịch sự như thế. Cha của con là thị trưởng của thành phố Paris đó, con làm sao có thể làm những việc như đi tìm hoàng tử ký tên cho con được cơ chứ? Gạch dưới đây quả thực là một việc quá ư mất mặt. Không sao, ngài thị trưởng nói, Geo lớn rồi. Con nó có thể có đối tượng được rồi. Hơn nữa, vương tử tuy còn trẻ nhưng lại là một người có tấm lòng cao cả độ lượng, cậu ấy không thể vì thế mà khinh thường chúng ta đâu. Con cảm ơn cha đúng là người hiểu con nhất. Geo vui sướng nói, thị trưởng phu nhân đành chịu không biết phải làm sao, bà cũng không phản bác lại lời của chồng mình nữa. Khi một chiếc Rolls Royce hào hoa bóng lộn từ từ chạy tới, rồi dừng lại trước cổng dinh thự số 3, thì Béchang dắt theo vợ và con gái tiến lên phía trước nghênh đón. Một vệ sĩ mặc đồ đen chạy ra đằng sau mở cửa xe ra, vương tử Philip với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt tuấn tú, phong cách nho nhã, lịch lãm chậm chậm bước xuống. Béchang chủ động bước đến bắt tay hoàng tử Philip rồi cười nói, chào mừng hoàng tử Philip đã đến đây, gia đình chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi nghĩ là ngài đã biết đến phu nhân Elena của tôi, còn đây là con gái Geo của tôi. Nó và bạn bè nó đều là fan ruột của ngài đó. Nếu hoàng tử có thể ký cho nó, thì tôi nghĩ là nó sẽ vui sướng cả đêm không ngủ được mất. Phu nhân Elena, quấy rầy phu nhân rồi. Vốn dĩ là tôi sẽ mời ngài Béchang và phu nhân đến cùng dùng bữa tối,
nhưng ngài Bách Trăng hết lời khen ngợi tài nấu bếp của phu nhân, vì vậy mà tôi không nhịn được, muốn đến thử xem sao. Vương tử Philip lịch sự chào hỏi thị trưởng phu nhân. Vương tử Philip, rất vinh dự được gặp mặt ngài. Phu nhân Elena mỉm cười nói. Tiểu thư Geo, tôi cũng rất vinh dự được gặp cô. Còn về việc ký tên thì, cô có chắc là một phần là đủ không? Hả, còn có thể ký nhiều phần sao? Nếu được thì tôi có thể đem đến tặng bạn học của tôi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ vui lắm cho mà xem. Geo nói một cách đầy vẻ hồn nhiên. Tất nhiên, nếu cô không thấy tôi đang làm lãng phí giấy mực của cô. Vương tử Philip nhún nhún vai nói. Điệu bộ, dáng dấp nho nhã, lời nói và hành vi đều rất hút hồn, quả thực là một người đàn ông quyến rũ vô cùng. Một ông già tóc bạc trắng bận bộ đồ vest khách điệu lịch lãm tên là Kalai im lặng đứng sau Philip, ông không có bất kỳ hành động hay lời nói gì bày tỏ sự tồn tại của mình, trông ông giống như một khúc gỗ hình người vậy. Khi không cần thiết, thì ông không bao giờ chủ động thu hút ánh mắt của người khác cả. Vương tử Philip, mời ngài vào bên trong ngồi. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Bách Trăng mời nói. Ồ, vô cùng vinh hạnh. Vương tử Philip cười nói. Khách và chủ lại tiếp tục nói vài câu khách sáo trên bàn ăn, sau khi hỏi thăm người thân của đối phương mà mình biết, bèn tiến vào đề tài chính của câu chuyện. Vương tử Philip dùng chiếc khăn giấy trắng toát lau miệng rồi nói, lần này đến đây, một là để thăm ngài Bách Trăng, chúc ngài sang năm thắng cử, hai nữa là còn một chuyện khác muốn nhờ sự giúp đỡ của ngài. Cảm ơn vương tử đã nhớ tới, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, Bách Trăng cảm kích nói, nhưng ông không hề đáp ứng ngay lại lời thỉnh cầu của vương tử Philip. Bởi vì ông biết rõ một điều, đó là Hoàng gia Thụy Điển mà không giải quyết được vấn đề, thì không phải một câu nói của ông là có thể giải quyết được, vì vậy ông liền nói, không biết chuyện mà Hoàng tử muốn nói là chuyện gì. Vương tử Philip cười nói, kỳ thực là tôi đã nhận sự ủy thác của một người bạn rất tốt, vì vậy mà hôm nay tôi mới đến đây làm phiền ngài. Cô ấy là người Trung Quốc, lần này cô ấy đến đây để giải quyết về chuyện quyền sử dụng hợp pháp trung y dược ở châu Âu. Gạch dưới tôi nghĩ là... Nếu ngài thị trưởng có thể đứng giữa giúp đỡ, thì chắc chắn sẽ có thể đẩy mạnh điều lệ này được công khai hoạt động, không phải như vậy sao? Bách Trăng trầm ngâm không nói câu gì. Vương tử cũng không vội, anh quay ra khen ngợi tài nấu ăn của phu nhân Elena và nói những câu chuyện của những người trẻ tuổi với Geo. Không khí vô cùng ấm áp, vui vẻ. Vương tử Philip, ngài cũng biết đấy, với mối quan hệ của tôi với ngài, thì nếu sự việc có thể giải quyết một cách dễ dàng, thì tất nhiên tôi cũng không cần phải do dự như vậy. Bách Trăng khó xử nói. Đúng vậy, vương tử Philip gật đầu nói tiếp, cũng chính vì mối quan hệ này của chúng ta, nên tôi mới đem sự việc rắc rối này đến để nhờ vả ngài. Tôi hiểu, nhưng, vương tử Philip này, điều lệ cấm dùng trung y dược ở châu Âu không phải một mình nước Pháp cho thực thi mà ra đâu, mà là kết quả bàn bạc của tất cả các nước trong thành viên Liên minh châu Âu. Cho dù tôi có muốn giúp, thì cũng khó có thể kêu gọi sửa đổi được chính sách đó. Cũng giống như ngài thấy đấy. Tôi chỉ là một thị trưởng của thành phố Paris, chứ không phải là tổng thống của nước Pháp. Vương tử Philip cười nói, thưa ngài Bách Trăng, tôi rất tự hào vì có được tình hữu nghị của ngài. Tôi nghĩ là chỉ cần ngài đồng ý giúp đỡ, thì có thể kêu gọi nới lỏng được chính sách hạn chế Paris hoặc nước Pháp dùng trung y dược. Gạch dưới chỉ cần nước Pháp mở ra một tiền lệ mới, cho phép trung y dược được kinh doanh một cách hợp pháp, vậy thì, những quốc gia khác tự khắc sẽ làm theo thôi. Cho dù các nước khác có không muốn công nhận địa vị của trung y dược đi chăng nữa, thì đó cũng là vấn đề mà họ nên suy nghĩ giải quyết chứ, đâu có liên quan gì đến ngài đâu. Bách Trăng lại một lần nữa im lặng không nói câu nào. Một lát sau ông mới thở dài một tiếng rồi nói, lúc đầu, cái điều lệ này được đưa ra, hoàn toàn là do mấy tập đoàn y dược lớn đứng sau xúi giục. Gạch dưới đây là một miếng thịt báu bở nhất của bọn họ không cho phép những con sói khác đến cướp nó đi. Đây là một việc mà bọn họ không thể chịu đựng được. Nếu tôi mà muốn sửa đổi điều luật này hay mở ra một tiền lệ mới thì sẽ động chạm đến lợi ích của bọn họ. Gạch dưới bọn họ không thiếu tiền, hơn nữa khả năng của bọn họ ở nước Pháp này lớn đến nỗi làm cho người ta phải khiếp sợ. Gạch dưới nếu tôi muốn tranh cử ghế tổng thống, thì nhất định phải nhận được sự ủng hộ từ bọn họ. Lần này thì đến phiên vương tử Philip im lặng. Anh ta có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của Bách Trăng. Chính trị gia cần đến sự ủng hộ của dân chúng, còn ý của dân thì không khác gì miếng vải mỏng che trên người một con điếm, ai có tiền thì sẽ đủ tư cách để kéo tấm vải đó xuống. Cử tri bị những tên thương nhân giàu có hoặc nắm trong tay nguồn tài nguyên của giới truyền thông thao túng, bọn họ có thể đưa người ta ngồi lên được,
thì cũng có thể kéo người ra rớt xuống được. Ở trước ngày tổng tuyển cử mà Bét Trăng đối đầu với những người này thì quả là không khôn ngoan chút nào. Không còn cách nào khác sao? Vương tử Philip trầm giọng nói. Daddy, cha hãy giúp hoàng tử Philip đi. Geo sau khi nghe được câu chuyện giữa cha mình và vương tử Philip thì quay ra cầu xin cha mình với giọng buồn bã. Vương tử Philip quay ra mỉm cười với Geo, tỏ vẻ biết ơn, cảm kích vô cùng vì sự ra tay giúp đỡ của nàng. Để tôi thử xem sao. Bét Trăng bất đắc dĩ nói, tôi sẽ hẹn với mấy ông chủ của các tập đoàn y dược lớn ra nói chuyện, xem thái độ của bọn họ ra sao. Nếu tôi có một cái cớ để không thể không sửa đổi điều lệ đó thì tốt biết mấy. Vương tử Philip gật đầu nói, tôi nghĩ là bọn họ sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề này thôi. Vương tử Philip sau khi dùng cơm, uống trà xong thì cáo từ gia đình thị trưởng Bét Trăng ra về. Xe của hoàng tử vừa mới rời đi, thì có 3 chiếc xe Mercedes-Benz hào hoa lao tới. Giống như đã lập kế hoạch từ trước vậy. Bét Trăng sau khi nghe người làm trong nhà báo lại, thì mặc dù trong lòng không vui, nhưng mặt mày vẫn hớn hở đi xuống lầu đón tiếp. Xin chào ngài Weiss, ngài Antoine. Ồ, còn cả ngài Ơn E nữa, sao các ngài lại đến đây cùng một lúc thế này? Có phải là có việc gì gấp không? Bét Trăng chủ động chào hỏi trước mấy người đàn ông vừa bước từ trên xe xuống. Ngài Bét Trăng, chúng tôi đến ăn tối đó, không muộn đấy chứ? Người có tên Weiss béo trắng mập mạp cười ha ha nói. Ông ta là người đại diện của tập đoàn y dược lớn nhất châu Âu, Josephi. Tôi nghĩ là chúng tôi đã đến không đúng lúc rồi. Người có tên Antoine cao gầy, mắt đeo cặp kính nhìn như một giáo sư trong trường đại học đùa nói. Chủ nhà còn đang thu dọn bàn ghế. Chắc các ông cũng không muốn ăn đồ còn thừa chứ. Antoine là con trai tổng tài người Pháp, cầm đầu trong việc liên doanh y dược Mỹ Hoa, được coi như đảng thái tử ở Paris. Nếu có thể thành công thừa kế gia nghiệp, thì sẽ có một gia sản kếch xù lên đến cả 100 tỷ, và sẽ trở thành người đàn ông giàu có nhất Paris. Ngài thị trưởng tiếp đãi khách, thì dù thế nào cũng sẽ không dùng đồ ăn mà người ta đã ăn qua rồi để tiếp đãi chúng ta đâu. Ông Ơn E, một người với làn da ngăm ngăm sẫm màu, là phó tổng tài công ty Novo Nordisk của Đan Mạch nói rành rọt từng từ một. Bét Trăng tủm tỉm cười mời 3 vị vào bên trong ngồi, sau khi bảo người ở đem những đồ uống cần thiết lên liền quay ra hỏi. Mấy vị hàng ngày bận rộn như vậy mà hôm nay lại có thời gian đến đây, thì không phải là chỉ đến để ăn tối thôi chứ. Antoine gật gật đầu, nói, không sai. Đúng là chúng tôi còn có việc khác nữa. Nghe nói nhà ngài thị trưởng vừa mới có một vị khách quý đến chơi, đúng là có chuyện này phải không? Ha ha, nhà tôi ngày nào cũng có rất nhiều khách quý đến chơi, gạch dưới bao gồm cả 3 vị đang ngồi đây. Gạch dưới không biết ngài Antoine muốn nói đến vị nào vậy? Ví dụ như vương tử Philip của Thụy Điển chẳng hạn, Antoine cười nói. Ồ, đúng rồi, vương tử Philip đúng là hôm nay có đến làm khách ở nhà chúng tôi. Vương tử là một người bạn tốt của tôi, chúng tôi cùng thưởng thức một bữa tối vô cùng vui vẻ. Bét Trăng dựa lưng vào chiếc ghế salon, tủm tỉm cười nói. Mà có chuyện gì vậy? Lẽ nào các vị đến cả chuyện nhà tôi có vị khách nào đến làm khách cũng phải hỏi qua một lượt hay sao? Ngày sau có ai đến chơi nhà? Liệu tôi có phải gọi một cú điện thoại thông báo trước cho các ngài biết không? Sau khi bị mấy nhân vật khét tiếng này dùng sức mạnh kinh tế của mình để khiêu khích, châm chọc, thì ngài Bét Trăng, thị trưởng thành phố Paris cuối cùng cũng không chịu nổi đành nổi đoá lên. Ông mày không ra oai thì chúng mày nghĩ ông mày dễ bắt nạt lắm hả? Chương 503, ngày mai anh hãy làm hàng một chút. Thấy không khí có phần căng thẳng, gã mập Weiss đứng ra làm hòa, nói, ngài thị trưởng, xin ngài đừng nóng giận. Chúng tôi không hề có ác ý gì cả. Tôi cũng chẳng có ác ý gì cả, chỉ là có lòng muốn nhắc nhở vậy thôi. Bét Trăng vẫn chưa thấy hả hết cơn giận trong lòng. Chẳng lẽ mấy tên thương nhân này thấy mình có tiền là có thể thao túng hết thảy mọi việc hay sao? Bao gồm cả lòng tự tôn và sự tự do của người khác. Không cần phải gọi điện thông báo trước cho chúng tôi đâu. Ngài thị trưởng có quyền lợi kết giao với bất kỳ ai mà ngài muốn. Ơn E nói. Thấy điệu bộ giải thích một cách nghiêm túc của ông ta mà hai người đi cùng là ông Weiss và Antoine tức muốn bóp chết ông ta ngay bây giờ. Một tên ngu ngốc như vậy sao có thể ngồi được vào cái ghế phó tổng tài của Novo Nordisk chứ? Người tên Weiss cười hề hề nói, ngài thị trưởng, từ trước đến giờ chúng ta vẫn là những người bạn vô cùng mật thiết với nhau, và cũng là những chiến hữu vào sinh ra tử với nhau. Thế nhưng, gần đây chúng tôi nghe được một số tin tức không được tốt lắm. Gạch dưới nghe nói có mấy người Trung Quốc đến Paris,
hiện giờ đang hoạt động ở khắp nơi muốn có một địa vị hợp pháp của Trung Y Dược ở đất châu Âu này. Gạch dưới ngài cũng biết đấy, lần trước để cho ra việc ngăn cấm cái điều lệ này, thì chúng tôi đã phải thông qua cả nửa năm bàn bạc mới có được sự thống nhất. Nếu bây giờ có người muốn hủy bỏ điều lệ này đi, thì những nỗ lực của chúng ta có phải đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa sao? Bác Trăng đốt một điếu thuốc lên rồi rít một hơi, nhưng vẫn im lặng không nói câu gì. Giờ đây người cảm thấy khó xử nhất vẫn là ông ấy. Một mặt thì ông đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Vương tử Philip, trước mắt sẽ nới lỏng việc kiểm soát và cưỡng chế Trung Y Dược ở Paris, còn một mặt thì ông lại đồng ý với những lời của mấy người này nói, ông bắt buộc phải thể hiện thiện chí của mình với những tập đoàn tài chính nắm giữ phiếu bầu trong tay mình này. Antoine thấy Bác Trăng do dự không thôi thì cười nói, ngài thị trưởng, ngài nên hiểu rằng, chúng ta đều đang đi cùng trên một chiếc thuyền. Những thứ của chúng tôi thì cũng có nghĩa là của ngài. Những năm trở lại đây chúng tôi đã hết lòng hết sức ủng hộ ngài thị trưởng. Mấy hôm trước tôi đi thăm cha tôi, ông ấy còn nói với tôi rằng, gạch dưới năng lực của ngài Bác Trăng đủ để có thể lên làm Tổng thống nước Pháp, nếu để ông ấy tiếp tục làm thị trưởng thành phố Paris thì bất công cho ông ấy quá. Vào ngày tuyển cử năm sau, chúng tôi nhất định sẽ bỏ phiếu bầu trong tay mình cho ngài Bác Trăng. Ha ha, đúng vậy đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Wales cười hề hề nói, nhưng nếu ngài Bác Trăng muốn lên làm Tổng thống, thì trước tiên ngài phải đảm bảo lợi ích cho những doanh nhân như chúng tôi trên cả nước ta chứ, nếu không thì những phiếu bầu của chúng tôi không phải đã bị lãng phí một cách vô ích rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi có thể đưa một người lên làm Tổng thống, thì cũng có thể lôi được người đó trên cái ghế đó xuống. Erne nói, sắc mặt của Bác Trăng sa sầm xuống, ánh mắt sắc lạnh của ông nhìn chằm chằm vào Erne. Nhưng người đàn ông có nước da ngăm ngăm sẫm màu này lại coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ông ta đưa mắt nhìn ra xung quanh, như thể câu nói đầy uy hiếp vừa rồi không phải là được thốt ra từ miệng của ông ta vậy. Ha ha, ngài thị trưởng, xin ngài đừng để ý làm gì, ngài Erne vẫn thường làm cho người ta phải ngạc nhiên như thế đó. Wales lại một lần nữa đứng ra hòa giải không khí căng thẳng đang diễn ra ở đây. Có điều, ý của ông ấy cũng rất rõ ràng mạch lạc. Chúng tôi muốn ủng hộ một vị Tổng thống có thể đảm bảo được lợi ích cho các doanh nhân như chúng tôi, chứ không phải là một vị Tổng thống lo mất mặt với hoàng tử mà dẫn thêm một con sói tham lam độc ác nữa vào bên trong. Đây cũng là mục đích mà chúng tôi đến đây lần này. Antoine nhâm nhi tách cà phê trong tay mình, cười nói. Không ai được động đến miếng format béo bở trong tay chúng ta. Erne bổ sung thêm. Bác Trăng dập điếu thuốc trong tay mình vào chiếc gạt tàn rồi nói, ý của các ông. Tôi đã hiểu đến 80% rồi. Vậy thì, quyết định của ngài thị trưởng thế nào đây? Wales hỏi. Tôi cũng nghĩ như các ngài vậy thôi. Gạch dưới châu Âu là châu Âu của người châu Âu, đúng là chẳng cần thiết phải dẫn thêm một con sói vào bên trong cướp hết lương thực làm gì. Bác Trăng đan hai bàn tay vào với nhau, trầm giọng nói. Ngài thị trưởng quả nhiên anh minh, sáng suốt hơn người. Wales hài lòng nói, châu Âu là châu Âu của người châu Âu. Còn châu Á, thì cũng là châu Á của người châu Âu. Ngài thị trưởng, tôi thay mặt cha tôi hỏi thăm ngài. Tôi nghĩ là, vào ngày bầu cử năm sau, cha tôi nhất định sẽ đứng ra hò hét giúp ngài. Antoine cũng cười nói. Ngài thị trưởng đây nhất định sẽ là một tổng thống tốt. Erne cũng tỏ lòng tán thưởng tự đáy lòng mình. Bác Trăng cũng mỉm cười đáp lễ, tuy vậy trong lòng lại trở nên nặng trĩu. Chấm, gạch dưới gạch dưới. Chấm, gạch dưới gạch dưới. Theo tin tức mới nhất của giới truyền thông Pháp và nhà báo nổi tiếng Marxist phân tích tin tức giật gân, không chữa bệnh cho người Pháp và chó, chính vì vậy mà dân chúng Pháp cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao thần y Trung Quốc lại không chữa bệnh cho người Pháp. Bọn họ hiểu được hành vi của Tần Lạc, và tỏ thái độ đồng tình với việc bọn họ bị đối xử bất công bằng như vậy. Phố người Hoa giờ cũng không còn cảnh nhiều thanh niên Pháp nẹt bô rồ ga dọc ngang phá hoại như trước nữa. Hôm nay, Tần Lạc vẫn đến bệnh viện Uông Thị Trung Y để chẩn đoán bệnh cho người dân nơi đây, số người bệnh đến đây ngày càng tăng lên, Tần Lạc cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm hơn được nữa, dù sao thì ngọn lửa giận đó cũng đã được thắp lên và cũng đã được dập tắt. Chính vì vậy mà sau khi chữa trị cho 10 người theo quy định xong, hắn lại chọn thêm hơn 20 người bệnh tình nghiêm trọng nữa ra tiến hành trị liệu, cứ như vậy cho đến khi mệt mỏi dã rời rồi thì Tần Lạc mới được mấy người Lệ Khuynh Thành và Trương Bác khuyên hắn quay về nghỉ ngơi lấy sức. Trong căn phòng tại khách sạn, Tần Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần nằm trong bồn tắm hưởng thụ cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn Lệ Khuynh Thành lúc này ngồi bên cạnh đang cầm một chiếc khăn tắm có tác dụng bài trừ độc tố ra ngoài trà lên người hắn để khử độc.
Lệ Khuynh Thành mặc một bộ đồ công sở màu bạc, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ trắng toát, khi nàng cúi người xuống nhặt bình sữa tắm chẳng may rơi xuống dưới sàn tắm, thì Tần Lạc đã vô tình trông thấy chiếc quần chip màu đen vô cùng khiêu gợi của nàng lấp ló ở bên dưới. Trên cổ của Lệ Khuynh Thành còn buộc một chiếc khăn màu vàng sữa trông nàng nhanh nhẹn tự tin lạ thường. Nhưng chân nàng lại mang một đôi dép vải màu trắng của khách sạn, đứng nép bên bồn tắm làm công tác kỳ cọ. Em có thể đi thay bộ khác, hay khoác chiếc khăn tắm lên cũng được. Tần Lạc lên tiếng đề nghị, nếu như thế thì sẽ đỡ làm ướt hết đồ trên người em. Đàn ông các anh dùng thủ đoạn này đi lừa mấy cô bé mười mấy tuổi thuần khiết vô tri nghe còn được, chứ đối với một người phụ nữ chính thống thì chẳng có tác dụng gì đâu. Nếu em mà đổi thành chiếc khăn tắm thì đúng là quần áo của em không thể ướt được, nhưng e rằng người em sẽ ướt hết ấy chứ, phải không nhỉ? Chấm, gạch dưới đôi khi Tần Lạc cảm thấy người phụ nữ này quả là đáng ghét. Chẳng lẽ nàng không biết rằng nàng cứ vạch trần ý đồ của một người đàn ông một cách trắng trợn như thế thì chẳng khác gì tát trực tiếp vào mặt người ta hay sao? Có một vị tiền bối từng nói, người phụ nữ có trí tuệ, thông minh hơn người, nếu không phải là làm nhân tình, thì sẽ đi làm ni cô. Tần Lạc đôi lúc hy vọng Lệ Khuynh Thành ngốc một chút thì tốt hơn. Thấy Tần Lạc không nói gì, Lệ Khuynh Thành cười nói, khi nào em muốn anh lừa em thì anh mới lừa được em. Khi nào em không muốn anh lừa em, thì anh cứ ngoan ngoãn mà chờ đợi đi nhé. Tay nàng mò mẫm trong đống bọt xà phòng một lúc, sau đó nắm chặt lấy cu cậu cứng ngắc dài như khẩu súng của Tần Lạc, hung hăng nói, nếu anh còn nghĩ ngợi lung tung nữa, cẩn thận em cắt cái của quý này của anh xuống làm tiêu bản đó. Tần Lạc đau quá, vội vàng kêu lên, anh đâu có nghĩ gì lung tung đâu. Gạch dưới em hiểu lầm anh rồi, anh đâu có ý đó đâu. Lệ Khuynh Thành bỏ tay ra khỏi bảo bối của Tần Lạc rồi nói, không nghĩ gì lung tung thì tốt. Bà cô đã tự tay tắm cho anh, thì anh nên thỏa mãn đi là vừa. Anh rất thỏa mãn rồi. Tần Lạc cười nhìn còn khó coi hơn là khóc. Bạn có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này không? Một người phụ nữ không khác gì một con yêu tinh đòi bằng được vào bên trong giúp bạn kỳ cọ, mát xa, bạn chỉ có thể nhìn mà không được động đến, nhưng tất nhiên, nàng có thể nhìn bạn, mà lại có thể sờ bạn nữa. Mỗi lần ngón tay của Lệ Khuynh Thành động vào người của Tần Lạc, thì hắn lại dùng mình lên một cái. Đó không phải là niềm vui của sự phấn khích, mà là sự trốn tránh một cách đau khổ. Nàng có thể không coi người là người, nhưng không thể không coi đàn ông là đàn ông được. Reng reng, tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào. Có khách đến, Tần Lạc nói. Anh rất muốn em đi ra ngoài phải không? Lệ Khuynh Thành cười nói. Không, Tần Lạc vội vàng phủ nhận. Thật sao? Thế thì em không ra mở cửa nữa. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, nếu không có ai ra mở cửa thì họ sẽ tự khắc rời đi thôi. Dù gì thì chúng ta cũng chẳng có bạn bè gì ở cái đất Paris này, còn nếu là mấy người Trương Bắc tìm mình, thì họ sẽ gọi điện liên lạc trước. Hay cứ ra mở cửa đi xem sao. Tần Lạc khuyên nhủ, có thể là có chuyện gì gấp thì sao. Lệ Khuynh Thành cũng chỉ là đùa Tần Lạc mà thôi, sau khi nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi phì cười. Tiếp đó nàng vớ lấy chiếc khăn tắm lau khô nước đọng trên tay mình, sau đó thay đôi guốc đen cao gót ở cửa phòng tắm vào rồi mới ra mở cửa. Quần áo trên người được nàng giữ gìn nguyên vẹn, kín kẽ, vì vậy mà cho dù đột nhiên có khách đến thì họ cũng không hoài nghi hai người làm chuyện gì mờ ám với nhau. Đứng ở bên ngoài cửa là Calai, người thân cận nhất bên mình của vương tử Philip. Ông ta mặc một chiếc áo vest cánh én màu đen, mái tóc màu bạc được chải gọn gàng, đứng thẳng lưng ở đó nói với Lệ Khuynh Thành. Lệ tiểu thư, vương tử điện hạ bảo tôi đến đưa cho cô một bức thư. Vừa nói, ông ta vừa lấy trong người ra một tấm thiệp được gấp xếp lại. Cảm ơn ông, Lệ Khuynh Thành cười nói. Nàng rất thích kiểu cách, lễ nghi cổ điển chứa chút khí phách cung đình của Calai. Kiểu cách đó làm cho người ta cảm thấy mình được đối phương hết sức tôn trọng, trong lòng thoải mái vô cùng. Không cần khách khí, Calai hơi cúi người chào Lệ Khuynh Thành, rồi đem theo hai người tùy tùng rời đi. Lúc này, trong phòng bên khẽ vang lên tiếng cài khóa. Đến cả chiếc khe nhỏ bé nhất cũng bị bịt kín cả lại để không cho người ngoài có cơ hội để nhìn trộm. Lệ Khuynh Thành đóng cửa phòng lại rồi mở tấm thiệp mà vương tử Philip gửi đến, hàng chữ tiếng Trung ở bên trong được viết bằng một chiếc bút máy màu đen, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông thời cơ. Mặc dù chữ viết không được ngay ngắn cho lắm, cũng không được gọi là mỹ quan, nhưng từ nét chữ, Lệ Khuynh Thành có thể nhìn ra được. Từng nét bút đều được người viết viết ra một cách cẩn thận. Đây không phải là thuê người khác viết, mà là vương tử tự tay mình viết ra. Lệ Khuynh Thành đẩy cửa phòng tắm ra, đứng trước cửa phòng nói,
Philip đã tìm đến thị trưởng thành phố Paris nói chuyện rồi. Ngày mai anh cần phải phát huy tài năng biểu diễn thiên bẩm của mình rồi đấy. Biểu diễn, đó là tình cảm chân thành được bộc lộ ra, sao có thể nói là biểu diễn được cơ chứ? Tần Lạc có phần bất mãn nói. Được rồi, Lệ Khuynh Thành đành chịu thua nói, ngày mai anh làm hàng một chút vậy. Chương 504, biểu diễn thái quá.